Chương 801, Nộ sư Quyền. Lúc trước dân tộc mèo giết Trương Viễn Quốc khi chỉ mới bước vào cảnh giới thần hải không đến 3 tháng. Nhưng nghiêm túc mà nói, đấy còn chưa được coi là cảnh giới thần hải hoàn toàn. Trên núi Thượng Vân kia cũng đã đánh bại Trương Tĩnh Hòa và người luyện võ bậc nhất Phạm Nam Thiên, việc này cũng không nói lên được điều gì. Chẳng qua trên thế giới này lại nhiều thêm một người luyện võ vô địch mà thôi. Cũng không chứng minh được Đường Tuấn sẽ giống như Hàn Nhật Long có thể giết chết cả một cao thủ cảnh giới thần hải chân chính. Đương nhiên, bọn họ khẳng định như vậy là do chuyện anh đánh bại Trương Tín Chiết ở núi Yên Thế rất ít người biết. Nếu như Hư Thiên Quang biết được đến cả Trương Tín Chiết cũng phải bại dưới tay anh thì đã không dẫn theo đám người này đến đây rồi. Hư Thiên Quang nhìn về phía đường Tuấn, còn người hơi co lại, bỗng trên mặt lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, cười khẩy nói có thể hậu thiên đạo thể rất mạnh nhưng đáng tiếc, nó cũng có giới hạn của nó. Đạo thể không thể vào thần hải được thì cũng chỉ là người thường thôi, cũng sẽ phải nhận tổn thương. Mấy người Trình Vân Thiên, Vương Khải Niệm nghe vậy đều đưa mắt sang nhìn Đường Tuấn. Vốn cơ thể của Đường Tuấn giống như ngọc lưu ly bây giờ lại xuất hiện những đường vân tinh mịn xung quanh, như bát sứ trắng tinh lại xuất hiện vết nứt vỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan, mà máu trong cơ thể anh cũng từ vết nứt này thấm ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn bền. Đường Tuấn anh, trong lòng Trình Vân Thiên cả kinh. Cô đi theo đường Tuấn gần một tháng nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh bị thương đến chảy máu. Trên mặt Vương Khải Niệm lộ ra ý cười khoái chí lớn tiếng nói, hóa ra anh cũng bị thương rồi. Đường Tuấn lắc đầu, thật sự anh bị thương. Nếu chỉ đã sử dụng sức lực để phá vỡ bức tường âm thanh, anh không thể tung ra thêm mười mấy quyền nữa được. Nhưng vừa rồi anh lại ra liên tục tám quyền, đây cũng đã đến cực hạn của anh rồi. Nếu không phải bản thân còn có thần tàng quyết của đạo tạng thoát thai tự, huyền diệu vô song thì chỉ sợ nhục thân của anh cũng đã sụp đổ. Nhưng đủ để giết ông." Đường Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa sát ý kinh khủng. Anh cũng không dám vận dụng đạo thể nhục thân chi lực nữa, cứ như vậy từng bước từng bước đi về phía Vương Khải Niệm và Hư Thiên Quang. "Nghe nói thân thể người bất tử, hôm nay tôi sẽ phá nát nó cho mọi người cùng xem." Trong mắt Hư Thiên Quang bùng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đường Tuấn đã bị thương cũng cho ông ta hy vọng giết chết được đạo thể. Nhục thân của đạo thể cất giấu rất nhiều điều kỳ diệu, nếu có thể giết chết đường Tuấn, nghiên cứu nhục thể của anh thì không chừng nhà họ hư có thể tạo ra một hậu thiên đạo thể khác thì sao? Cũng có thể đền bù được tổn thất của tám người đạt cảnh giới chân khí kia. Thân hình hư thiên quang khẽ động, tung ra chiêu thức dồn dập như sóng giữ hướng về phía đường Tuấn. Nhà họ hư nổi tiếng về pháp quyền trong giới võ thuật, một quyền này của hư thiên quang cũng đã đạt đến đỉnh phong trong nháy mắt một cái đầu sư tử lông vàng óng mượt xuất hiện trên tay ông ta nó há to mồm gầm thét nộ sư quyền đây là quyền pháp cao cấp nhất của nhà họ hư người thu luyện sẽ có được năng lực như hổ như báo một quyền đánh ra làm muôn thú thần phục có bản lĩnh phi thường của một vị vua chúa mà một quyền này của hư thiên quang vẫn không ngừng tụ lực lại có thể nó có thể sánh ngang với một đao của phạm nam thiên chỉ với một chiêu này ông ta hoàn toàn có tư cách tiến vào thần hải Chương 802 cây dao nhỏ này có thể làm anh bị thương. Liên Hoa Bảo Ấn, muốn lấy mấy thứ học được từ Tam Bất Tượng đến để hù dọa tôi sao?" Hư Thiên Quang cười lạnh. "Từ lúc xuất đạo đến nay, Đường Tuấn đều dựa vào nhục thân để đối địch, đã bao giờ thi triển mấy thứ như Liên Hoa Bảo Ấn này chứ?" Cho nên Hư Thiên Quang thản nhiên coi thường một chiêu này, cho rằng nó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, không có một chút uy lực nào. Hơn nữa theo điều tra của ông ta thì Đường Tuấn cũng không thuộc đệ tử của đạo gia và Phật gia, tự nhiên lại dùng cái Liên Hoa Bảo Ấn này, không phải Tam bất tượng thì là gì? Chẳng qua ông ta chỉ đoán đúng một nửa. Cái Liên Hoa Bảo Ấn này đúng là anh vừa nghĩ ra thật nhưng cũng không phải là Tam bất tượng gì cả mà là một phần trong 29 chữ bên trong Thức Hải của Thoát Thai tự. Đây là chiêu thức mạnh nhất Đường Tuấn lĩnh ngộ được, vừa có thể công vừa có thể thủ. Trong nháy mắt khi Liên Hoa Bảo Ấn tiếp xúc với Nộ Sư Quyền, Liên Hoa Bảo Ấn không có biến mất như trong tưởng tượng của Hư Thiên Quang. Mặc dù chiêu thức của ông ta mạnh mẽ, có uy lực như thế cũng không thể phá bỏ lớp phòng ngự của Liên Hoa Bảo Ấn. Làm sao có thể, đến cả cao thủ trong Phật gia cũng không thể thực hiện chiêu thức cường đại như vậy, tên này là ai vậy chứ? Trong lòng Hư Thiên Quang gào thét không ngừng, không có cách nào tin được chuyện đang xảy ra chỉ bằng một đóa hoa sao có thể ngăn được tôi một, hư thiên quang lại quát lên một lần nữa, một cái tay khác bỗng nắm lấy một cây đao đen nhánh, đâm vào phần bụng của đường Tuấn. Toàn thân cái dao nhỏ kia đen nhánh mà trong suốt, dưới ánh sáng lấp lánh như kim cương đen. Trên nó còn được chạm khắc những đường vân, những đường này hợp lại một chỗ nhìn như đồ án vậy. Theo dòng chân khí hư thiên quang, cái đồ án kia bắt đầu phát sáng. Giống như muốn chui ra khỏi cây đao vậy. Dao găm huyền vu. Yến Đình Khôi nhìn thấy cây đao này, nghẹn ngào hô một tiếng. Đường Tuấn khe biến sắc, anh cảm nhận được nguy hiểm từ con dao này. Cây dao nhỏ này có thể làm anh bị thương. Cơ thể anh theo bản năng muốn né sang bên cạnh, tránh một nhát dao này của hư thiên quang. Nhưng vừa rồi, khi đường Tuấn phá vỡ bức tường sóng âm, thân thể đã đi đến cực hạn, cho nên phản ứng bây giờ mới chậm lại nửa nhịp. Nhưng cũng chỉ nửa nhịp này đã làm con dao kia đâm thẳng vào bụng đường Tuấn, kéo theo một lượng máu lớn chảy ra. Không những thế còn có một cỗ lực lượng vô cùng quỷ dị tiến vào bên trong cơ thể anh. Đường nghiêu nhướng mày, mặc dù dao găm này không gây tổn thương đến nội tạng của anh nhưng cái lực lượng vừa tiến vào kia lại làm cho máu trong người anh ngưng động lại, cảm giác vô cùng khó chịu. Bị dao găm huyền vu đâm bị thương, cậu chết chắc rồi. Trên mặt hư thiên quang lộ vẻ vui mừng, chuẩn bị lui người lại phía sau. Hư, đường tuấn thật sự nổi giận nhìn thấy hư thiên quang muốn rời đi, anh liền tung ra một quyền, trực tiếp phá vỡ bức tường âm, chặt đứt nửa cánh tay hư thiên quang, dao găm huyền vu cũng rơi xuống đất. chương 803 Đường Tuấn cúi đầu nhìn vết thương ở bụng, vết thương cũng không lớn, chỉ to bằng ngón tay cái. Nhưng lại làm anh nhíu mày, lấy năng lực chữa trị cường đại của hậu thiên đạo thể, máu cũng không còn chảy ra, các vết thương trên cơ bắp cũng khép lại từng chút một nhưng anh có thể cảm giác được trong cơ thể đang có một thứ làm nhục thể của anh không còn ở trong trạng thái thuần túy nữa. Lực lượng nhục thể của anh bị suy yếu đi mà tình trạng suy yếu này vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Dựa theo loại tốc độ này, không đến 3 tháng đã khiến nhục thể của anh sụp đổ. Đường Tuấn cảm nhận một chút, cũng đã nhận rõ được tình trạng của mình, trong đầu cũng đưa ra kết luận. Nói một cách khác, anh chỉ có thời gian 3 tháng để xử lý lực lượng dư thừa trong cơ thể, nếu không nhục thể của anh sẽ bị sụp đổ đến chết đi. Đường Tuấn cận chân khí muốn tìm xem năng lượng dư thừa kia ở nơi nào nhưng đáng tiếc lại không tìm được. Sợi năng lượng kia với cùng quỷ dị, giống như không tồn tại, lại giống như xuất hiện ở khắp mọi nơi, vượt qua sự hiểu biết của Đường Tuấn về cảnh giới này. Đường Tuấn nhặt sao găm dưới đất lên những đường vân trên đảo găm vẫn còn nhưng đã mất đi ánh sáng lấp lánh ban đầu. Như trên viên kim cương đen xuất hiện từng vết nước nhỏ bé, làm cho người ta có cảm giác có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Có thể thấy vết thương do con dao này tạo thành khó có thể chữa trị. Đường Tiên Sư, Đường Tuấn, Yến Đình Khôi, Trình Vân Thiên và Trình Tuấn Vũ Nóng nảy đi đến bên người Đường Tuấn, trên mặt đều là sự lo lắng. Từ khi Đường Tuấn không thể tránh được chiêu của Hư Thiên Quang, bọn họ đã biết được trạng thái của anh không ổn. Cậu nói đây là dao găm huyền vu. Đầu tiên Đường Tuấn lắc đầu một cái, ý bảo mọi người không còn lo lắng rồi mới quay đầu hỏi Yến Đình Khôi về con dao trong tay. Yến Đình Khôi nhìn vào thân dao đen nhánh, đáy mắt lộ ra vẻ e ngại và kiêng kỵ, nói đúng vậy. Đây chính là dao găm huyền vu, là một pháp khi ở trong huyền vu của vu môn. Trên dao găm có những đường vân, nghe nói đã được pháp thuật của huyền vu môn nguyền rùa, có thể phá hủy nhục thân, làm suy yếu khí huyết. Căn cứ vào số lượng đường vân có thể chia thành ba loại là ba vân, 5 vân, 8 vân và 10 vân. Con dao này là loại tám vân, có thể phá vỡ được năng lực phòng ngự của nhục thân cảnh giới thần hải. Lúc này mọi người mới phát hiện trên thanh đao này có đúng tám đầu vân. Dao găm huyền vu tám vân đã khủng bố như thế, vậy chẳng phải dao găm mười vân có thể chém giết cả lục địa thần tiên hay sao? Gương mặt xinh đẹp của trình vân thiên tái nhợt, run rẩy nói. Yến Đình khôi lắc đầu nói, trước mắt, dao găm mạnh nhất là loại tám vân. Còn dao găm mười vân cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong câu chuyện của Vu Môn thôi, đến nay vẫn chưa được chứng thực. Hơn nữa nghe nói toàn bộ huyền Vu cũng chỉ có đến 5 con dao, sau mỗi lần sử dụng đều cần trưởng lão cảnh giới thức hải dùng pháp lực chân khí tế luyện đến 3 năm, là bảo vật của Vu Môn. Chỉ là tại sao thanh đao găm này lại xuất hiện ở đây? Hóa ra là vậy. Đường Tuấn khẽ gật đầu, còn về phần tại sao con dao này lại có mặt ở đây, anh cũng đã đoán ra được một chút rồi. Ánh mắt của anh nhìn về phía hư thiên quang rời đi, trong mắt lướt qua một tua sát ý. Giống như nhà họ đường, có thể vu môn đã thâm nhập vào nhà họ hư rồi. Nếu không dựa vào tài nguyên và năng lực của nhà họ hư, làm sao có thể đào tạo ra được 8 người đạt đến cảnh giới chân khí cùng một lúc chứ? Đường tiên sư, vết thương của anh sao rồi? Trường 804 hóa ra còn không chịu nổi một chiêu như thế. Yến Đình khôi lặng lẽ nhìn vào vết thương của đường Tuấn, chỉ thấy vết thương đang từ từ khép lại, việc này làm cậu ta không khỏi âm thầm kinh hãi trong ấn tượng của cậu ta vết thương bị dao găm huyền vu đâm sẽ không thể khép lại nhục thân cũng bị suy yếu từng chút một trong một khoảng thời gian ngắn sẽ tử vong còn tình trạng bây giờ của đường tuấn đã vượt qua hiểu biết của cậu ta chẳng lẽ nguyền rủa trên dao găm huyền vu không thể làm gì được anh đường tuấn không nói gì nếu để yến đình khôi biết anh bị thương rất có thể sẽ nổi lên dị tâm đường nhiêu vậy anh ta xử lý thế nào trong mắt trình vân thiên tràn ngập sát ý nhìn vương khải niệm trên mặt Vương Khải Niệm lúc này chỉ còn một đống cho tàn, lúc đầu anh ta ham hở tiến vào, muốn chứng kiến đường Tuấn bỏ mình thảm hại thế nào, nhưng bây giờ cả tám cái thủ đều bị diệt, Thư thiên quang lại gặp trọng thương, vứt bỏ anh ta lại đây. Có thể nói là từ thiên đường rớt xuống địa ngục, mà càng làm cho anh ta lạnh người chính là, mới trước đó anh ta còn cầm đao chém Trình Tuấn Vũ. Đây vốn là một chuyện với cùng thoải mái, nhưng bây giờ lại là việc đòi mạng anh ta. Đường Tuấn, tôi không dám nữa, anh tha cho tôi đi. Vương Khải Niệm trực tiếp quỳ xuống, anh ta cũng không nghĩ đến chuyện chạy trốn, tu vi của anh ta còn chưa đến cảnh giới chân khí, chỉ cần Trình Vân Thiên cũng có thể giết anh ta. Hai mắt đường Tuấn nhíu lại, môi nhả ra một chữ, giết. Sau đó đường Tuấn quay người rời đi, mặc cho Vương Khải Niệm kêu cứu sau lưng, bước chân của anh vẫn không dừng lại. Lúc này hứa Linh Hiểu còn đứng ở ngoài cổng, miệng há to, không thốt lên được lời nào. Hóa ra nhà họ Trình còn có chỗ dựa lớn như thế, khó trách lại có thể trở thành gia tộc đứng đầu Lai Châu. Trong đầu Hứa Linh hiểu suy nghĩ, cuối cùng không dám có ý khinh thường Đường Tuấn nữa. Mấy ngày sau đó Đường Tuấn ở lại nhà họ Trình, trải qua trận chiến vừa rồi anh cần thời gian mấy ngày để chỉnh đốn lại. Ngày thứ hai sau khi Hư Thiên Quang rời đi, tin tức được đệ tử nhà họ Hư truyền ra ngoài đã tạo nên một trận bão nhỏ trong giới võ thuật. Khẩu Thiên đạo thể bị Hư Thiên Quang đánh trọng thương. Không lâu sau sẽ chết. Từ đầu có rất nhiều người không tin, Hậu Thiên Đạo thế mạnh như thế nào mọi người đều biết, còn Hư Thiên Quang còn chưa đến cảnh giới Thần Hải, làm sao có thể làm đạo thể trọng thương được. Có người còn đích thân đến nhà họ Hư hỏi thăm, cuối cùng bị vết thương nghiêm trọng của Hư Thiên Quang thuyết phục. Thậm chí ông ta còn thề với trời, lời mình nói đều là sự thật. Lúc này đám người kia mới tin rằng Hậu Thiên Đạo thể đang bị trọng thương. Các lời đồn đại liên quan đến Đường Tuấn và Hậu Thiên Đạo thể nổi lên bốn phía. Tôi còn tưởng rằng Hậu Thiên Đạo thể mạnh thế nào, hóa ra còn không chịu nổi một chiêu như thế. Có khả năng tên Đường Tuấn kia cũng không phải là đạo thể, 300 năm trước Hàn Nhật Long uy vũ thế nào, là người mạnh nhất tung hoành cả thiên hạ. Đến Hậu Thiên Đạo thể đời này lại trở thành phế vật, không thể đặt ra so sánh với Hàn Nhật Long được. Đúng là làm cho người ta hoài nghi. Chương 805 quá đáng tiếc chết như vậy cũng quá tốt cho anh ta rồi. Tân Kiên vuốt kiếm trong tay, đầu ngón tay khẽ gõ lên kiếm phát ra từng tiếng vang thanh thúy, tựa như đang gào thiết muốn được uống no máu đạo thể, rửa sạch nhục nhã. Lúc này Minh Thanh đã khôi phục lại, trên gương mặt lạnh lùng ra chút ý cười, nói cuối cùng tên nhóc không biết xấu hổ cũng bị trời diệt, phải ngược chúng ta đỡ phải ra tay. Khi tin tức này truyền đến núi Yên Thế, Trương Tĩnh Hòa đứng trên đỉnh cao nhất của Yên Thế thoải mái cười to. Đường Tuấn, người phách lối ngang ngược như cậu cuối cùng cũng nhận được bài học quá đáng tiếc vốn nghĩ cho tôi đột phá thần hải sẽ đánh bại cậu nhưng không nghĩ tới cậu lại chết nhanh như vậy đúng là chỉ có trương tính hòa là mạnh nhất mà trên núi hồng lĩnh mục phương biết tin không tu luyện nửa ngày anh ta nghĩ sau khi xuất quan sẽ đi hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện anh ta coi đường tuấn là đối thủ chân chính làm sao có thể tin được anh lại chết đi một cách uất ức như thế cuối cùng anh ta cũng nhịn xuống loại xúc động này, đốt hết những bức thư tình báo, lại bắt đầu tu luyện. Có rất nhiều môn phái và gia tộc trong giới võ thuật vừa cảm thấy tiếc hận vừa may mắn. Vốn bọn họ cũng có chút cố kỵ sự xuất hiện của hậu thiên đạo thể, sợ anh mạnh mẽ như thế sẽ dẫm đạp bọn họ dưới chân. Nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy đồng tình và tiếc hận với một hậu thiên đạo thể chết hiểu này. Tại nhà họ Trình, Lai Châu bắt đầu có nhiều ánh mắt đổ dồn về nơi này. Bây giờ hầu hết mọi người đều biết Đường Tuấn ở lại nhà họ Trình Phương Nam, rất nhiều người đều chờ tin tức Đường Tuấn ra đi, hoặc muốn chứng minh tin tức hư thiên quang nói là giả, mọi người đều bị vả mặt. Còn nếu chuyện Đường Tuấn bị thương là sự thật thì thật là trò cười lớn của đạo thể. Tại một tòa nhà độc lập trong nhà họ Trình, Trình Vân Thiên và Trình Tuấn Vũ ngồi trên ghế đá, trên mặt hai người đều lộ ra sự lo lắng. Ông nội, cậu ta đã 5 ngày không ra ngoài rồi thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ. Trình Vân Thiên nhìn vào cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, giọng nói tràn đầy lo lắng. Mấy ngày nay, trong giới võ thuật đều loan truyền tin tức về đường Tuấn, Trình Vân Thiên đều biết hết, cho nên cô cảm thấy rất tức giận. Cô cảm thấy tức giận vì đám người kia dám chửi bới, chào phúng đường Tuấn. Nhưng tức giận cũng chẳng thế làm được gì, nhà họ Trình không thể địch lại được cả giới võ thuật được. Giờ chỉ có thể chờ đến thời điểm đường Tuấn xuất quan thì những tin đồn kia mới có thể tiêu tán, những người kia mới có thể ngậm miệng lại. Hy vọng đi, lông mày trình Tuấn vũ nhíu chặt, vết thương trên người ông vẫn chưa được chữa trị tốt, thoạt nhìn cả người đều có vẻ suy yếu và mệt mỏi. Nhưng dù vậy ông cụ vẫn không có ý định nghỉ ngơi, ông đã ngồi trong viện liên tục 4 ngày rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 806 cô thật dám giết người. Mấy ngày nay, các tin đồn nổi lên bốn phía, người của nhà họ Trình chúng ta cũng chịu áp lực từ bốn phía. Thậm chí để tử đời thứ hai còn đến nhà họ Trình chúng ta đưa lên một bức thư được ký nhận của nhiều người yêu cầu trục xuất Đường Tuấn khỏi sư môn, tránh liên lụy đến bọn họ. Trình Vân Thiên cười lạnh nói: Lúc trước bọn họ biết Đường Tuấn là học trò của ông nội, ai cũng hận không thể mời Đường Tuấn về phía mình. Bây giờ Đường Tuấn gặp nạn, bọn họ đã nhanh chóng lộ ra bộ mặt thật rồi trình tuấn vũ lạnh nhạt nói nếu bọn họ còn tiếp tục làm loạn con không cần để ý đến mặt mũi của ông nên đánh thì đánh nên giết thì giết nhà họ trình chúng ta không lưu những người vong ân phụ nghĩa trình vân thiên nghiêm nghị đáp ứng lấy cảnh giới tông sư của cô địa vị ở trong nhà họ trình chính là nước lên thì thuyền lên lại có thêm mệnh lệnh của trình tuấn vũ cô thật dám giết người két trong khoảng sân an tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa chói tai Cả Trình Tuấn Vũ và Trình Vân Thiên đều quay đầu nhìn lại, cái cửa đóng chặt sâu bên trong biệt viện được mở ra, sau đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện tròn tầm mắt hai người bọn họ. Người kia chắp hai tay sau lưng, bả vai rộng lớn, giống như có thể gánh được trọng lượng của cả thế giới vậy. dáng người anh thẳng tác, tựa như không gì có thể khiến anh cúi đầu vậy. Đường Tuấn, anh không sao. Trình Vân Thiên nhìn thấy đường Tuấn bình an thì trên mặt liên lộ ra sự vui mừng nhưng rất nhanh ý cười đó cũng dần thu lại, ý cười trong mắt dần được thay thế bằng sự kinh hãi, giống như đang chứng kiến chuyện gì không thể tin được vậy. Ánh mắt cô rơi vào mái tóc của đường Tuấn, cả một đầu tóc đen này đã chuyển thành màu trắng, đứng dưới ánh mặt trời lại càng lóe sáng đến trói mắt vô cùng. Nghe nói, Hàn Nhật Long đến 5 năm, 60 tuổi vẫn y nguyên một màu tóc đen như mực. Nhưng đường Tuấn chưa đến 30 tuổi lại đầy một đầu đều là tóc bạc. Mặc dù chỉ là mấy sợi tóc bạc, nhưng điều này đủ để trình vân thiên sợ hãi không thôi bởi vì điều này chứng minh cho việc thân thể của đường tuấn đang ngày một già đi đến cả anh cũng không thể nào ngăn cản được việc này trình vân thiên cắn chặt môi hai con mắt phủ một tầng hơi nước mỏng cô ta tự lẩm bẩm tại sao lại chết như vậy không phải vết thương của ngươi đã được chữa trị rồi sao trình tuấn vỗ nhìn vết thương của đường tuấn trong mắt lộ rõ vẻ đau thương dường như chỉ trong nháy mắt anh đã già đi thêm mấy tuổi dù ông đã trải đời, cai quản phía nam của nhà trình đã mấy chục năm, trái tim sớm đã trở nên sắt đá, cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì làm ông thay đổi sắc mặt. Nhưng giờ khác này, Trình Tuấn Vũ thật sự rất muốn thét lên, chút bỏ hết những điều không cam lòng ra ngoài. Thiếu niên tóc trắng này vốn dĩ đã là chuyện rất đáng tiếc, huống chi còn là thiên đạo thể 300 năm mới gặp. Đường Tuấn thở dài, nói, vết thương của trùy huyền vu mặc dù có thể chữa trị, nhưng không thể chữa tận gốc. Năm ngày nay, anh dùng đủ mọi biện pháp cũng không thể tìm ra nguồn gốc của năng lượng quái dị đang bám trên người mình. Thậm chí anh còn định sử dụng khối ngọc thần kỳ bên trong biển ý thức, nhưng khối ngọc này đã bị sử dụng hết năng lượng trong hành trình ở núi Yên Tử, bây giờ chỉ có thể nằm im trong biển ý thức, không một tiếng trả lời. Đến cuối cùng, anh chỉ có thể từ bỏ một cách bất đắc dĩ, lựa chọn xuất quan. Chương 807 kể cả bảo vật ngàn năm cũng không có tác dụng gì chẳng lẽ không có đồ vật gì có thể chữa được thương thế của con sao? Trình Tuấn Vũ trầm giọng nói chỉ cần là đồ vật tồn tại trên đời, chúng ta nhất định huy động toàn bộ lực lượng trình ra tìm giúp con. Đường Tuấn là đồ để ông nhận thời gian ngắn nhất, nhưng lại là đồ để ông coi trọng nhất. Trình Tuấn Vũ làm sao có thể trơ mắt nhìn đường Tuấn vì trình ra mà trở thành bộ dạng này. Thân thể này vốn dĩ là vô địch thiên hạ, không thể chết sớm như vậy. Đường Tuấn lắc đầu, nói không có, kể cả bảo vật ngàn năm cũng không có tác dụng gì. Anh ngẩng đầu nhìn trời xanh, lẩm bẩm nói, trừ khi con có thể phá vỡ trói buộc thân thể này, khám phá bí ẩn bên trong cơ thể. Đến lúc đó, có thể có cách chữa trị vết thương của trùy huyền vu. Trình Tuấn Vũ với Trình Vân Thiên khẽ giật mình, ánh mắt run run, im lặng không nói gì. Hai người không biết đường Tuấn còn che giấu một vài chuyện, ví dụ như bây giờ anh chỉ cần dùng linh lực thì cơ thể sẽ lập tức giả đi, hay như chuyện dựa theo tốc độ già đi này của anh, chỉ sợ thời gian còn lại chưa đến 3 tháng. Sau 3 tháng, có lẽ cơ thể đều hóa thành cho bụi. Vậy tiếp theo con định làm gì? Không thì con tiếp tục ở lại trình gia bế quan, chưa biết chừng có thể tìm cách phá vỡ trói buộc cơ thể hay không. Trình khắc vũ đề nghị. Đường Tuấn khe gật đầu một cái, nhìn về phía tây nam, nói, duyên phận của con không còn ở đây. Muốn phá vỡ trói buộc cơ thể, không phải bế quan là tìm được cách. Con muốn nhân cơ hội này đi ra bên ngoài, có lẽ sẽ tìm được cơ hội nào đó. Bế quan 5 ngày, không phải Trình Tuấn không có thu hoạch được gì, trong lòng đã có sẵn suy đoán, chỉ là anh cần đi xác minh lại. Nếu thật sự như suy nghĩ của con, Hàn Nhật Long không thể đột phá, chính là vì sinh ra không gặp đúng thời. Thời khắc trời đất biến đổi sắp đến, võ đạo có lẽ sắp hưng thịnh, có lẽ chính là cơ hội của con, dựa vào đó để phá vỡ ràng buộc, đột phá thần hải. Đường Tuấn đột nhiên cảm thấy thời gian chưa bao giờ gấp gáp như vậy. Nếu như là trong quá khứ, anh có thể bình tĩnh chờ đất trời biến đổi, nhưng bây giờ anh chỉ có 3 tháng, dù không thành công thì cũng coi như xả thân vì chính nghĩa. Được, Trình Tuấn vũ gật đầu, tỏ rõ vẻ đồng ý, lại nói, để Vân Thiên đi theo con, có thể giúp con xử lý mấy việc vặt hàng ngày. Đường Tuấn từ chối, nói, lần này không được, chuyến này con đi qua nguy hiểm, chị Vân Thiên ở lại nhà đi cho dù anh bế quan năm ngày cũng có thể đoán ra bây giờ bên trong giới võ đạo không biết bao nhiêu người đang nhìn vào mình để chê cười chờ để đánh bại anh đạt lấy thành tựu huy danh hiển hách đường tuấn làm sao có thể liên lụy đến trình vân thiên và trình ra được nữa nhưng mà trình vân thiên còn muốn nói gì đó đường tuấn khoát tay ngăn cô lại yến đình khôi đâu đường tuấn nhìn trong sân chỉ có hai người trình tuấn vũ và trình vân thiên lên tiếng hỏi trình vân thiên đáp anh ta chờ cậu bên ngoài Đường Tuấn, vâng, một tiếng, đi ra ngoài sân. Chương 808, Trưởng quản Vân Thiên. Đám người nhà họ Trình nhìn năm người đó bằng ánh mắt kính sợ. Trong nhà họ Trình hiện nay, ngoại trừ Trình Tuấn Vũ với Trình Vân Thiên đứng đầu, năm người này là năm vị tông sư của dòng họ, bình thường đều là mỗi người đảm nhiệm một phương, địa vị gần như ngang bằng với Trình Tuấn Vũ. Năm vị trưởng lão, mọi người lần này khuyên ông chủ thật tốt, tuyệt đối không thể tiếp tục giữ Đường Tuấn ở Trình gia chúng ta. Nếu không sợ rằng nhà họ trình chúng ta sẽ phải đối diện với thảm họa diệt môn. Đường Tuấn giết 8 vị tông sư phía tây nam của nhà họ hư là chuyện chút giận của hắn nhưng lại đưa đại họa đến nhà chúng ta. Đợi đến khi hắn chết, đến lúc đó người bị nhà họ hư xử lý tiếp theo chính là chúng ta. Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy, chờ đến khi chúng đã đem đường Tuấn đến hư ra coi như một lời xin lỗi. Đến lúc đó bọn họ sẽ bất giận, không trách tội đến nhà chúng ta người đang nói chuyện là một tên thanh niên khuôn mặt anh tuấn cử chỉ nhẹ nhàng nhanh nhẹn cậu ta tên là trình kiên là đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ thiếu niên ở đây tu vi đã đạt đến nội công đỉnh cao cậu ta vốn là người có hy vọng nhất có thể tranh chức chủ nhân gia tộc với trình vân thiên nhưng thời gian này truyền ra tin tức trình vân thiên đã đạt đến cảnh giới chân khí cậu ta đã không còn được coi trọng như xưa khi cậu ta biết được trình vân thiên có thể sớm đột phá được là nhờ có đường tuấn lập tức sinh ra hận thù với Đường Tuấn. Năm vị trưởng lão này cũng là do cậu ta mới về, dự định dựa vào họ để tiêu diệt Đường Tuấn, đồng thời chỉ trích Trình Vân Thiên, nói cô dẫn sói vào nhà. Năm người đang ngồi ở ghế nghe vậy, sắc mặt hơi dao động, có chút thay đổi. Bỗng nhiên, năm người cùng nhìn ra bên ngoài phòng, Trình Kiên đang quay lưng về phía ngoài nên vẫn chưa phát hiện, tiếp tục nói, năm vị trưởng lão, lần này là trưởng quản làm sai sau này thiên đạo thể tự lo thân mình không xong, tại sao lại để nhà chúng ta tự dẫn lửa đốt trên đầu. Hừ, còn có con nhóc Trình Vân Thiên cũng nên bị phạt thật nặng, cô ta gần gũi với đường Tuấn như vậy, chưa biết chừng đã âm thầm giúp đỡ hắn ta, chỉ cùi trỏ ra bên ngoài ý chứ. Trình Kiên, người ở đây nói bậy bạ gì thế? Đúng lúc này, âm thanh trầm thấp như sấm nổ truyền từ bên ngoài vào. Trình Kiên nghe được âm thanh quen thuộc, thân thể khẽ run lên, quay đầu nhìn lại chỉ thấy đường tuấn trình tuấn vũ trình vân thiên trầm chậm, chậm đi đến trên mặt viết rõ hai chữ tức giận ánh mắt thâm trầm như tảng băng khiến trình kiên mơ hồ sợ hãi không dám đối mặt chương 809, không phải cậu bị thương sao trình kiên thấy thế trong lòng càng đắc ý hai tay chắp sau lưng cao ngạo nhìn đường tuấn nói tên họ đường kia nhà chúng ta đối với người có ơn cho dù người phải chết cũng đừng làm liên lụy đến nhà chúng ta ngoan ngoãn đi đến nhà họ hư nhận tội đi ai nói tôi muốn chết đường tuần bỗng nhiên cười khẽ một tiếng trình kiên chỉ vào mấy cọng tóc bạc trên đỉnh đầu đường tuấn cười khẩy nói vậy tại sao trên đầu cậu lại có tóc bạc rõ ràng là biểu hiện trước khi chết cậu cho rằng cậu che mắt được thiên hạ chắc đám người trong sân lúc này mới nhìn thấy trong lớp tóc đen của đường tuấn bắt đầu xuất hiện tóc bạc trong lòng lại càng vui mừng hóa ra tên này thật sự sẽ phải chết ha ha cậu dám nói chuyện như thế với tôi không sợ tôi giết cậu ngay tại đây hả à? trong lòng trình kiên hoảng sợ, nhưng lúc này tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài, âm trầm nói, nhà chúng ta có ơn đối với cậu, cậu lại có ý định giết người nhà họ trình, quả nhiên là đáng chết. Hả, người có ơn với ta chỉ có trưởng quản, cũng không phải cậu. Hôm nay tôi muốn giết ai, ai cũng không cản được. Vừa dứt lời, đường tuấn rũi một đầu ngón tay, chậm rãi hướng về phía trình kiên. Thằng nhãi danh ngạo mạn, năm người trưởng lão đồng thanh quát một tiếng. Nó bị thương nặng rồi, bắt lấy nó năm người trưởng lão lướt nhau trực tiếp ra tay năm người đều là tông sư đồng thời ra tay trong đại sảnh rất nhanh đã biến thành sóng to biển lớn rất nhiều người trong sân có tu vi thấp lập tức biết thân biết phận lùi ra sau ha à, đường tuấn thở dài một cái nói các vị không nên ép ta ra tay vốn dĩ anh chỉ duỗi một ngón tay bây giờ lại mở cả một bàn tay trong không gian hiện lên một bàn tay nguyên khí màu nhũ trắng ở trên phía đỉnh đầu của năm người trưởng lão ngang nhiên đè xuống. Trên mặt năm người lộ rõ vẻ kinh ngạc, liều mạng sử dụng toàn bộ tu vi đi lên phía trên đỉnh đầu, muốn ngăn cản bàn tay nguyên khí đang đè xuống. Nhưng đáng tiếc là, đường tuấn kể cả không sử dụng sức mạnh cơ thể thì chân khí của anh cũng mạnh mẽ, vượt xa bất kể vị tông sư tài giỏi nào. Bàn tay nguyên khí bỗng nhiên đè mạnh xuống, trực tiếp đè bẹp năm người trưởng lão, đầu gối bọn họ không chịu nổi lực lớn như vậy, đồng loạt quỳ xuống trước mặt đường tuấn, khóe miệng tràn ra vệt máu không phải cậu bị thương sao? Tại sao vẫn có thể mạnh như vậy? Năm vị trưởng lão cảm thấy nhục nhã vô cùng, giọng điệu cũng mang theo oán hận khắc cốt ghi tâm. Năng lực của tôi, các người có thể tưởng tượng được sao? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Cạch! Anh búng ngón tay ra, một tia nguyên khí xám nhạt bắn vào giữa lông mày Trình Kiên đang hoảng sợ. Trình Kiên sợ suýt chút nữa vỡ mật, xoa xoa trên trán không thấy gì hết, không có vết máu nào, cười to quả nhiên là nỏ mạnh hết đà miệng cọp gan thỏ. Năm vị trưởng lão, còn không mau ra tay, lúc này không giết hắn còn chờ đến khi nào. chương 810, các người còn muốn đem tôi đến nhà họ hư không? Chỉ thấy gương mặt anh Tuấn trẻ trung đang dần già đi bằng một tốc độ đáng sợ, trong chớp mắt mái tóc màu đen từ từ chuyển thành trắng, từng nhúng từng nhúng rụng xuống, thân thể cường tráng dần dần gầy khô, trong chớp mắt đã biến thành một lão già đầu bạc lưng còng. Kết! Cậu ta muốn nói gì đó, nhưng răng trong miệng không ngừng rụng xuống, cuối cùng chỉ còn một hàm lợi. Đây là loại võ thuật gì? Suy nghĩ cuối cùng trong đầu trình kiên, tiếp đó cậu ta đã không còn hơi thở, giống hệt một lão già đã hết thọ, ngã trên mặt đất, cứ như vậy mà chết đi. Hiện trường không một ai dám nói chuyện, im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Bộ dạng tất cả mọi người đều ngây như phóng, sững sờ tại chỗ. Những người ở trong sân này hầu hết đều là người đứng đầu ở khắp mọi nơi, thậm chí còn có năm vị trưởng lão quản lý một phương, tài sản mấy nghìn tỷ, bình thường đều là người ra lệnh cho người khác. Nhưng bây giờ đầu óc bọn họ vẫn chưa thông được, căn bản không thể hiểu nổi chuyện gì đang vảy ra. Nếu như Đường Tuấn dùng tu vi kinh khủng của mình giết chết Trình Kiên, bọn họ có lẽ sẽ không sợ hãi như vậy. Nhưng bây giờ ngay trước mặt bọn họ, Trình Kiên chỉ mất mấy hơi thở đã chết ra, điều này vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ. Người bình thường đối với sức mạnh mà mình không biết đều sẽ sợ hãi theo bản năng, bọn họ cũng không ngoại lệ. Mấy người ở đây đều là người nhà họ Trình ở phía Nam, bình thường vẫn tự cho mình thượng đẳng hơn người khác. Nhưng khi Đường Tuấn dùng cái sức mạnh này để giết người, bọn họ mới thật sự hiểu thế nào là sợ hãi. Ngay cả Trình Tuấn Vũ và Trình Vân Thiên nhìn thấy cảnh như vậy, đôi mắt bỗng co rút lại, trên mặt đều là kinh ngạc không thôi. Đường Tuấn thu hồi bàn tay nguyên khí, năm vị trưởng lão cũng không dám đứng dậy, vẫn quỳ dưới đất như cũ, chỉ sợ sau một phút mình cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đường Tuấn đứng ngạo nghế, trên mặt toàn là vẻ ảm đạm như việc mình vừa làm chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc đến. Chiều vừa rồi anh bắn vào người trình kiên chính xác cũng không phải sức mạnh của anh, mà là năng lượng quái quỷ của trùy huyền vu để lại trong cơ thể anh. Năng lượng đó đã tiềm ẩn trong cơ thể anh, ngay đến cả chân khí của đường Tuấn cũng cảm nhận được cảm giác giả yếu quen thuộc. Năm ngày này, anh dùng chân khí áp chế năng lượng này, biến nó thành một sợi cỏ xám, có thể khiến cho người khác trở nên giải yếu chỉ trong chốc lát. Rất không may, Trình Kiên là con chuột bạch đầu tiên. Ngay cả đường Tuấn cũng không thể nghĩ tới, cái sợi cỏ xám này có thể có hiệu quả kinh người như vậy. Đáng tiếc, sợi cỏ xám này có hạn, là nước không nguồn, rất khó có tác dụng với cường giả cảnh giới chân khí, bằng không, chưa biết chừng nó sẽ trở thành chiêu đại khai sát giới của mình đó trong lòng đường tuấn khẽ than nhẹ một tiếng chúc mừng võ thuật của đường tiên sư lại tiến thêm một bước yến đình khôi từ trong cái xó xỉnh nào đó của đại sảnh bước ra đứng trang nghiêm cung kính trước mặt đường tuấn vừa rồi anh ta vẫn luôn giữ trạng thái thờ ơ lạnh nhạt nhưng cuối cùng vẫn không ngồi yên được lúc này chủ động đứng dậy đường tuấn nhìn chằm chằm yến đình khôi nhẹ nhàng gật đầu các người còn muốn đem tôi đến nhà họ hư không đường tuấn quét mắt khắp đại sảnh hỏi một cách thờ ơ không một người nào nhà họ trình dám nói gì, mấy người vừa nãy còn ủng hộ trình kiên, lúc này chỉ có thể cố gắng cách xa thi thể của hắn, muốn chứng minh mình không liên quan gì. Năm vị trưởng lão vẫn cúi gằm mặt xuống, cũng không dám phách lối nữa. Audio điện tử võ tấn bền chương 811, em không dám ạ. À. Đám người trong này như được đại xá, mau chóng rời khỏi đại sảnh. Đường Tuấn, thầy, Trình Tuấn Vũ muốn xin lỗi, đối với đám người này, ông đã mười phần thất vọng cả mười. Đường Tuấn khoát tay, ngắt lời nói thầy, thầy không cần nói gì cả, con biết là ý của bọn họ. Vốn dĩ anh đã định rời khỏi nhà họ Trình, hôm nay ra tay chỉ vì đơn giản muốn chấn chỉnh lại đám người võ đạo, tránh cho việc anh vừa ra khỏi cửa thì tất cả mọi người đều có ý đổ xấu với anh. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Trình Tuấn Vũ với Trình Vân Thiên, nói thầy, nếu như con không thể đột phá, người coi như không có đệ tử này, tránh đem lại liên lụy cho nhà chúng ta sắc mặt trình tuấn vũ lập tức biến đổi trong lòng khổ tâm vô cùng đi thôi đường tuấn không nói thêm gì nữa cùng yến đình khôi quay người đi ra khỏi đại sảnh ông nội đường tuấn có thể sống sót thật sao trong đôi mắt trình vân thiên bắt đầu rớm lệ run run hỏi trình tuấn vũ nắm chặt tay kiên định nói nhất định có thể yến đình khôi đi sau lưng đường tuấn giữ khoảng cách mấy bước cơ thể hơi cúi nhìn rất cung kính cậu có thể ra tay để thử một chút Đường Tuấn đột nhiên nói, cơ thể Yến Đình Khôi run lên, vội vàng nói em không dám ạ. À. Vốn dĩ cậu ta cũng thật sự có suy nghĩ đó. Trong ấn tượng của Yến Đình Khôi, bị truy huyền vu đả thường, hầu như không có cơ hội sống sót. Nhưng vừa nãy đường Tuấn ra tay tại nhà họ trình như vậy, khiến cậu ta hoảng sợ vô cùng, chẳng lẽ vết thương của đường Tuấn là giả bộ. Tiên sư đường, bây giờ chúng ta đi nơi nào ạ? À? Yến Đình Khôi cung kính hỏi. Đường Tuấn đáp, đi về phía bắc. Trong đầu anh hiện ra gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Lan, mặc dù hai người đã xác định mối quan hệ, nhưng thời gian ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện thoại, nhưng ngôn từ hai người không nhiều nên cơ hội nói chuyện cũng sẽ rất ít. Ba tháng có thể là thời gian cuối cùng của cuộc đời, anh muốn đi gặp cô một lần. Thành phố Hà Nội là thành phố ở Hà Nội, là thành phố kinh tế của Việt Nam. Nhà Mộ Dung ở đây đi ra khỏi sân bay đường tuấn với yến đình khôi ngồi vào trong một chiếc taxi bác tài đi tập đoàn mộ dung đường tuấn nói với tài xế lái xe ok cậu tài xế đáp xe lập tức di chuyển bên trong xe taxi có đặt một tờ báo hà nội ánh mắt đường tuấn trong lúc vô tình đảo qua sắc mặt lập tức thay đổi anh cầm tờ báo lên chỉ thấy trên đó có dòng tiết to đùng tập đoàn mộ dung rơi vào khủng hoảng kinh tế không còn huy hoàng đã thành hoa cúc triều tà Tài xế taxi thấy thế, chủ động bắt chuyện, nói quý khách, cậu không biết tình hình của tập đoàn Mộ Dung gần đây à? chương 812, Mộ Dung Lan Đường Tuấn khoát tay, hỏi gấp, bác Tài, có thể nói nhanh một chút được không? Tài xế taxi bị người ta ngắt lời, có vẻ không vui, nhưng vẫn đáp, tất cả đều là do tập đoàn Hoài Hải nhúng tay vào. Vốn dĩ tập đoàn Hoài Hải chỉ là công ty hạng 2 ở thành phố này, nhưng thời gian trước không hiểu tại sao đột nhiên phất lên, sau đó ngang nhiên tranh đoạt các hạng mục với tập đoàn Mộ Dung, nghe nói phía bên Mộ Dung bị tổn thất hơn nửa số cổ phần rồi đó. Tập đoàn Mộ Dung chẳng lẽ không làm gì sao? Đường Tuấn nhíu mày. Mộ Dung Lan mặc dù mới tiếp nhận tập đoàn không lâu, nhưng bên cạnh còn có ông cụ Mộ Dung ở bên cạnh giúp đỡ, chắc chắn không thể phạm sai lầm lớn. Nhà Mộ Dung chỉ trong một thời gian ngắn gặp phải khủng hoảng như vậy, e là có chuyện gì ẩn giấu bên trong. Tài xế taxi lắc lắc đầu, đáp đương nhiên là có. Đáng tiếc, tập đoàn Hoài Hải lần này vô cùng bí ẩn, nghe nói phía sau cái tập đoàn này là nhà họ Nhan ở Đông Bắc ủng hộ đó, nhà họ Nhan so với nhà Mộ Dung mạnh hơn nhiều lần về cả gia tài và thực lực. Hơn nữa nghe nói hai nhà có huyết hải thâm thù, không chết không rửa hận. Hơn nữa Tổng Giám đốc xinh đẹp của tập đoàn Mộ Dung mới tiếp quản công ty chưa đến 3 tháng, tập đoàn đã như muốn phá sản, sợ là sẽ biến thành trò cười trong giới kinh tế. Nhà họ Nhan Xem ra lần trước dạy dỗ như thế còn chưa đủ nhỉ. Đường Tuấn híp híp mắt, trong lòng tỏa ra sát ý. Anh lúc này mới nhớ ra, đã nửa tháng rồi chưa gọi điện cho Dung Lan. Vừa tự trách mình, đối mới nhà họ Nhan lại càng căm hận. Không khí bên trong xe đột nhiên rét lạnh, tài xế lái xe cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Xe dừng trước cửa tập đoàn Mộ Dung, Đường Tuấn xuống xe đi thẳng vào trong. "Chào anh, xin hỏi anh tìm ai ạ?" À? Vừa đi vào đại sảnh, lễ tân tập đoàn đã lập tức ngăn đường tuấn lại hỏi mộ dung lan đường tuấn thản nhiên đáp đồng thời tản thần thức ra đi tìm khí thức của mộ dung lan anh tìm tổng giám đốc ạ à, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ à? lễ tân sửng sốt một chút hỏi tiếp không có đường tuấn lắc đầu vậy thì hết sức xin lỗi anh không thể đi vào nụ cười của lễ tân đột nhiên nhạt đi hẳn một nửa đường tuấn ăn mặc hết sức phổ thông yến đình khôi thì nhìn như một lão già kỳ quái không có một chút khí chất nào lễ tân cũng lười lãng phí thời gian trên hai người họ hừ yến đình khôi tôi đi trước cậu ở nơi này chờ tôi một luồng khí thức quen thuộc xuất hiện bên trôi biển ý thức của đường tuấn chính là mộ dung lan nhưng đường tuấn cảm nhận được lúc này cảm xúc của cô đang rất bất an hơn nữa bên cạnh cô còn có một khí thức của một tông sư cảnh giới chân khí vô cùng nguy hiểm thưa anh nếu không hẹn trước không thể đi vào nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đến. Nhân viên lễ tân nghe Đường Tuấn nói như vậy, sắc mặt lạnh lùng ngăn cản, nhưng cô ta chợt kinh ngạc, miệng há to không thể ngậm vào nổi. Trong mắt lễ tân, Đường Tuấn lắc lư thân thể một cái, sau đó như hóa thành hư ảnh tiến thẳng vào bên trong cầu thang, chớp mắt đã không thấy gì nữa. Cái này, cái này, nhân viên lễ tân rụi rụi con mắt, nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ không? Nhưng mở mắt ra vẫn thấy lão già kỳ quặc yến đình khôi nhe răng với nàng, rõ ràng không phải nằm mơ. Ha, dựa vào mấy người cũng nghĩ đến muốn ngăn cản chủ nhân tôi, nực cười. Yến Đình khôi cười lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, lười quan tâm đến dáng vẻ thất kinh của lễ tân. chương 813, ký đi, tôi sẽ không giết cô. Lúc này, tại tầng cao nhất của tòa nhà, bên trong văn phòng tổng giám đốc. Em gái tốt của tôi, anh thấy em vẫn nên nhường lại cái ghế tổng giám đốc đi thì hơn. Mộ Dung Hà lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, vui vẻ nhìn mộ dung lan, nói, đều do em không có năng lực kinh doanh, lão già kia lại ủng hộ em ngồi lên cái ghế này, mới biến tập đoàn thành cái bộ dạng này. Cả hai người đều có trách nhiệm cả. Mộ dung lan mặt không cảm xúc, cắn răng nói, mộ dung hà, nếu không phải do anh đem cơ mật của công ty nói cho nhà họ nhan kia, tập đoàn làm sao có thể trở nên như vậy. Hừ, ai bảo ông nội lại nhường vị trí này cho cô. Một con đàn bà dựa vào gia đình, Cuối cùng không phải chỉ có lợi cho tên nhãi họ Đường kia sao? Tôi không có thời gian cho cô, mau ký tên vào hợp đồng trên bàn. Sau hôm nay, cô không còn là tổng giám đốc tập đoàn Mộ Dung, tôi mới là tổng giám đốc. Tôi sẽ không ký, Mộ Dung Lan dứt khoát, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp ông nội mình gây dựng cả đời bị phá hủy trong tay Mộ Dung Hà, trở thành tay sai của nhà họ Nhan. Ha ha, điều này không phải do cô quyết định được, Mộ Dung Hà nở nụ cười khinh thường nói, hôm nay cô muốn cũng phải ký, không muốn cũng phải ký. Ngài Tôn, làm phiền ngài." Nói xong, Mộ Dung Hà khom lưng cúi người với một người đàn ông trung niên đứng ở trong góc. Người đàn ông này vẫn luôn đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh thành phố, lúc này mới xoay người lại. Khuôn mặt ông ta ngăm đen, đôi tay vừa thô vừa to, rõ ràng là dáng vẻ của một tên quanh năm làm việc đồng áng. Nhưng một tên có dáng vẻ này, lại có thể khiến cho Mộ Dung Hà cung kính trong mắt mộ dung lan lộ ra chút sợ hãi dầm người đàn ông họ tôn bước một bước trong căn phòng vang lên một tiếng giống hệt như tiếng trống ha ha em gái tốt của anh đường tuấn không phải ỉ vào mình là một cao thủ tôn sư mới kiêu ngạo như vậy sao vậy anh nói cho em biết ngài tôn đây cũng là một cao thủ tôn sư đến từ nhà họ tôn phía đông bắc ngay cả nhà họ nhan cũng phải ôm đùi bọn họ đường tuấn dám phế bỏ nhan minh bây giờ nhà họ nhan mời ngài tôn ra mặt em cảm thấy anh ta còn dám xuất hiện không? Mộ Dung Hà dùng ánh mắt thương hại nhìn Mộ Dung Lan. Nhà họ tôn ở Đông Bắc, gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Lan tái đi. Cô cũng nghe nói qua gia tộc này, bọn họ chiếm lĩnh Đông Bắc, là gia tộc hiển hách hàng đầu. Hơn nữa nghe nói thế hệ đệ tử của nhà họ đều tu luyện võ đạo, là dòng họ võ đạo chân chính. Ngay cả nhà họ nhan, trước mặt bọn họ cũng chỉ giống như tên ăn mày mà thôi. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao nhà họ Nhan đi rồi mà còn dám quay lại, ra là có bọn họ chống lưng, khó trách nhà họ Nhan có thể ngang ngược như vậy. Mộ Dung Lan nhắm mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Đối với gia tộc lớn mạnh như vậy, đừng nói một nhà Mộ Dung, kể cả có 10 nhà Mộ Dung cũng không thể làm được gì. Đáng tiếc, không thể gặp anh ấy lần cuối. Mộ Dung Lan chợt bi thương, nhớ tới Đường Tuấn. Chương 814, người lấy mạng ông. Dầm, cửa văn phòng dùng vật liệu gỗ cao cấp chế tạo bỗng nhiên bị phá vụn, mảnh vụn bay toán loạn. Ai, sắc mặt ông ta chợt thay đổi, bàn tay đổi hướng, muốn bắt được cái người kia. Đến cả người phụ nữ của tôi cũng dám động đến, tự tìm cái chết. Em mờ thanh lạnh lẽo mang theo mùi vị chết chóc vang lên trong phòng làm việc. Em mờ thanh rơi xuống, ngài tôn, liền bị đạp bay ra ngoài, đụng vào một cái giá sách, trên miệng phun ra ngụm máu. Bịch, anh, anh, anh là đường tuấn mộ dung hà vốn dĩ còn đang nghi hoặc là ai dám ra tay nhưng lúc nhìn rõ gương mặt của người nọ trực tiếp hết hồn ly rượu đỏ trong tay giật mình rơi xuống đất bắn tung té khắp người hắn đã lâu không gặp không nghĩ tới mộ dung hà cậu vẫn không chút tiến bộ nào như thế đường tuấn nói thì như là chào hỏi nhưng nhiệt độ với như khí thì hệt như tảng băng dưới địa ngục khiến lòng người rét lạnh sắc mặt mộ dung hà hết sức khó coi muốn khóc không được muốn cười không xong Cậu là ai? Ngài tôn, bị đập vậy vẫn chưa có chết, giấy rụa bò lên từ giá sách, vịn lên tường, muốn nhìn rõ đường Tuấn. Người lấy mạng ông, đường Tuấn trả lời. Nếu là Trình Vân Thiên và Trình Tuấn Vũ ở đây, sẽ có thể phát hiện trên đầu đường Tuấn lại bạc thêm mấy cọng tóc. Vừa rồi vì chạy lên đây, anh sử dụng một chút linh lực của cơ thể. Cậu cũng là cao thủ tông sư, chẳng lẽ muốn đối địch với nhà họ tôn ở Đông Bắc chúng ta sao? Ông ta không hề sợ hãi, nhà bọn họ sừng sững ở trong nước mấy trăm năm, tông sư xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chẳng lẽ hắn phải sợ một cao thủ tông sư hay sao? Kể cả có biết, cũng sẽ không nghĩ Đường Tuấn là hậu thiên đạo thế, cả nước Việt Nam người tên Đường Tuấn không một nghìn cũng có tám trăm. Đông Bắc, ha ha, ngay cả người phụ nữ của tôi cũng dám động, kể cả tôn vận kỳ gì ở đây, tôi cũng dám giết. Chân khí trên người Đường Tuấn cuồn cuộn như biển lớn. Tên nhãi dám xúc phạm trưởng quản nhà ta, tự tìm cái chết ông ta hét to, tôn vận kỳ trong miệng của đường Tuấn là trưởng quản bây giờ của nhà bọn họ, là cao thủ tông sư lừng lẫy hiện nay, là đệ nhất tông sư phía đông bắc, là kiêu ngạo và mặt mũi của nhà bọn họ. Đường Tuấn đâu để ý những thứ này, vung tay lên, ông ta nhất thời chấn kinh. Đường Tuấn cứ thế đạp, ngài tôn, còn đang sống sờ sờ đập vào vách tường, máu trên thân vỡ nát, xương cốt vỡ vụn. Lão ta đến chết vẫn không thể tin nổi, có người thậm chí còn không cho nhà bọn họ chút mặt mũi nào trưởng quản, Vân Thiên. Nhìn thấy hai người, đám người trong sân nhao nhau hành lễ, ngay cả năm vị trưởng lão đang ngồi cũng đứng dậy gật đầu với Trình Tuấn Vũ. Ánh mắt đám người trong sân lặng lẽ nhìn về phía đường Tuấn, trong mắt toàn là vẻ chán ghét. Mấy ngày nay, bởi vì đường Tuấn, bọn họ nhận được rất nhiều chỉ trỏ soi moi ác ý, bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ ấn tượng tốt nào đối với đường Tuấn, chỉ muốn sớm tống cổ anh ra khỏi nhà mình. Trình Kiên, người vừa nói cái gì? Trình Tuấn Vũ lạnh lùng quan sát cậu ta, trầm giọng tra hỏi. Trong lòng Trình Kiên khẽ run rẩy, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, không biết lấy đâu là dũng khí, nhìn thẳng Trình Tuấn Vũ, đáp trưởng quản, tôi đề nghị ra đường tuấn cho nhà họ hư, để bọn họ tha thứ. Nhà họ Trình chúng ta xây dựng mấy trăm năm, chẳng lẽ lại để bị hủy hoại trong tay một người chẳng có chút quan hệ nào. Trưởng quản nắm quyền trong tay, có thể cố chấp đến cùng, nhưng bao nhiêu người vô tội mang họ Trình của chúng ta Dựa vào đâu mà phải vào sinh ra tử vì hắn? Chương 815, tôi cho anh đi chưa? Mộ Dung Lan tấm lòng hiền lành, đây là chuyện tốt, nhưng bởi vì vậy rất nhiều người sẽ dựa vào điểm này để lợi dụng cô. Giống như Mộ Dung Hà, rõ ràng đã bị cô đuổi ra khỏi cao tầng quản lý của tập đoàn, nhưng vẫn có thể trộm được cơ mật của công ty, chắc hẳn cũng vì lợi dụng điểm hiền lành này của Mộ Dung Lan. Nghĩ tới điều này, Đường Tuấn thở dài một tiếng, vuốt vuốt đầu Mộ Dung Lan nhẹ nhàng nói có anh đây. Nghe được tiếng nói quen thuộc trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần, hốc mắt Mộ Dung Lan đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô gái từng nhịn rất nhiều ủy khuất, lần đầu tiên khóc trước mặt mọi người. Khoảng thời gian này cô quả thực cũng không dễ dàng gì, nhưng Mộ Dung Hà là anh trai mình, cầu xin mình như vậy, trong lòng cô mềm nhũn, vẫn để anh ta trông coi vài hàng mục của công ty một lẫn nữa, lại không thể nghĩ đến Mộ Dung Hà lòng lan dạ sói cấu kết với người ngoài khiến tập đoàn Mộ Dung rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, thậm chí anh ta còn dẫn theo người nhà họ tôn đến ép nàng ký giấy chuyển nhượng công ty. Bàn về năng lực kinh doanh, kỹ năng và tính cách, cô không thể bằng được Lý Ngọc Mai hay Dương Lộc, chứ đừng nói so với Hoàng Phủ Ngọc. Cô vẫn luôn muốn trở thành một bác sĩ y học cổ truyền, lấy chồng sinh con. Nếu như không phải gặp được Đường Tuấn, nàng có khi còn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà gả cho Nhan Minh cũng nên. Đường Tuấn nhẹ nhàng giúp Mộ Dung Lan lau dòng nước mắt, cười nói: "Khóc giống hệt đứa bé, không sợ xấu hổ à?" Gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Lan ửng đỏ, tức giận đấm Đường Tuấn một đấm. "Dung Lan, Đường Tuấn, hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài trước." Mộ Dung Hà thấy như vậy, nhân cơ hội muốn chạy đi. "Tôi cho anh đi chưa?" Đường Tuấn lạnh lùng hỏi. Cơ thể Mộ Dung Hà cứng đờ trên mặt nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi, nói: "Dung Lan, em nói giúp anh câu. Đường Tuấn, chúng ta rồi cũng trở thành người một nhà, người một nhà sao cứ phải làm khó nhau?" Mộ Dung Lan vốn đang rất tức giận, nhưng nghe Mộ Dung Hà nói Đường Tuấn là người trong nhà, gò má đỏ ửng như bị bỏng, đối với người anh trai này cũng có chút không nhẫn tâm. "Hừ, nhìn bộ dạng này của Mộ Dung Hà, Đường Tuấn cũng lười dọa hắn, nói: "Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng những chuyện như này xảy ra." nếu có lần sau, anh tự biết hậu quả đó. Đường Tuấn nhìn chằm chằm, khiến ra đầu mộ dung hà tê dại đi, mới tiếp tục nói, đi nói cho đám người họ nhan với họ tôn kia, là đạo thể giết lão già kia, nếu như bọn họ muốn đối địch với tôi, tôi cũng không ngại giết cả nhà họ tôn đâu. Được, được, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho bọn hắn. Mộ dung hà gật đầu như giã tỏi, khom khom thân thể lùi ra ngoài. Mặc dù anh ta không biết đạo thể mà đường Tuấn nói có ý gì, nhưng lại không dám hỏi tiếp ở đây không phải chỗ nói chuyện về nhà mộ dung trước mộ dung lan có chút sợ hãi nhìn cơ thể lão già họ tôn trên vách tường đang dần lạnh như băng cái này để anh bảo người đến xử lý em đừng nhúng tay vào nữa tập đoàn mộ dung chỉ là một công ty bình thường không có gia thế võ đạo đằng sau nếu để mọi người biết văn phòng tổng giám đốc xảy ra án mạng sợ rằng sẽ khiến lòng người hoang mang mộ dung lan khéo léo gật đầu hai người đi thang máy xuống lầu một lúc này Yến Đình Khôi đang bị một đám bảo vệ vây xung quanh, gương mặt mấy cô lễ tân gấp gáp. Tổng giám đốc, vừa nãy có người xông lên, chị không sao chứ? a à, là anh, cô gái lễ tân vừa nãy nhìn thấy mộ dung lan xuống, vội vàng giải thích. Chợt nhìn thấy đường Tuấn đứng bên canh, hơn nữa hai người còn thân mật như thế, càng làm cho cô mở rộng tầm mắt. Audio điện tử võ tấn bền chương 816, anh cứ khoác lác đi không sao, em làm việc đi, chuyện hôm nay đừng truyền ra ngoài. Mộ Dung Lan đáp, lễ tân với đám bảo vệ không thể làm gì khác, ôm một bụng nghi ngờ rời đi. Sau khi giao phó Yến Đình Khôi đi lên xử lý thi thể lão già trên kia, đường Tuấn dẫn Mộ Dung Lan rời khỏi công ty. Yến Đình Khôi nhìn bóng lưng đường Tuấn rời đi, vừa rồi anh ta tinh mắt nhìn thấy trên đầu đường Tuấn nhiều thêm mấy cọng tóc bạc, khóe miệng bóng dưng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, nói, đạo thể cũng không phải không chết không bị thương nhỉ trên xe mộ dung lan ngồi ghế phó lái nhìn đường tuấn đang lái xe muốn nói gì đó nhưng lại thôi đường tuấn thấy thế không khỏi bật cười nói có phải em cảm thấy vừa rồi anh không nên giết lão già họ tôn kia mộ dung lan gật gật đầu nói ông ta dù sao cũng đến từ nhà họ tôn ở đông bắc mặc dù anh cũng là người bên trong võ đạo nhưng chỉ có một thân một mình em nghe chú phú nói nhà bọn họ là đại tộc võ đạo trưởng quản tôn vận kỳ gần như là thần trong giới võ đạo ở giới võ đạo nước ta cũng có không ít cao thủ nhà bọn họ. Cô có chút lo lắng, Đường Tuấn tuy mạnh, nhưng làm sao có thể đối đầu với một đại gia tộc to lớn như nhà họ tôn. Đường Tuấn cầm cái tay nhỏ nhỏ của mộ dung lan, xoa xoa, nói ha ha, người đàn ông của em bây giờ cũng có thể lăn lộn trong hàng cao thủ. Nhìn khắp giới võ đạo Việt Nam, anh cũng có xếp hạng đó. Chỉ là một nhà họ tôn mà thôi, chỉ có tôn vận kỳ miễn cưỡng nhìn được, nếu lão ta dám đến trước mặt anh anh đập phát bẹp dí tôn vận kỳ chỉ là gần đến thần trong giới võ đạo mà đường tuấn lại có thể giết cao thủ cảnh giới thần hải thực lực bọn họ một trời một vực chỉ cần người nhà họ tôn không bị điên chắc chắn sẽ không dám đối đầu với anh anh cứ khoác lác đi mộ dung lan giận đáp lại mặc dù không tin tưởng lời đường tuấn nói cho lắm nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp sương mù do nhà họ tôn đem lại cũng bay đi không ít mà lúc này Mộ Dung Hà đang lái xe tới một một trung tâm giải trí trong trung tâm thành phố Hà Nội. Cửa hội nghị vàng son lộng lẫy, vô cùng cao cấp. Bảo vệ đứng ngoài cửa nhìn thấy Mộ Dung Hà cũng không ngăn cản hắn. Bên trong hội nghị bảy tám người phụ nữ đang ngồi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mỗi một trang sức trên người đều lấp lánh phát sáng, quần áo trên người càng thiếu vải, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết, vô cùng chói mắt. Nhưng Mộ Dung Hà ngay cả tâm tư để nhìn cũng không có, đi thẳng lên lầu hai. Lầu 2 là một đại sảnh kiểu mở, bình thường chỉ có hội viên có thân phận cao quý mới được vào. Đại sảnh này vô cùng rộng lớn, nhưng lúc này chỉ có vài người, một người sắc mặt tái nhợt, hai chân bị phù lên đang khom lưng đứng. Người này chính là Nhan Minh hôm đó bị Đường Tuấn phế bỏ, hai tháng trôi qua, vết thương của hắn đã được chữa trị hoàn toàn. Mà người đang ngồi trên ghế sofa trước mặt Nhan Minh là một thanh niên dáng vẻ không bị trói buộc, thần thái kiêu ngạo. Ngoài hắn ra, còn có hai người đàn ông trung niên cũng đang ngồi, nhưng lại duy trì khoảng cách rất xa so với cậu ta, rõ ràng là lấy cậu thanh niên này làm trung tâm. chương 817 là bạn trai của em gái tôi. Nói, hai người trưởng lão nhìn chầm chầm mộ dung hà, trong mắt nhìn như muốn phun ra lửa. Ngay cả anh Tôn ngồi trên sofa sắc mặt cũng trầm xuống, nhà bọn họ mặc dù xưng là gia tộc đệ nhất võ đạo Đông Bắc, có gần 10 vị tông sư võ đạo, chết mất một người không phải là thiệt hại nhỏ nhưng càng quan trọng hơn là nhà bọn họ sừng sững ở đông bắc nhiều năm như vậy đã rất lâu không ai dám khiêu khích bọn họ như vậy hai chân mộ dung hà run run dường như không đứng vững được mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng rơi xuống vội vàng nói là bạn trai của em gái tôi cậu ta trở về rồi cậu ta cũng là một tông sư võ đạo trước đây anh nhan bị thương cũng là do cậu ta làm tông sư họ đường anh tôn nhíu nhíu mày trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành hư Ai thèm bận tâm cậu ta là ai, dám giết ông ba, bọn tôi bắt hắn đền mạng." Hai người trưởng lão phẫn nộ quát lớn. Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sau đó cùng nhau trở thành tông sư, trở thành trưởng lão nhà họ Tôn, tình cảm vô cùng sâu đậm, bây giờ ông ba bị giết, hai người bọn họ đương nhiên muốn báo thù. Chỉ có anh Tôn kia vẫn coi như bình tĩnh, hỏi lại, "Cậu ta còn nói gì không?" Mộ Dung Hà trả lời, "Cậu ta nói là đạo thể giết người." nhà họ tôn muốn trả thù thì cứ tìm đến cậu ta. Mộ Dung Hà nói câu này, âm thanh cũng run rẩy. Đây chính là nhà họ tôn ở Đông Bắc đó, người ta làm sao quan tâm cái gì gọi là đạo thể cơ chứ? Đạo thể? Ai ngờ sau khi Mộ Dung Hà nói xong, trong đại sảnh yên tĩnh kỳ lạ, dường như nghe được cả tiếng kim rơi. Hai người trưởng lão dây trước còn tức giận hô hào muốn báo thù cho lão tâm, bây giờ cũng im như hến, như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng. Anh Tôn, cậu ta dám giết ngài tôn, nhất định phải đền mạng. Nhan Minh lúc này đột nhiên tìm được dũng khí, nghĩ đến những việc đường Tuấn làm với mình lúc trước, nói một cách lạnh lùng. Dầm! Anh tôn liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó tát cho Nhan Minh một cái, đập cậu ta bay ra ngoài. Anh tôn, anh, gương mặt Nhan Minh sưng đỏ, hoàn toàn không hiểu. Đường Tuấn giết người nhà bọn họ, không phải bọn họ nên báo thù sao, cậu ta không hiểu, anh tôn đánh cậu ta làm gì là hậu thiên đạo thể, tông sư họ đường, sao tôi không nghĩ ra sớm. Anh Tôn trầm giọng, mặt lộ rõ vẻ do dự. chương 818 con dám đánh bại bọn họ. Bị thương, Tôn Gia Minh lắc đầu, đáp đó là mọi người chưa biết chuyện xảy ra ở nhà họ trình hai ngày trước. Anh ta lôi ra một tấm hình, nói tiếp, người này tên là Trình Kiên, Tu Vi cũng thuộc hàng đỉnh cao, là thiên tài trong lớp đệ tử của nhà họ Trình. Cậu ta gọi tất cả trưởng lão của nhà họ Trình, muốn trói đường Tuấn đem nộp cho nhà họ hư, cuối cùng bị đạo thể bắn một tia nguyên khí, trong vòng mấy phút đã chết già. Thực lực như này, mọi người có dám xác nhận chính xác là anh ta bị thương không? Cả hai vị trưởng lão nhìn bộ xương khô trên tấm ảnh, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ. Vậy, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Sắc mặt ông cả tôn tái xanh, nhưng cũng đã dẹp bỏ dáng vẻ giận dữ vừa nãy, đối với một người có thần hải ngang hàng hậu thiên đạo thể, ngay cả nhà họ tôn cũng phải cân nhắc cẩn thận. Tôn Gia Minh đứng dậy, thân thể giãn ra, cười lạnh nói, đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Đúng lúc, tôi cũng muốn nhìn vị hậu thiên đạo thể này, nếu vết thương của anh ta đã khỏi, vật lần này đánh cho anh ta rụng răng rồi nuốt vào bụng luôn. Nếu anh ta thật sự bị thương, không còn nhiều thời gian, nhà chúng ta cũng để cho người sắp chết chút mặt mũi. Hai người trưởng lão lộ rõ vẻ mặt vui mừng, bọn họ thật sự vẫn không dám phân cao thấp với đường Tuấn, nhưng ở đây có tôn gia minh đứng ra, đại diện cho nhà họ tôn bọn họ thừa sức bên trong đại sảnh nhà mộ dung đường tuấn đang bắt mạch cho ông cụ mộ dung cơ thể ông nội gần như đã khỏi hắn sau này chú ý dùng thuốc và điều dưỡng là được anh viết một đơn thuốc đến lúc đó em để ông nội điều dưỡng theo đơn thuốc này là được đường tuấn vừa nói chuyện tay vừa múa trên giấy bút viết ra một đơn thuốc mặc dù căn bệnh ung thư của ông cụ gần như đã khỏi nhưng thời gian này vì chuyện của tập đoàn mà vất vả khá nhiều để lại vài di chứng. May mà kịp thời phát hiện, tiến hành trị liệu là được. chương 819, tối nay em không về. Đêm đó đường Tuấn ở lại nhà mộ dung, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống bên cạnh đường Tuấn đang ngồi ở ban công. Thần tàng quyết theo ý thức của anh di chuyển, nguyên khí nhẹ nhàng tràn vào bên trong cơ thể, phát triển tu vi. Vết thương trên bụng đường Tuấn theo di chuyển của nguyên khí hơi hơi phát sáng, đó là vết thương của trùy huyền vu, dù đã chữa trị, nhưng cũng không thể xóa đi dấu vết. Có thể xử lý những chuyện ở đây trong hai ngày, sau đó có thể đi tới chùa bái đính rồi. Đường Tuấn thầm nghĩ, anh muốn lên chùa bái đính nhìn di thể 300 năm trước của Hàn Nhật Long. Mặc dù đã 300 năm, ngay cả xương khô của Tông Sư cũng theo gió bay đi rồi, nhưng Hàn Nhật Long là hậu thiên đạo thể, dù tinh thần có chết thì cơ thể giữ lại mấy trăm năm cũng không phải vấn đề. Cộc cộc, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, mộ Dung lan đi tới đường tuấn quay đầu lại nhìn chút xíu nữa là phun cả máu mũi ra ngoài chỉ thấy trên người mộ dung lan mặc một bộ áo ngủ mỏng manh màu hồng phấn phía dưới là một cái quần đùi ngắn cánh tay trắng ngần như ngó sen bắp đùi thon dài dáng người lả lướt quyến rũ được ánh đèn trong phòng chiếu rọi cô trông giống như một miếng ngọc màu mỡ dê thượng hạng tỏa ra ánh sáng mê người khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ trong đôi mắt nhìn đường tuấn ngập tràn yêu thương trời trở lạnh em không sợ cảm lạnh à Đường Tuấn lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nhắc nhở cô. Nhưng tầm mắt lại không nỡ di chuyển. Mộ Dung Lan ngồi ở trên giường, nói trong phòng mở máy sưởi rồi, sợ cái gì. Với lại, chẳng phải có vị thần y là anh ở đây sao? Bệnh vật như cảm mạo tính là gì? Khi cô nói chuyện, khuôn mặt đã đỏ hồng giống như là quả táo, xinh đẹp căng mọng. Đường Tuấn chỉ có thể tạm thời kết thúc tu luyện, ngồi xuống giường với cô. Trong căn phòng yên lặng, dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của nhau. Đến cả đường Tuấn cũng trở nên khẩn trương, cứ như là sắp phải đối mặt với một trận chiến sinh tử vậy. Mộ Dung Lan gục đầu xuống, bàn tay hơi đan vào nhau, lẩm bẩm nói, tối nay em không về. Những lời này nhưng như là hồi còi khai chiến, đường Tuấn lập tức ôm Mộ Dung Lan vào trong lòng ngực, rồi tham lam hôn lên đôi môi đỏ xinh đẹp của cô. Sau một trận mưa rền gió dữ, Mộ Dung Lan dựa vào ngực đường Tuấn, tuy rằng có hơi đau, nhưng vẻ mặt của cô lại rất thỏa mãn. Hai tháng không gặp mặt, nỗi nhớ nhung gần như ngập tràn lòng cô, hôm nay lại được gặp Đường Tuấn lần nữa, cuối cùng không cách nào giữ lại được, chỉ muốn tặng cho anh điều tốt nhất. Đường Tuấn cưng chiều vuốt ve đầu mộ dung lan, trong lòng anh bỗng nhiên thấy hơi không đành lòng, nếu như anh không thể nào đột phá, thì sẽ không công bằng với dung lan. Lúc này anh mới hơi hiểu ra, trong lúc không để ý, sống chết của anh đã không còn là chuyện của một người nữa, mà liên quan đến rất nhiều người. Hiệp hội Y học cổ truyền, Tập đoàn Thiên Thanh, Mộ Dung Lan, Thẩm Ngọc Nhu, Lý Ái Thi, vân vân, những người này đều có mối quan hệ tốt với anh, rồi dần dần trở thành những thứ mà anh muốn bảo vệ. Ông cụ Mộ Dung thở dài, nói, lần này may mà có con đến, bằng không thằng nhóc Mộ Dung Hà không biết sẽ làm ra chuyện gì khiến người người oán hận nữa. Dám ép người cướp chức, thằng nhóc này đúng là có gan làm phản mà. Ông nội yên tâm đi, lần này con sẽ xử lý hết mọi chuyện rồi mới đi. Đường Tuấn đưa đơn thuốc cho chú Phú, trong mặt lướt qua một tia lạnh lẽo. Được, không nghĩ tới lại dính dáng đến cả nhà họ tôn ở Đông Bắc. Ông cụ thở dài, giọng điệu rõ vẻ kiêng rè, đối với loại quái vật khổng lồ như nhà họ tôn, đến cả ông cũng cảm thấy có lòng nhưng không có sức. Đường Tuấn, cậu thật sự có lòng tin sẽ đánh bại nhà họ tôn. Chú Phú đứng đằng sau, đột nhiên hỏi, chú ấy cũng là cao thủ tông sư, trước kia được ông cụ mộ dung giúp đỡ nên ở lại đây đối với vị trí nhà họ tôn trong giới võ đạo vô cùng rõ ràng. Mấy trăm năm qua, võ đạo dù lụi tàn như thế nào, cao thủ tông sư của nhà họ tôn cũng chưa từng đứt quáng, thậm chí còn có tin đồn trưởng quản đời trước nhà bọn họ, cha của tôn Yến Kỳ còn đột phá cảnh giới thần hải. Yên tâm đi chú Phú, chỉ cần nhà họ tôn dám tìm đến cửa, còn dám đánh bại bọn họ. Đường Tuấn nhếch miệng cười, vô cùng tự tin. chương 820, anh Đường quả nhiên là người thức thời mộ dung lan xấu hổ cười một tiếng đấm một đấm lên ngực đường tuấn nhưng không hỏi thêm gì nữa đường tuấn ôm chặt mộ dung lan vào trong ngực nhìn bóng tối vô tận bên ngoài cửa sổ trong lòng dần trở nên kiên định hơn đêm dài đằng đẵng thì vẫn kết thúc ánh sáng và bóng tối giao thoa với nhau nếu như đã có tồn tại loại thể chất nghịch thiên như đạo thể này thì trời cao cũng sẽ chừa cho một con đường sống sáng sớm ngày hôm sau có một đám khách không mời mà đến tới nhà họ mộ dung Tôn Gia Minh là người dẫn đầu, đi theo phía sau có bốn người ông lớn Tôn, ông Hai Tôn, Nhan Minh và Mộ Dung Hà. Tôn Gia Minh nhà họ Tôn xin chào anh Đường. Tôn Gia Minh cười chào hỏi Đường Tuấn. Đường Tuấn đứng ở trong sân, nhìn Tôn Gia Minh, nói chẳng lẽ người nhà họ Tôn mấy người không sợ tôi sao? Chú Phúc đứng bên cạnh che chở cho ông cụ Mộ Dung, trong lòng rất là thấp thỏm. Đột nhiên nghe những lời của Đường Tuấn, suýt nữa còn cho rằng mình đã nghe nhầm, Nhà họ Tôn là gia tộc danh môn truyền thừa võ thuật mấy trăm năm qua tại sao lại sợ một kẻ hèn như anh được? Nhưng câu trả lời của Tôn Gia Minh càng làm chú Phúc khiếp sợ không biết phải nói thế nào. Tôn Gia Minh khẽ gật đầu, nói, sợ, đương nhiên sợ, nhưng mà dù sao ông ba Tôn cũng là người nhà họ Tôn chúng tôi, ông ấy bị người đánh chết, dù sao thì người thừa kế nhà họ Tôn như tôi cũng phải đến tìm anh Đường để đòi lại công bằng chứ. Đường Tuấn cười lạnh nói, đòi công bằng? Ha ha vậy anh muốn đòi công bằng thế nào? Tôn Gia Minh cười nói, anh đường quả nhiên là người thức thời. Anh ta chỉ vào ông lớn Tôn và ông hai Tôn đứng bên cạnh nói, hai vị này là hai người anh lớn của ông ba Tôn bị anh đánh chết ngày hôm qua, gọi là ông lớn Tôn và ông hai Tôn, bọn họ muốn xin anh chỉ giáo một chút võ thuật. Nếu như anh đường có thể đánh thắng bọn họ, thì nhà họ Tôn chúng tôi sẽ không truy cứu cái chết của ông ba Tôn nữa, hơn nữa còn đưa 3.500 tỷ để nhận lỗi với cô Mộ Dung anh ta cười tủm tỉm nhìn Đường Tuấn, giống như là thợ săn chờ con mồi lọt hố, nói tôi nghĩ anh Đường nhất định sẽ đồng ý. Đúng không? Vốn Đường Tuấn không còn lựa chọn nào khác, tin tức anh bị thương đã được truyền ra từ sớm, nhưng nếu hôm nay từ chối chiến đấu thì sẽ có một đám người lập tức kéo đến cửa ngay. Hơn nữa đối phương lại còn là dòng họ võ thuật như nhà họ Tôn, có địa vị hết sức quan trọng giới võ thuật, không thể nào bỏ qua được. Tôn Gia Minh cắn chặt vào điều này, cho nên mới dám đến cửa khiêu khích. Chứ nếu là khi anh trong giai đoạn đạo thể hưng thịnh, chỉ sợ Tôn Gia Minh vừa nghe đến tên là đã sớm quỷ gối trước mặt đường Tuấn xin tha. Audio điện tử võ tấn bền chương 821, thăm quát con ngông cuồng Vẻ mặt của ông lớn Tôn và ông hai Tôn lập tức trở nên khó coi, nhưng trong mắt vẫn còn kiêng kỵ. Cho dù đạo thể bị thương, nhưng mà vẫn là đạo thể, bất khả chiến bại, chờ mộ dung lan lùi về phía sau, tôn gia minh đưa mắt ra hiệu cho ông lớn tôn và ông hai tôn, khóe môi hai người cong nụ cười khẩy, thúc xúc chân khí cả người giết chết đường tuấn. Trên đôi tay của ông lớn tôn bị bao trùm bởi một lớp màu ngâm đen, tựa như là được chế tạo từ sắt thép. Đôi tay ông hai tôn được bao bọc trong một tầng chân khí màu vàng, một cảm giác áp lực nặng nề lan tỏa ra từ chân khí màu vàng, thậm chí những người trong sân còn dần cảm thấy khó thở hai luồng khí thế cực mạnh dần dần lớn mạnh từ trên người bọn họ chú thiết thủ hỗn nguyên quyền chú phúc thấy thế lập tức hét lên thất thanh chú phúc hai loại công pháp này rất lợi hại sao mộ dung lan lo lắng nhìn đường tuấn trong mắt chú phúc có vẻ khiếp sợ nói đương nhiên lợi hại nghe nói nếu tu luyện chú thiết thủ đến cảnh giới cao thâm thì có thể chặt đứt kim loại bằng một tay thậm chí cho vào lò luyện cũng sẽ không hề tổn thương chút nào cho nên mới có danh hiệu chú thiết còn nghe nói hỗn nguyên quyền có 9 tầng sức mạnh, từng tầng từng tầng chồng lên nhau, nghe nói đến tầng thứ 9, thậm chí có thể đánh cho người luyện võ đạt đến cảnh giới thần hải bị thương. Vậy Đường Tuấn có thể thắng không? giọng điệu của mộ dung lan rất bất an, không chắc chắn. Chú Phúc lắc đầu, nói, rất khó. Chú thiết thủ và hỗn nguyên quyền, một thủ một công, e là chỉ có cảnh giới thần hải trong truyền thuyết mới có thể chiến thắng, dù Đường Tuấn có mạnh thì cũng sợ chỉ có thể miễn cưỡng không thua mà thôi mộ dung lan nghe xong sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt mà trên mặt tôn gia minh đứng bên kia lộ ra vẻ ngạo nghễ tuy rằng chú thiết thủ và hốn nguyên quyền không phải là kỹ năng võ thuật cao nhất của nhà họ tôn nhưng ông lớn tôn và ông hai tôn phối hợp lại thì dù có đối mặt với cảnh giới thần hải thì cũng dám đấu một trận hậu thiên đạo thể tôi muốn xem anh làm sao đối phó được với trận chiến này tôn gia minh híp đôi mắt lại lộ ra vẻ nguy hiểm nhan minh càng sợ hãi kêu lên giết giết anh ta. Nhưng còn mộ dung hà đã có kinh nghiệm, không lên tiếng. Chú Phúc nhìn về phía đường Tuấn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đường Tuấn, đừng để cho khí thế của bọn họ tăng lên đỉnh. Mau ra tay ngăn cản bọn họ đi. Đường Tuấn nghe vậy, lắc đầu, nói, không sao. Anh duỗi tay ra một chiêu, chân khí phóng ra khỏi cơ thể, chém đứt một cành liễu rồi cầm trong tay. Vừa dứt lời, vẻ mặt chú Phúc đã trở nên kỳ lạ, tên đường Tuấn này đúng là rất tự cao. Cầm một cây cành liễu là có ý gì? Chẳng lẽ anh định dùng cành liễu này để nghinh chiến với sự kết hợp mạnh mẽ của ông lớn tôn và ông hai tôn sao? Đến cả vẻ mặt của ông lớn tôn và ông hai tôn cũng trở nên lạnh lùng, nói thẳng quát con ngông cuồng. chương 822, quá yếu. Tôn Gia Minh lắc đầu cười lạnh, thầm nghĩ tên đường Tuấn này đúng là quá tự cao. Vậy mà lại để mặc cho ông lớn tôn và ông hai tôn thúc giúp công pháp lên mức cao nhất không nói đến thiết thủ của ông lớn tôn đủ sức chặt đứt kim loại, thì hỗn nguyên chín tầng của ông hai tôn cũng đã đủ cho anh ăn hành. Loại uy lực này đến cả cha của anh ta cũng không dám đón đỡ. Bốp, âm, hai âm thanh cực kỳ chói tai gần như vang lên cùng một lúc, ông lớn tôn lấy trưởng làm đao, chém về phía đường Tuấn. Còn ông hai tôn lại vung ra hai quyền, tiếng rít gào như tiếng phẫn nộ của rồng nổ ra, nắm tay gần như hóa thành ảo ảnh, từ đầu đến cuối không nhìn rõ tung tích hôm nay hãy để hai anh em chúng tôi được học hỏi xem rốt cuộc đạo thể mạnh mẽ thế nào. Ông lớn tôn tức giận giống lên. Thùng rỗng kêu to, đường Tuấn cười khẩy một tiếng. Cơ thể đường Tuấn di chuyển, chân khí trào dâng ra như sóng lớn cuồn cuộn, bơm vào cành liễu cầm trong tay anh, cành liễu trong tay đã lập tức trở nên thẳng tắp, tựa như một thanh kiếm. Chỉ thấy anh hơi lắc cổ tay, cành liễu trong tay đã hòa thành từng ảo ảnh ánh kiếm, mỗi một ánh kiếm đều vô cùng nhân thật, mang theo dao động khiếp người, phóng về phía hai người ông lớn tôn. Đùng 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 đùng, em mờ thanh liên tục vang lên trong sân giống như tiếng pháo. Chú Phúc thấy mà trợn mắt há miệng, chỉ thấy cành liễu trong tay đường tuấn lúc cứng rắn lúc mềm mại, liên tục đánh lên trên người hai người ông lớn tôn. Hơn nữa vị trí đánh của đường tuấn còn cực kỳ khéo léo, đều là vị trí vận khí quan trọng của hai người. Làm cho hai người chỉ có thể bị động phòng thủ, mà không thể tấn công. Cái này, cái này chú Phúc đã hoàn toàn không biết phải nói thế nào, cảnh tượng trước mặt thật sự làm người nhìn mà giận cả người. Người kia chính là hai vị cao thủ tông sư của nhà họ tôn ở Bắc Ninh, vậy mà lại bị Đường Tuấn dùng một cành liễu đánh đến mức chẳng có sức phản kháng. Hơn nữa vẻ mặt của Đường Tuấn còn hờ hững như không hề hấn gì, hiển nhiên là vẫn chưa dùng hết sức, nhẹ nhàng giống như là người lớn cầm roi mây đánh mấy đứa con nít vậy. Lúc này chú Phúc mới hiểu rõ vì sao Đường Tuấn dám để mặc hai ông lớn tôn tăng khí thế lên, chú thiết thủ và hỗn nguyên chín tầng rất mạnh, nhưng cũng cần phải đánh vào người mới được. Chỉ cần không thể nào đến gần anh, thì có mạnh thế nào cũng vô dụng thôi. Ông lớn tôn và ông hai tôn cảm thấy bực bội muốn chết, dáng vẻ hai người cực kỳ chật vật. Trên hai khuôn mặt già đã hiện lên đầy các vết thương do bị cành liễu quất, càng làm cho hai người họ cảm thấy tức nghẹn hơn. Anh cả, em đối phó cậu ta, anh đến gần làm thịt thằng nhóc này đi. Ông hai tôn điên cuồng hét lên một tiếng, tìm đúng cơ hội nắm cảnh liễu trong tay. Ông lớn tôn lập tức hiểu ý, trong chớp mắt đã đến gần đường Tuấn, ánh mắt lộ ra sự điên cuồng, tay phải cứng như sắt thép đấm thẳng vào ngực đường Tuấn. Ông ta tự tin một cú đấm này cũng có thể đấm lủng một tấm thép dày 10cm, là cú đấm phẫn nộ của ông ta. Quá yếu, đường Tuấn đột nhiên vung bàn tay khác lên, một luồng chân khí mạnh mẽ như rời non lấp biển hướng về phía ông lớn tôn. Ông lớn tôn chỉ kịp kêu một tiếng thất thanh, sau đó cả người đã bay ngược ra phía sau. Đến cả ông Hai Tôn cũng không tránh được, đã bị luồng chân khí này đánh mạnh đến mức cả người liên lục lùi ra phía sau, trên mặt đất hiện ra hai dấu vết bị kéo lê thật sâu. chương 823, anh cũng muốn đấu sao? Trên người hai người phủ kín vết thương, quần áo cũng rách nát mười mấy lỗ, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng. Đường Tuấn ném cành liễu trong tay sang một bên, đến quần áo cũng chưa dính một hạt bụi nào khốn kiếp ông lớn tôn và ông hai tôn sống nhiều năm như vậy đã bao giờ chịu đựng nỗi nhục này đâu quả là uổng phí mấy chục năm sống hai người liếc nhìn nhau rồi muốn tiếp tục xông lên liều mạng với đường tuấn đủ rồi tôn gia minh quát hai người cậu chủ chúng tôi phải đấu với cậu ta người sống tôi chết mới thôi hai mắt ông lớn tôn đỏ ngầu không chết không ngừng tôn gia minh lắc đầu cười khẩy nói vừa rồi người ta đã nương tay nếu không thì các người đã chết từ sớm rồi cần phải tự biết mình. Hai người ông lớn tôn hơi sửng sốt, nhưng cũng không dám phản bác. Bây giờ nhớ lại, đúng là vừa rồi Đường Tuấn có rất nhiều cơ hội để lấy mạng bọn họ, nhưng mà Đường Tuấn đều không ra tay. Tôn gia Minh thầm trầm nhìn về phía Đường Tuấn, nói có câu sức mạnh cơ thể mới là vô địch thiên hạ, không ngờ rằng đến chân khí cũng có thể mạnh mẽ đến vậy, vượt xa cảnh giới cung cấp. Nhà họ tôn chúng tôi đã được mở mang thêm kiến thức. Đường Tuấn nhìn tôn gia Minh, nói anh cũng muốn đấu sao. Tôn Gia Minh hơi ngẩn ra, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, cười nói, nhưng tôi đánh không lại anh. Lần này nhà họ Tôn chúng tôi nhận thua, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Mộ Dung và nhà họ Nhan nữa. Còn 3.500 tỷ kia tôi sẽ gọi điện cho người chuyển đến nhà họ Mộ Dung. Nói xong, anh ta quay người đi ngay, ông lớn Tôn và ông hai Tôn vội vàng đuổi theo. Nhan Minh muốn đuổi theo, nhưng lại bị tôn gia minh tát một cái ngã nhào trên mặt đất tựa như là vứt bỏ một thứ rác rưởi vậy đường tuấn nhìn ba người rời đi ánh mắt chấp chấp không hổ là tôn gia minh gặp chuyện kinh hãi vậy mà mặt không đổi sắc trong tình huống vừa rồi còn có thể đè xuống ham muốn chiến đấu với tôi đường tuấn cảm thấy có hơi đáng tiếc nếu vừa rồi người ra tay là tôn gia minh anh có thể mượn cơ hội bị thương nặng để giết chết người thừa kế của nhà họ tôn tiếc là cuối cùng tôn gia minh đã nhịn xuống Cậu chủ, vì sao vừa rồi cậu không ra tay? Dựa vào món bảo vật mà ông cụ đưa cho cậu nhất định có thể làm cho cậu ta bị thương. Chờ đến khi đi rất xa, ông lớn tôn mới khó hiểu hỏi. Tôn gia minh lắc đầu, vẻ mặt cung kính khi nói chuyện với đường Tuấn vừa rồi đã biến mất, trở nên lạnh lẽo. Giọng điệu của anh ta lạnh như băng, nói không đáng. Anh ta không dám dùng thân thể để chống đỡ tấn công của hai người, đã cho thấy anh ta bị thương thật, hơn nữa cũng không nhẹ, nhà họ tôn chúng ta không cần phải so đo với một người chết. Với lại, nếu thật sự chọc anh ta nóng lên, đao thể đột nhiên phản công sẽ gây ra sự bất lợi với nhà họ tôn chúng ta. Đi thôi, nếu nơi này không còn việc của chúng ta, vậy thì chạy đến Tây Ninh tập hợp với cha của tôi thôi, nếu như tin tức mà cha tôi nhận được là thật. Có lẽ nhà họ tôn chúng ta sẽ có thêm một cao thủ cảnh giới thần hải, nhà họ tôn chúng ta sẽ trở thành gia tộc võ thuật số một của Việt Nam. Chương 824, rốt cuộc Đường Tuấn này là ai? Trận chiến đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Đường Tuấn dựa vào một cành liễu đã đánh bại hai trưởng lão của nhà họ Tôn, làm cho cậu cả nhà họ Tôn là Tôn Gia Minh phải cúi đầu, đám người chú Phúc, ông cụ Mộ Dung đều thấy như đang mơ. Nhất là chú Phúc, càng khiếp sợ hơn nữa. Rốt cuộc Đường Tuấn này là ai? Tại sao tôi mới rời khỏi giới võ thuật chưa đến 20 năm, tại sao giới võ thuật lại xuất hiện thêm một nhân vật thế này? chẳng lẽ cậu ta đến từ gia tộc võ thuật cổ bí ẩn nào đó? Trong lòng chú Phúc thấy rất kinh hãi, bỗng nhiên chú ấy nhớ tới lời của Tôn Gia Minh. Đạo thể, Đường Tuấn, vậy mà cậu có thể thu thành đạo thể. Giống hệt như Hàn Nhật Long 300 năm trước, vẻ không dám tin trên mặt chú ấy còn nhiều hơn lúc trước nữa. Đường Tuấn gật đầu, cũng không phủ nhận. Khó trách, cũng chỉ có thiên tài đến mức quái dị như đạo thể trong truyền thuyết mới có thể làm nhà họ tôn cúi đầu chú Phúc nhìn đường Tuấn đầy hoảng sợ, ngược lại mộ dung lan và ông cụ mộ dung cứ như lạc trong cơn mơ. Tuy rằng chú Phúc không rõ vì sao đường Tuấn có thể tu thành đạo thể chỉ trong 2-3 tháng, nhưng chuyện này chỉ có lợi mà không có hại với nhà họ mộ dung, nên chú ấy cũng không hỏi nhiều. Đường Tuấn, anh đừng giết tôi, chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn gì cũng được. Nhan Minh nhìn thấy người nhà họ tôn đi rồi, trên mặt xám như cho tàn, bò lết đến đây ôm lấy chân đường Tuấn, khóc la gọi cha gọi mẹ, Vẻ mặt Đường Tuấn hiện lên vẻ ghét bỏ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi nguyên khí màu xám cực mỏng bắn vào trong đầu Nhan Minh. "Rồi vung chân đá văng cậu ta đi, nói cút đi. Nếu còn dám có lần sau đừng trách tôi không khách sáo." Nhan Minh như được đại xá, liên tục nói không dám, sau đó tung ta tung tăng đi về. Vậy thì quá hời cho nhà họ Nhan rồi. Nhớ đâu Nhan Minh về nhà, nhà họ Nhan trả thù nhà họ Mộ Dung của chúng ta thì phải làm sao? Mộ Dung Hà nói thầm, anh ta cảm thấy hơi may mắn, may là vừa rồi không nói gì. Đường Tuấn nhìn anh ta một cái, nói đầy sâu xa, vậy thì cũng phải coi anh ta có sống được đến lúc đó không. Nguyên khí màu xám vừa nãy giống hệt với cái mà anh đã bắt vào trong cơ thể Trình Tuấn Vũ ngày đó, có điều yếu hơn một chút, sẽ không có hiệu quả ngay lập tức. Nhưng dù vậy, nhàn mình cũng chỉ có thể sống được một tháng, trong vòng một tháng cậu ta sẽ dần dần trở nên già nua, thuốc và châm cứu cũng vô dụng, cuối cùng sẽ chết không rõ nguyên nhân. Lúc này, di động trong túi quần đường Tuấn bỗng nhiên vang lên. Đường Tuấn lấy ra, nhìn thoáng qua hiển thị trên màn hình, vẻ mặt lộ ra vẻ kỳ lạ, người phụ nữ này gọi điện cho anh làm cái gì. Nhưng anh vẫn nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh nhạt của Hoàng Phủ Ngọc, tôi đang ở thành phố Hà Nội, muốn gặp mặt anh. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Không chờ đường Tuấn từ chối, Hoàng Phủ Ngọc đã cúp máy, Đồng thời một tin nhắn được chuyển vào di động của anh, bên trên viết một địa chỉ. Người phụ nữ này, Đường Tuấn cầm di động thầm than một tiếng. "Đường Tuấn, sao vậy?" Mộ Dung Lan thấy thế, vội hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, nói anh đi gặp một người bạn, những chuyện còn lại để cho mọi người xử lý. Anh xoa đầu Mộ Dung Lan, nói, "Không sao đâu." Nói xong, anh lái một chiếc xe chạy ra khỏi gara nhà họ Mộ Dung chương 825, đúng là bà chủ nào thì sẽ ra kiểu cấp dưới đó. Mộ Dung Lan ngơ ngác nhìn theo một lúc lâu, sau đó mới lấy lại tinh thần. Cô nhìn về phía chú Phúc vẫn còn mất hồn mất vía, đột nhiên hỏi nói, chú Phúc, đạo thể mà hai người vừa nhắc đến là gì? Rất lợi hại sao? Ông cụ Mộ Dung, Mộ Dung Hà cũng nhìn về phía chú ấy, hiển nhiên là cảm thấy hứng thú với cái gọi là đạo thể có thể ép lùi nhà họ tôn. Chú Phúc thở dài, nhìn phía chân trời. Buồn Bã nói, không phải rất lợi hại, mà là vô địch trong tất cả các cảnh giới. Lời vừa dứt, ba người nhà họ Mộ Dung đã lập tức ngây ra như tượng đá, cuối cùng không thốt lên được nửa chữ. Nửa tiếng sau, xe Đường Tuấn dừng lại trước một câu lạc bộ ở phía đông của thành phố Hà Nội. Bước xuống xe, Đường Tuấn đã nhìn thấy một cô gái đứng ở trước cửa câu lạc bộ. Cô gái mặc bộ đồ thể thao màu trắng, ngũ quan tinh xảo, trên người tỏa ra vài phần lạnh nhạt, làm người khác không dám đến gần. Mái tóc dài cột thành đuôi ngựa cột ở sau đầu. Đây chính là vệ sĩ của Hoàng phủ Ngọc, đến nay Đường Tuấn vẫn chưa biết được tên của cô ta. Đi theo tôi, cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn thấy mái tóc lấm tấm bạc của Đường Tuấn, thì ở sâu trong đôi mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng bị che giấu rất nhanh. Cô ta hờ hững nói xong một câu, quay người đi vào bên trong câu lạc bộ. Đúng là bà chủ nào thì sẽ ra kiểu cấp dưới đó. Đường Tuấn xoa mũi, khẽ cười nói, Cô gái cột tóc đuôi ngựa đi phía trước nghe anh nói vậy, bước chân hơi khựng lại, nhưng trên mặt hiện ra vẻ không vui. Tuy rằng một lát sau đã tiếp tục bước lên phía trước, nhưng vẻ mất kiên nhẫn trên khuôn mặt lạnh băng của cô ta đã sâu hơn ba phần. Vài phút sau, cô gái cột tóc đuôi ngựa đẩy một cánh cửa ra, Đường Tuấn vừa theo vào trong, đã thấy được Hoàng Phủ Ngọc đứng ở bên cửa sổ. Hoàng Phủ Ngọc mặc áo sơ mi gọn gàng như những người phụ nữ thành đạt, phía dưới là chiếc quần jean màu xanh lam. Đôi chân thon dài thẳng tắp dẫm lên đôi giày cao gót màu bạc, tạo thành một bức tranh phong cảnh động khiến ai vừa nhìn cũng sẽ bật ngón cái. Kiểu phụ nữ này chỉ cần vừa nhìn lướt qua bóng lưng là đã đủ làm cho 90% đàn ông động lòng. Hoàng phủ Ngọc không có ý quay người, Đường Tuấn đành phải tự mình bước lên phía trước, sóng vai nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ với cô ấy. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấy vậy, hơi nhíu mày, lộ ra vẻ chán ghét. Căn phòng này là tầng cao nhất của câu lạc bộ. Đứng ở trước cửa sổ sát đất sẽ có thể nhìn thấy khung cảnh ngựa xe như nước và những tòa nhà chọc trời bên ngoài, gần đến mức cứ như vừa vươn tay là có thể nắm chặt chúng trong tay vậy. Cha mẹ tôi chết sớm, chết vì bị ám sát. Khi họ chết tôi cũng có mặt, máu tươi ấm áp bắn tung tóe lên người và lên mặt của tôi, suýt nữa tôi cho rằng tôi sẽ chết ở chỗ đó. Trên khuôn mặt luôn cứng rắn của Hoàng phủ Ngọc đã hiện ra vẻ đau thương, cô ấy đưa tay vuốt mặt mình, tựa như là có thể chạm được máu tươi năm đó. Tôi giết tên đó, nhân lúc anh ta không chú ý, tôi đã dùng khẩu súng mà cha tôi giấu trong túi. Bỗng nhiên, vẻ mặt Hoàng Phù Ngọc đã trở nên lạnh băng, nói, khi đó tôi đã bắt đầu hiểu ra, muốn bảo vệ điều mình yêu thương, nhất định phải có sức mạnh. Cho nên tôi liều mạng học tập, cuối cùng đã trở nên nổi bật hơn mọi người, quản lý tập đoàn Yên Hòa. Người chú họ đã thuê người giết cha mẹ tôi năm đó đã bị tôi dùng một mồi lửa đốt chết bảy người trong gia đình ông ta đó trái tim đường Tuấn run rẩy tựa như cảnh tượng đó dần hiện ra trước mặt anh vậy. chương 826, coi như là vậy đi. Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn không có cách chống lại vận mệnh của mình, thậm chí còn bị ép gả cho Phạm trùng. Vốn tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng Hoàng Phủ Ngọc liếc nhìn đường Tuấn một cái, ý của cô ấy rất rõ ràng, may là anh đã xuất hiện kịp thời. Đường Tuấn im lặng, những suy nghĩ về Hoàng Phủ Ngọc trong lòng đã thay đổi không ít hôm nay cô gọi tôi đến đây chắc không chỉ muốn nói câu này với tôi thôi đâu chứ đường tuấn nhìn hoàng phủ ngọc hỏi trên khuôn mặt như trang như ngọc của hoàng phủ ngọc lộ ra một tia đau thương nói tôi không mong anh chết cô ấy xoay người đi đến trước cái bàn lớn trong phòng bên trên để năm sáu cái hộp cô ấy mở hết từng cái hộp ra bên trong đó là nhân sâm linh chi và các loại thuốc cực bổ quý giá mùi thuốc đậm đặc tỏa ra từ trong hộp với năng lực của đường tuấn đương nhiên có thể nhận ra những loại thuốc này đều có tuổi đời ít nhất hơn trăm năm, thậm chí còn lâu hơn. Một một gốc thuốc đặt trên thị trường cũng đủ khiến oanh động, bán ra với giá hơn 350 tỷ. Cho anh những cái này, xem có thể giúp đỡ gì cho vết thương của anh không? Hoàng Phủ Ngọc nói rất nhẹ. Đường Tuấn lắc đầu, nói không cần. Anh mới vừa dứt lời, cô gái cột tóc đuôi ngựa đã bất mãn hừ một tiếng, nói cô chủ cho anh thì anh cứ lấy. Đừng tỏ vẻ giả mù sa mưa, làm cho người khác chán ghét. Quãng thời gian này cô ta luôn đi theo Hoàng Phủ Ngọc. Đương nhiên cũng biết rõ vì để mua được hết những số thuốc quý này Hoàng Phủ Ngọc đã tốn bao nhiêu sức lực. Lần này biết Đường Tuấn ở thành phố Hà Nội, thậm chí còn cố ý đẩy lùi ba hội nghị quan trọng để đến đây. Trong mắt cô ta, đàn ông trên thế giới này không một ai có thể xứng đôi với cô chủ nhà mình, đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Ngọc để ý đến một người đàn ông như vậy không ngờ rằng thế mà lại bị từ chối hiển nhiên làm cô ta cảm thấy rất tức giận đường tuấn liếc mắt nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói nếu như cô không phải vệ sĩ của hoàng phủ ngọc vì một câu vừa rồi của cô là tôi đã giết cô rồi đấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa lập tức nổi giận thúc giục chân khí dường như có ý muốn ra tay ngay phi nguyệt được rồi hoàng phủ ngọc thấy thế nhanh chóng nói lúc này cô gái buộc tóc đuôi ngựa phồng má lên căm thức nhìn đường tuấn Giáng vẻ là vì bất bình thay Hoàng Phủ Ngọc. Đường Tuấn không khỏi thấy đau đầu, nói, không phải là tôi không muốn nhận, mà là những loại thuốc này vô dụng với tôi. Hoàng Phủ Ngọc cúi đầu, lặng lẽ siết chặt tay, nói, bọn họ nói anh bị thương rất nặng, không còn bao nhiêu thời gian, là thật sao? Nhà họ Hoàng Phủ ở Việt Nam có thể đứng ở trong top 10, để biết được tin tức đạo thể bị thương cũng không khó. Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Ngọc vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, Cuối cùng lúc này mới có đủ can đảm để hỏi. Đến cả cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng nhìn lại đây, muốn biết thật giả. Coi như là vậy đi, Đường Tuấn nói. Đột nhiên đôi mắt của Hoàng phủ Ngọc đỏ lên, cắn chặt môi. "Ôi, Đường Tuấn vươn tay, vỗ về Hoàng phủ Ngọc, chương 827, đừng chết. Yên tâm đi, tôi sẽ không dễ dàng chấp nhận cái chết như vậy đâu." Đường Tuấn an ủi. Hoàng phủ Ngọc ngẩng đầu, nói, "Nếu anh chết" Tôi sẽ dốc hết sức lực bắt nhà họ Hư chôn cùng anh." Bỗng nhiên cô ấy nhón chân lên, đôi môi hơi lạnh lẽo chạm lên môi Đường Tuấn, một mùi hương thoang thoảng chui vào khoang mũi Đường Tuấn, "Đừng chết." Phi Nguyệt đứng bên cạnh lộ ra ánh mắt không dám tin, cho dù là vì câu bắt nhà họ Hư chôn cùng anh, hay là cuối cùng dâng lên nụ hôn, tất cả đều vượt qua nhận thức của cô. Từ khi cô quen Hoàng Phủ Ngọc tới nay, từ trước đến giờ cô ấy đều là nữ vương ở tiết trên cao chưa bao giờ để lộ tâm trạng giống một cô gái nhỏ. Đừng nói phi nguyệt, ngay cả đường Tuấn cũng cảm thấy như đang mơ. Cho đến tận khi anh ra khỏi câu lạc bộ mà vẫn còn hơi thất thần. Hoàng Phủ Ngọc và Phi Nguyệt đứng ở cửa sổ của câu lạc bộ, nhìn xe đường Tuấn dần dần biến mất, vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngọc dần trở nên lạnh băng, quay lại dáng vẻ nữ vương ở tiết trên cao. Đến gặp người của tập đoàn Thiên Thanh, nói là tập đoàn Yên Hòa tôi muốn hợp tác với họ, còn về điều kiện thì cứ tùy bọn họ đưa ra hoàng phủ ngọc nói còn nữa cứ là công ty có quan hệ với nhà họ hư ở tỉnh tây ninh thì hủy bỏ hết hợp tác với bọn họ cho tôi cô chủ làm vậy có phải hơi quá hay không vì một mình anh ta đáng sao phi nguyệt hoàn toàn không thể hiểu được đây vẫn là cô chủ luôn sống theo lý trí của cô sao phải biết rằng nhà họ hư có thể tung hoành tây ninh là vì chỗ nào cũng có tài sản của bọn họ ở trong đó nếu thật sự hủy bỏ hợp đồng với những đối tác này thì tập đoàn Yên Hòa có thể sẽ bị tổn thất mấy ngàn tỷ. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Hoàng phủ Ngọc lóe lên, không trả lời cô. Đường Tuấn ở nhà họ Mộ Dung 3 ngày, sau đó đi tỉnh Tây Ninh. Anh để Yến Đình Khôi ở lại nhà họ Mộ Dung, trước khi đi, anh đã bắn một sợi nguyên khí màu xám vào trong cơ thể Yến Đình Khôi. Đám nguyên khí này được anh tụ tập trong mấy ngày qua, có thể ẩn núp trong cơ thể của tông sư trong 3 tháng, nếu trong 3 tháng này mà Yến Đình Khôi dám thúc giục chân khí đến lúc đó sẽ chỉ còn một con đường chết, đây là cách anh phòng ngừa các thủ đoạn của Yến Đình Khôi. Nếu ba tháng sau đường Tuấn vẫn còn sống, thì khi đó sẽ xóa đi chân khí đang uy hiếp Yến Đình Khôi. Tỉnh Tây Ninh nằm ở phía tây nam của Việt Nam, là tỉnh có rừng rậm nguyên thủy nhiều nhất Việt Nam. Mục đích đường Tuấn đi chuyến này là đến chùa bái đính tọa lạc ở trong một khu rừng già của tỉnh Tây Ninh. Đường Tuấn vác trên vai túi hành lý, mặc đồ thể thao, thoạt nhìn giống như là khách đến Tây Ninh du lịch anh vừa ra sân bay thì đã có người lập tức đi lên mời gọi. Anh trai, tôi thấy anh ăn mặc thế này chắc là đến đây để du lịch thám hiểm đúng không? Tôi là hướng dẫn du lịch bản địa, có một tổ mười mấy người, chỉ thiếu một người nữa là có thể xuất phát. Một người đàn ông đội mũ trông chưa đầy 30 tuổi chạy lên nịnh nọt giới thiệu với Đường Tuấn. Đường Tuấn nhíu mày, nói, mọi người muốn đi đâu? Có bản đồ cho tôi xem trước không? Người đàn ông thấy Đường Tuấn đã có ý vội vàng móc bản đồ ra chỉ vào một cánh rừng già nguyên sinh trên đó nói cánh rừng già này là nơi chúng tôi muốn đi gần đây có không ít người đi tham hiểm nơi này nghe nói muốn siêu tầm thuốc thần gì đó tôi thấy giữa trán của anh sáng láng vừa nhìn là biết người cực kỳ may mắn nói không chừng còn có cơ duyên tìm được loại thuốc tốt gì đó nữa đấy không ngờ rằng anh không chỉ là hướng dẫn du lịch mà còn biết xem tướng nữa đó đường tuấn nghe vậy không khỏi cười khẽ nhưng mà anh thật sự không quan tâm đến nó có điều đúng là đường Tuấn hơi động lòng, nơi hướng dẫn viên du lịch chỉ cách chùa bái đính không xa, dù gì cũng cùng đường. Tỉnh Tây Ninh nhiều rừng già núi hiểm đến vậy, lúc này đường Tuấn mới đến, cũng không có nhiều thời gian trì hoãn. Suy nghĩ một chút, đường Tuấn lập tức đồng ý. chương 828 một lòng hăng hái cũng chẳng dùng được. Hướng dẫn viên du lịch nhìn thấy đường Tuấn tiện tay lấy ra một sấp tiền, rồi nhìn vào trong ba lô của anh, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Đây chính là cậu ấm giàu đến chảy mỡ, nếu biết sớm thì anh ta đã báo giá cao ngất. Có điều không sao, trên đường vẫn có nhiều cơ hội làm thịt anh. Sau đó hướng dẫn viên du lịch tự giới thiệu một chút, Đường Tuấn mới biết được rằng anh ta tên Đinh Thiếu Trung. Đinh Thiếu Trung dắt Đường Tuấn lên một chiếc xe buýt, trên xe buýt ngồi đầy người, phần lớn là nam nữ thanh niên nóng lòng muốn thử sức, trên mặt ai cũng đều mang theo tò mò và hưng phấn nơi được bao phủ bởi núi lớn rừng già như ở đây chính là điểm đến của những nam nữ thanh niên thích tìm kích thích mà ngoại trừ mười mấy khách du lịch ra còn có năm sáu người vệ sĩ có dáng vóc to lớn bọn họ khoanh tay trước ngực ngồi ở phía dưới đuôi xe khuôn mặt dữ tợn trên mặt hiện ra vẻ tàn bạo trông không giống vệ sĩ ngược lại giống đám côn đồ ngoài xã hội khi đường tuấn bước lên bọn họ chỉ lạnh lùng liếc anh một cái nhưng cũng không nhìn quá nhiều trên xe chỉ còn một chỗ trống cuối cùng Đường Tuấn không được lựa chọn, chỉ có thể ngồi xuống. Ngồi bên cạnh hắn chính là chàng trai tầm khoảng 23, 24 tuổi, trên mặt chưa hết vẻ trẻ con, còn mang theo sự hưng phấn nồng đậm. Thấy Đường Tuấn ngồi xuống đã chủ động giới thiệu nói: "Chào anh, tôi tên Ngô Hoàng Phi." Hai người bắt tay nhau, xem như làm quen. Ngô Hoàng Phi là một cậu nhóc rất dễ gần, rất thích trò chuyện. Theo như lời anh ta nói, anh ta vừa mới tốt nghiệp đại học vào tháng 7 năm nay làm việc trong một công ty vài tháng, vì không quen nhìn thấy cấp trên chọc ghẹo đồng nghiệp nữ, nên đã đánh cấp trên một trận, cuối cùng chủ động từ chức. Lần này thừa dịp trước năm mới nên ra ngoài giải khuây. Không ngờ rằng anh còn lòng hăng hái như vậy đó. Đường Tuấn cười nói. Ngô Hoàng Phi cười xấu hổ, chợt thở dài, nói, một lòng hăng hái cũng chẳng dùng được. Người ta bảo tôi cút đi, tôi cũng không thể không cút được. Đường Tuấn không bày tỏ ý kiến. Trong một vài công ty lớn nếu như không có thế lực không có chỗ dựa, thì những cậu nhóc hay gặp chuyện bất bình như Ngô Hoàng Phi đúng là không thể sống được. Suốt đường đi đều là Ngô Hoàng Phi nói chuyện, Đường Tuấn mới biết được anh ta đến từ Hà Nam. Tuy rằng cậu nhóc này hay gặp chuyện bất bình, nhưng lại rất giỏi giao tiếp, mười mấy người trên chiếc xe này hầu như anh ta đều quen hết. Nhờ ơn anh ta, Đường Tuấn cũng đã có thêm chút hiểu biết về những người này. Ngô Hoàng Phi dùng khuỷu tay chọc Đường Tuấn, hất cầm về phía trước, nhỏ giọng nói, người kia tên là Trương Văn Minh, nghe nói là cậu ấm ở tỉnh Tây Ninh này, có quen biết với hướng dẫn viên du lịch Đinh Thiếu Trung. Cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ta tên là Trần Lệ Lệ, tên Trương Văn Minh kia vì cô ta mới hạ mình ngồi trên loại xe buýt này. Ngoại trừ những tên vệ sĩ mặt mũi đầy dữ tợn này ra, thì hai người bọn họ cũng là người không thể chọc vào. Anh ta nhìn sang đường Tuấn. Khẽ nhíu mày nói, nhìn tay chân khẳng khiu của anh mà cũng dám một mình thám hiểm núi sâu rừng già, thật không biết anh nghĩ thế nào nữa. Chờ lát nữa xuống xe, anh cứ đi theo bên cạnh tôi, nói thế nào tôi cũng đã luyện karate, đi theo tôi sẽ an toàn hơn chút. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, cũng không giải thích nhiều. Lúc này anh đang mặc bộ đồ thể thao, dáng người hơi gầy, không cần so sánh với đám, vệ sĩ, giữ tợn phía sau xe, mà đến đầu của Ngô Hoàng Phi cũng trông cường tráng hơn cả anh rồi. Có tên Ngô Hoàng Phi thích làm nhảm, cả đoạn đường Đường Tuấn không được yên tĩnh, nửa ngày sau, xe buýt đã dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Theo như lời của hướng dẫn viên du lịch Đinh Thiếu Trung, thị trấn nhỏ này là nơi tiếp viện cuối cùng ở ngoài khu rừng này rồi, kế tiếp chỉ có thể đi bộ. chương 829, một đám nhà quê, không có tiền còn đòi đi du lịch. Đinh Thiếu Trung nhanh chóng đứng dậy, nói các vị, quán ăn này đã tiện nghi nhất trong trấn này rồi, ông chủ là người quen của tôi, cho nên mới có cái giá đặc biệt như này. Nếu như là những người khác đến đây, nhất định sẽ không dừng ở giá này đâu. Nếu các vị không ăn thì chỉ có thể ăn bánh quy và nước lọc, đến khi vào trong rừng già gặp phải nguy hiểm gì, chạy không nổi cũng đừng nói tôi không nhắc các vị trước. Mấy tên vệ sĩ nghe Đinh Thiếu Trung nói chuyện thì lập tức đứng dậy theo, mấy đôi mắt hổ trợn lên oán giận nhìn đoàn người, làm cho bọn họ im lặng ngay lập tức. Mẹ nó, thì ra tên họ Đinh này cũng không phải loại người tốt, vậy mà lại đưa chúng ta tới cái hắc điếm này. Ngô Hoàng Phi nhỏ giọng mắng một câu, nhưng không dám nói lớn tiếng. Tuy rằng anh ta tự cho là bản lĩnh không tệ, nhưng khi đối mặt với những tên vệ sĩ hung hãn kia, anh ta cũng trột dạ, đặc biệt là vào nơi như núi sâu rừng già thế này, nằm trên địa bàn đối phương, đối phương muốn chỉnh anh ta thì đúng là dễ như trở bàn tay. Một đám nhà quê, không có tiền còn đòi đi du lịch. Trương Văn Minh ngồi ở bàn chính cười khẩy nói. Cô gái tên Trần Lệ Lệ ngồi ở bên cạnh anh ta, đội mũ lưới chai, che lại hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra được là gái sinh thuộc hàng hoa khôi trường học. Vì Trương Văn Minh muốn thể hiện trước mặt Trần Lệ Lệ, cho nên đưa thực đơn ra, nói, hôm nay tôi mời cơm, đừng dành với tôi, đừng làm cho ông đây mất tâm trạng ăn cơm. Trên mặt đinh thiếu trung lóe lên vui mừng, lớn tiếng nói với mọi người, cậu Trương đã lên tiếng, mọi người còn không nhanh cảm ơn cậu Trương đi. Cảm ơn cậu Trương, tuy rằng mọi người có hơi khó chịu với lời của Trương Văn Minh, nhưng dù sao có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, tất cả mọi người vẫn cười nói cảm ơn với trương văn minh biểu cảm trên mặt đường tuấn vẫn rất bình tĩnh với thân phận của anh lúc này nếu phân cao thấp với trương văn minh chỉ làm hạ thấp thân phận có điều vẻ mặt ngô hoàng phi có hơi khó chịu hiển nhiên là không thích kiểu thể hiện như trương văn minh nhỏ giọng nói mẹ kiếp có tiền ghê gớm lắm à anh ta nói câu này rất nhỏ nhưng mà đinh thiếu trung vẫn nghe thấy lập tức sầm mặt xuống anh thì là cái thá gì chứ ông đây mời anh ăn cơm anh còn dám nói lung tung. Đáng chết. Đột nhiên anh ta đập mạnh bàn, hùng hổ đi về phía bàn của Đường Tuấn, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Ngô Hoàng phi. Nếu là bình thường Trương Văn Minh nhất định sẽ không nổi giận vì chút chuyện nhỏ này, nhưng lúc này có người đẹp ở bên, làm sao anh ta có thể vứt bỏ mặt mũi để người khác khiêu khích mình chứ? Đinh Thiếu Trung cũng biến sắc, nhanh chóng giữ chặt Trương Văn Minh, quát Ngô Hoàng phi, Hoàng phi, còn không nhanh xin lỗi cậu Trương đi. Ngô Hoàng phi ngẩn ra, tuy rằng không muốn đắc tội Trương Văn Minh, nhưng lúc này đối phương đã leo lên đầu anh ta rồi, làm sao anh ta có thể nhịn được, lập tức đứng dậy, nhìn Trương Văn Minh, nói, nói cái rắm Ông đây có tiền, bữa cơm này không cần người khác bố thí, không cần tên họ Trương này đến thương hại. Được, 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 Trương Văn Minh giận đến bật cười, châm chọc nói, không ngờ rằng anh rất kiêu ngạo. Ngô Hoàng Phi đứng dậy cao hơn 1m8, còn cao hơn Trương Văn Minh nửa cái đầu, cơ thể cường tráng mạnh mẽ, tạo cho người ta một áp lực vô hình. Lúc này Trương Văn Minh đã thấy hơi hối hận, nếu không phải vì muốn làm anh hùng trước mặt Trần Lệ Lệ, không dẫn theo vệ sĩ bên cạnh, thì hôm nay nhất định anh ta sẽ xử đẹp Ngô Hoàng Phi. Nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn có cách làm Ngô Hoàng Phi cúi đầu như trước, anh ta nhìn về phía Đinh Thiếu Trung, nói, ha ha, hướng dẫn viên Đinh, anh cảm thấy chuyện này nên làm sao đây? Mồ hôi hột ứa ra như tắm trên trán Đinh Thiếu Trung, nhìn vẻ mặt cười như không cười của là biết nếu hôm nay anh ta giải quyết không tốt chuyện này, e là sau khi ra khỏi đây, anh ta sẽ bị cậu cả trương ghim thù. Vẻ mặt anh ta sầm xuống, cắn răng, rồi quát ngô Hoàng Phi lần nữa, Hoàng Phi, lập tức xin lỗi cậu trương. Nếu không anh tự đi vào trong cánh rừng già này một mình đi. Đinh Thiếu Trung, ông đây đã trả tiền rồi, ngô Hoàng Phi nổi giận nói. Trương 830, mạng của cậu lớn thật đấy trương văn minh khoanh tay cười lạnh lùng dáng vẻ như chắc chắn sơi tái được ngô hoàng phi rồi còn vẻ mặt của đinh thiếu trung thì đầy sự khinh thường một tên nghèo mặt đến đây du lịch lại dám khiêu chiến với trương văn minh đúng là tự tìm đường chết trần lệ lệ đội mũ lưỡi trai chưa từng xoay đầu lại có vẻ như những người giống ngô hoàng phi không xứng để cô ta phải liếc mắt nhìn dù chỉ một lần về phần mấy người lúc nãy ngồi ăn cơm cùng một bàn với ngô hoàng phi ngoại trừ đường tuấn những người khác đều đã đứng dậy tránh sang một bên từ lâu. Không ai muốn vì một gã ngô hoàng phi không tên không tuổi mà làm mất lòng cậu cả của vùng này như Trương Văn Minh. Trên trán ngô hoàng phi nổi lên gân xanh, lúc này anh ta mới phần nào hiểu được ao nước trong xã hội này sâu hơn trong tưởng tượng của anh ta rất nhiều, chẳng hề tốt đẹp như trong tháp ngà hay sách vở. Dù rất tức giận nhưng anh ta lại không thể làm gì được. Đúng lúc này, có hai chiếc hammer Việt giã bất ngờ dừng trước cửa quán cơm vài nam nữ thanh niên bước từ trên xe xuống, người dẫn đầu trong đám người đó là một thanh niên 27 tuổi. Khi nhìn thấy Trương Văn Minh, anh ta la to, Trương Văn Minh, cậu đang làm gì trong đó đấy? Đinh Thiếu Trung vốn tưởng rằng Trương Văn Minh sẽ rất tức giận khi bị người khác gọi thẳng tên họ. Nào ngờ sau khi Trương Văn Minh nhìn rõ được người đang đi tới, khuôn mặt vốn đang cười lạnh lùng bất ngờ chuyển thành tươi cười, vừa nịnh hót đi lại đón bọn họ vừa hỏi, cậu hư, sao cậu lại đến đây? Cậu Hư, sắc mặt của Đinh Thiếu Trung thay đổi, anh ta nói nhỏ, chẳng lẽ là người nhà họ Hư? Một số du khách cảm thấy khó hiểu nên hỏi, hướng dẫn viên Đinh, nhà họ Hư là ai vậy? Ngay cả cậu Trương cũng phải đón tiếp anh ta cẩn thận. Đinh Thiếu Trung nhỏ giọng giải thích, các người là người ở bên ngoài nên không biết rõ. Nhà họ Hư chính là gia tộc số 1 ở tỉnh Tây Ninh này, nắm trong tay khối tài sản mấy trăm tỷ, mối quan hệ trải rộng ở nhiều ngành nghề. Cậu Trương của nhà họ Trương cũng có khối tài sản gần 35 tỷ, nhưng rất nhiều chuyện làm ăn kinh doanh của nhà họ có liên quan đến nhà họ Hư. Có thể nói nhà là họ Hư đã giúp cho nhà họ Trương có được thành công. Đinh Thiếu Trung cao mày, nói chỉ là tôi không biết người này có phải cậu cả nhà họ Hư kia không? Gần đây xảy ra chuyện gì vậy ta? Sao có nhiều cậu ấm đi vào trong rừng sâu núi thảm thế nhỉ? Lúc này, ngay cả Trần Lệ Lệ vốn luôn bình tĩnh thong dong cũng đứng dậy nhìn về phía mấy người bên ngoài. Đinh Thiếu Trung nhìn Ngô Hoàng Phi và Đường Tuấn rồi nói với giọng lạnh lùng, "Mạng của cậu lớn thật đấy." Đường Tuấn cũng nhìn lại, trừ Trương Văn Minh ra thì những người ngoài đó đều là cao thủ nội công. Đặc biệt là hai người đi đầu, họ vậy mà lại là hai vị cao thủ tông sư cảnh giới chân khí sơ kỳ. Trong hai người đó có một người khuôn mặt điển trai, mang lại cho người khác cảm giác giống như ánh mặt trời rực rỡ, cũng chính là người được Trương Văn Minh gọi là cậu hư. Người còn lại có vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Sắc mặt trắng bệch giống như bị ngâm lâu trong nước. Đối với hai người này, Đường Tuấn chỉ hờ hững nhìn lướt qua một lần. Tầm mắt của anh dừng trên người đàn ông có sắc mặt tái nhợt ở phía sau. Người đàn ông trung niên đó giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá, luôn theo sát bước chân anh ta. Hai mắt của người đàn ông trung niên vô hồn, trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhưng cơ bắp trên người lại giống như được đúc ra từ sắt thép, trông tràn đầy sức mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền Chương 831, đúng là có chút kỳ lạ. Việt Nam có hàng ngàn truyền thống dân tộc, tuy võ thuật suy tàn nhưng vẫn còn rất nhiều truyền thống cổ xưa được truyền lại cho đời sau, mà nhà họ Ngôn ở Tây Nguyên là một nhánh cực kỳ đặc biệt trong số đó. Nghe nói nhà họ Ngôn ở Tây Nguyên chuyên đi thu thập đủ loại xác chết, sau đó họ sử dụng rất nhiều vật liệu quý hiếm và chân khí của bản thân để nuôi dưỡng xác chết. Họ điều khiển xác chết chiến đấu cho bản thân và đi thăm dò một số nơi nguy hiểm nhờ vào quá trình nuôi dưỡng này mà xác chết có sức mạnh vượt trội hơn hẳn lúc còn sống gấp nhiều lần. Con cháu nhà họ ngôn cũng bởi vì phương pháp này mà tốn hơn nửa cái mạng. Bảy tám phần sức mạnh của người nhà họ ngôn đều dồn vào việc tu bổ sinh mệnh trên người xác chết. Ngay cả nhà họ từ và nhà họ ngôn cũng đến đây. Chẳng lẽ ở gần đây có linh dược nào đó chưa sinh ra? Đường Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới những tin đồn mà mình đã nghe được trước đó. Lúc này, Trương Văn Minh đã dẫn nhóm nam nữ thanh niên đi đến. Anh ta trương ra vẻ mặt kiêu ngạo và nói với Đinh Thiếu Trung, đây là cậu chủ của nhà họ Hư, Hư Tĩnh Văn. Còn đây là cậu Ngôn, tên là Ngôn Hòa Minh. Lần này bọn họ cũng đến đây du lịch, ngày mai họ sẽ đi chung với chúng ta. Đinh Thiếu Trung làm sao dám từ chối, vội vàng đồng ý. Lúc này đây, Trương Văn Minh bận nịnh bở hư tĩnh văn, tiếp tục không thèm để ý tới Ngô Hoàng Phi. Còn về phần đường Tuấn, anh ngồi từ đầu buổi tới cuối buổi chẳng nói lời nào nên bị bọn họ trực tiếp bỏ qua. Sau khi ăn bữa cơm đơn giản xong, tối đó họ nghỉ ngơi trong thị trấn. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, một đoàn người đi chậm chậm về phía khu rừng già trong núi sâu cách thị trấn vài cây em. Đường Tuấn và Ngô Hoàng Phi đi ở phía cuối đoàn người. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Ngô Hoàng Phi không có ấn tượng tốt đối với cậu hư và cậu ngôn gì đó. Đường Tuấn tôi vẫn cảm thấy có chút là lạ. Nhóm cậu ấm nhà giàu này đi du lịch chỉ cần thuê một vài vệ sĩ là được, đâu cần phải đi chung với chúng ta. Ngô Hoàng Phi nói nhỏ. Đường Tuấn nói, đúng là có chút kỳ lạ. Đường Tuấn vừa trò chuyện với Ngô Hoàng Phi vừa chú ý đến đám người đang đi ở tuốt đằng trước. Tuy Đường Tuấn cách bọn họ tầm 20 mét nhưng từng câu nói của đối phương lại truyền vào tai Đường Tuấn rất rõ ràng. Cậu hư, cậu ngôn, hai cậu đi du lịch sao lại dẫn theo đám người vướng víu này? không được tích sự gì. Trương Văn Minh nhìn lướt qua nhóm người đằng sau với vẻ khinh thường, nhẹ giọng nói. Hình như tâm trạng của Hư Tĩnh Văn đang khá tốt, cánh tay đang ôm Trần Lệ Lệ làm một số động tác nhỏ trên cơ thể duyên dáng của cô ta. Anh ta giải thích, ha ha, vướng víu cũng có tác dụng của vướng víu. Không phải chuyện cậu em môn am hiểu nhất chính là xử lý mấy chuyện vướng víu như này à. Ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy Hư Tĩnh Văn, Trần Lệ Lệ đã chủ động quyến rũ anh ta thậm chí còn gõ cửa phòng anh ta vào lúc nửa đêm. Đối với loại chuyện này, Hư Tĩnh Văn chẳng từ chối ai cả, cho nên mới có cảnh này trước mắt. Về phần Trương Văn Minh nghĩ gì, Hư Tĩnh Văn vốn chẳng quan tâm. Với địa vị của Hư Tĩnh Văn ở nhà họ Hư, dù có yêu cầu vợ của Trương Văn Minh ngủ với anh ta một đêm thì nhà họ Trương cũng chẳng dám phun ra nửa chữ không. Ngôn Hòa Minh nói năng thận trọng, chỉ cần nở một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt tái nhợt đã làm người khác cực kỳ sợ hãi rồi. Trương Văn Minh thấy cảnh đó đã dùng mình không lý do, anh ta cố cách xa Ngôn Hòa Minh thêm một chút. Chương 832, ông đây sẽ không chết ở chỗ này đâu. Ngôn Hòa Minh nói, đồng ý. Trong đôi mắt như người chết của anh ta hiện lên vẻ khát khao hiếm thấy. 300 năm mới xuất hiện một đạo thể, nếu nhà họ Ngôn có thể lấy đạo thể đi nuôi dưỡng xác chết, nhất định sẽ nổi tiếng khắp Việt Nam. Đến lúc đó, nhà họ Ngôn cũng có được một pho tượng bất khả chiến bại đường tuấn nghe đến đây sát khí mạnh mẽ xẹt qua trong đôi mắt anh không ngờ hư tĩnh văn lại là con trai của hư thiên quang mà nhà họ hư còn đang muốn bắt tay với nhà họ ngôn ở tây nguyên để ra tay với anh tôi muốn nhìn xem là dạng linh dược gì mà làm cho hai gia tộc nổi tiếng trong giới võ thuật phải chú ý biết đâu nó có thể chữa khỏi vết thương của tôi trong lòng đường tuấn khẽ nhúc nhích tạm thời không ra tay cậu hư cậu ngôn đi tiếp về phía trước chính là thung lũng đầm lầm nguy hiểm của khu rừng già này, không thể đi sâu hơn nữa. Đinh Thiếu Trung thấy hư tĩnh văn và đám người ngôn hòa minh chạy càng lúc càng nhanh, thậm chí không hề giảm tốc độ nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này bọn họ đã đi ba bốn cây em, đã đi sâu vào bên trong rừng già, có thể cảm nhận được mùi khí độc mỏng manh trong không khí, làm cho người ta khi hít thở sẽ cảm thấy không thoải mái. Mà thung lũng đầm lầm ở đằng trước chính là một địa điểm nguy hiểm thực thụ, người bình thường rất dễ chết ở trong đó đinh thiếu trung tuy có tham tiền nhưng không hề muốn chết ở một nơi quỷ quái như thế này hư tĩnh văn hừ lạnh một tiếng nói mục đích của chúng ta chính là thung lũng đầm lầm sao có thể dừng lại được cậu cứ tiếp tục nói mấy lời thừa thãi coi chừng tôi đánh gãy hai chân của cậu cho cậu vĩnh viễn ở lại đây luôn đấy trương văn minh cũng có cảm giác lo lắng giống vậy nhưng nghe nói thế thì không dám nhiều lời về phần những người khác Tuy rằng bây giờ trong lòng có hối hận, nhưng mấy người đi theo kề cạnh ngư tĩnh văn vừa nhìn đã biết là vệ sĩ có thân thủ bất phàm, cho nên bọn họ chỉ có thể yên lặng theo. Trái lại, vẻ mặt như người chết của ngôn hòa minh lại xuất hiện một chút mềm mỏng. Anh ta lấy ra hơn 10 viên thuốc rông giống nhau đưa cho Đinh Thiếu Trung rồi nói, đây là viên thuốc tránh độc được nhà họ ngôn tôi đặc biệt làm ra. Nó có thể ngăn chặn khí độc xâm nhập vào cơ thể. Cậu cầm lấy đưa cho bọn họ uống đi. Lúc này, đinh thiếu trung nở một nụ trông hơi khó coi cầm lấy viên thuốc tránh độc rồi phân phát cho từng người trong đội ngũ đường tuấn và ngô hoàng phi cũng được chia cho một viên ha ha đợi chút nữa ra ngoài cậu cố chịu đựng nhé nếu tôi là cậu tôi thả chết quách ở chỗ này cho rồi đinh thiếu trung nói với ngô hoàng phi bằng chất giọng là lạ sau đó chạy hùng hục tới đội ngũ đằng trước để nịnh bợ ba vị cậu ấm chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng Ngô Hoàng Phi nhìn theo bóng dáng của Đinh Thiếu Trung rồi mắng một câu, ông đây sẽ không chết ở chỗ này đâu. Nói xong, anh ta định uống viên thuốc tránh độc trong tay thì bị Đường Tuấn cầm tay ngăn lại. "Sao vậy anh Đường, anh cũng mau uống đi. Tôi nghe người ta nói khí độc trong núi sâu rừng già này có thể lấy mạng người một cách im hơi lặng tiếng đấy." Ngô Hoàng Phi nói khẽ, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chương 833, tôi không cần. Trong mắt anh xuất hiện một chút lạnh lẽo nhìn dáng vẻ thuần thục của ngôn hòa minh, anh có thể khẳng định đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm ra loại chuyện này. Lấy người sống để dưỡng thi khí, sau đó lại dùng thi khí cung cấp ngược lại cho cái xác chết trong tay anh ta. Loại thủ đoạn này thực sự độc ác vô cùng, thật đáng chết. Con người của ngô hoàng phi co lại, nói sao thế được. Đây không phải là thuốc tránh độc hả, sao lại trở thành thuốc nuôi xác chết rồi, anh có nhìn lầm không đó. Đường Tuấn nói, cậu nhìn nè, Đường Tuấn nghiền nát viên thuốc nuôi xác chết trong tay thành bột phấn, bỏ nó vào trong nước rồi nhỏ lên ngọn cỏ ven đường đi. Tốc độ héo rũ của ngọn cỏ nhỏ có thể quan sát được bằng mắt thường, từ lá xanh trở thành lá khô. A, à, Ngô Hoàng Phi chưa từng thấy chuyện nào vượt xa lẽ thường đến vậy, anh ta lập tức sợ hãi hét lên, may mà Đường Tuấn kịp thời che kín miệng anh ta lại. Anh Đường à, chúng ta nên làm gì bây giờ? Có cần vạch trần bọn họ không? Ngô Hoàng Phi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, trong lòng anh ta có hơi hoảng loạn khi nhìn thấy một đám người uống viên thuốc nuôi xác chết chẳng chút nghi ngờ đường tuấn lắc đầu nói tạm thời không cần anh lấy ra một viên thuốc và nói đây mới là viên thuốc tránh độc cậu uống nó vào trước đi vậy còn anh ngô hoàng phi thấy đường tuấn chỉ lấy ra một viên thuốc không nhịn được hỏi đường tuấn nói tôi không cần ngô hoàng phi còn định nói gì đó nhưng nghe được sự tự tin trong giọng nói của đường tuấn rồi nghĩ đến việc Đường Tuấn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được thuốc nuôi xác chết ngay, anh ta chỉ có thể uống viên thuốc ở trong tay. Anh đường của mình chắc không phải người tầm thường, vừa rồi mình còn không biết tự lượng sức mà nói sẽ bảo vệ anh ấy, bây giờ ngẫm lại, cảm thấy xấu hổ quá thể. Ngô Hoàng phi nhìn vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh của Đường Tuấn, trong lòng cũng sinh ra cảm xúc kỳ lạ. Hư Tĩnh Văn nhìn một đám người uống cái gọi là thuốc tránh độc vào, ngay cả Trần Lệ Lệ trên lòng anh ta cũng đã uống một viên. Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười lạnh. Anh ta biết rất rõ ngôn Hòa Minh dùng loại thủ đoạn gì. Có điều, mười mấy người bình thường này không đủ tư cách để cậu cả nhà họ hư lên tiếng nhắc nhở. Về phần Trần Lệ Lệ, cô ta chỉ là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, chết thì thôi. Đám người đinh thiếu chung còn chưa biết chuyện, sau khi uống viên thuốc nuôi xác chết, họ cảm thấy tinh thần của mình dao động, còn chủ động cảm ơn ngôn Hòa Minh. Nửa tiếng sau, mọi người cuối cùng cũng đến thung lũng đầm lầy mà đinh thiếu trung nói tới thung lũng đầm lầy này có địa hình kỳ lạ ba mặt bị núi bao bọc chỉ có một lối ra duy nhất nơi trung tâm nhất trong thung lũng là một đầm lầy đầy sương mù bao phủ đám sương mù kia có màu xám nhạt giống như bị thứ gì đó lẫn vào nhiệt độ nóng rực từ trong sương mù tràn ra bên ngoài bên ngoài thung lũng là mùa đông lạnh giá nhưng khi bước chân vào trong thung lũng thì lại giống như biến thành mùa hè nóng bức khiến người ta ướt đẫm mồ hôi màn xương màu xám nhạt bao trùm toàn bộ khung cảnh bên trong thung lũng đầm lầy, thỉnh thoảng có một tia sáng đỏ lóe lên trong màn xương làm cho người ta không thể nhìn ra trong đó đang che giấu thứ gì. chương 834 sao tôi chưa từng nghe nói qua. Đôi mắt hư tính văn híp mắt, tát một phát vào má của Trương Văn Minh rồi nói với giọng lạnh lẽo, muốn chết thì tự đi mà tìm. Tôi đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của linh quả ra đời lần này đối với các gia tộc võ thuật, không ngờ nhà họ tôn ở Bắc Ninh, Phái thần châm và chùa bái đính cũng tới. Đôi mắt như hồ ly của Trần Lệ Lệ lóe lên, cơ thể yếu ớt không xương dựa vào người Hư Tĩnh Văn, nói cậu hư, bọn họ là ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói qua? Hư Tĩnh Văn nhéo cái mông vỉnh của Trần Lệ Lệ một cách thô bạo, như thể muốn phát tiết cảm giác khó chịu trong lòng. Anh ta híp mắt, đôi mắt đảo qua từng đoàn người rồi giới thiệu, đó chính là nhà họ Tôn, một gia tộc võ thuật ở Bắc Ninh. Xét về lai lịch và truyền thừa, Nhà họ Tôn không hề thua kém nhà họ hư chúng tôi. Trong đoàn người nhà họ Tôn, người dẫn đầu là gia chủ nhà họ Tôn, Tôn Vận Kỳ và con của ông ta, Tôn Gia Minh. Võ công của Tôn Vận Kỳ là mạnh nhất hiện nay, ngoại trừ đạo thể, người có cùng cảnh giới với ông ta rất hiếm. Chỉ sợ không ai là đối thủ của Tôn Vận Kỳ, nếu cha tôi dùng hết thực lực, có lẽ còn đọ sức được một hai. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Trần Lệ Lệ đã há hốc từ lâu, gần như không nói nên lời cô ta vốn nghĩ xuất thân của hư tĩnh văn đã đủ dọa người không ngờ nhà họ tôn còn mạnh hơn nhà họ hư ba phần cô ta nhìn về phía trước nói vậy bảy tám vị hòa thượng kia là ai mặt mũi bọn họ trông hiền lành chắc không phải kẻ ác đâu ha hư tĩnh văn cười lạnh nói bọn họ là hòa thượng của chùa bái đính tuy họ ăn chay niệm phật nhưng cũng có giết người nếu tôi đoán không sai thì vị hòa thượng có khuôn mặt tiều tụy dẫn đầu nhóm đó chính là người đứng đầu giới luật đường của chùa bái đính hòa thượng phù hưng. Có lời đồn ông ta đã tu luyện phù đồ luyện thể quyết, pháp môn rèn luyện cơ thể thứ hai của chùa bái đính đến cảnh giới chưa từng có. Một thân công phu khổ luyện đó gần như có thể sánh ngang cao thủ của cảnh giới thần hải. Thời đại bây giờ, e là chỉ có cơ thể của đạo thể mới so được với ông ta. Trần Lệ Lệ phun ra cái lưỡi hồng gợi cảm, cô ta nhìn về một đám thiếu nữ trẻ tuổi ở phía đội ngũ cuối cùng rồi nhịn không được bật cười, hòa thượng tới cũng thôi đi, không ngờ ngay cả mấy đứa con gái tay trói gà không chặt cũng đến. Cậu Hư, lai lịch của những cô gái này chắc không quá mức dọa người nhỉ. Hư tĩnh văn thay đổi sắc mặt, gật đầu nói, nếu nói trong ba đoàn người, đoàn người không nên chiêu chọc nhất chính là các cô gái đó. Có thể võ thuật của các cô gái đó yếu hơn hai nhóm người kia, nhưng họ lại đến từ phái thần châm một nhánh y học cổ truyền từ xa xưa. Dù là giới võ thuật hay là người bình thường ở tại Việt Nam, không biết bao nhiêu người đã nhận sự giúp đỡ của họ, có thể nói là nhất hô bá ứng. Cô gái trẻ tuổi đeo mạng che mặt đằng trước chắc là người thừa kế hiện tại của phái Thần Châm Cô Cơ. Hư Tĩnh Văn nói tới đây thì trong lòng chợt trùng xuống. Anh ta vốn nghĩ liên hợp với nhà họ Ngô đã tạo thành đội ngũ đủ mạnh để nắm lấy cơ hội đoạt linh dược, đâu ngờ rằng đội hình ba gia tộc đó không kém hơn đội hình bọn họ chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Dù sao phía nhà họ Tôn có Tôn Vận Kỳ, chùa Bái Đính có Hòa Thượng Phù Hưng, bọn họ gần như mạnh nhất trong những cao thủ ở cảnh giới tông sư. Lúc này, Đường Tuấn đang đứng ở phía sau đám người hư tĩnh văn. Nghe được hư tĩnh văn kể ra ba phe nhân mã thuộc như nắm trong lòng bàn tay, trên mặt anh xuất hiện một chút ngưng trọng, xem ra linh dược được sinh ra lần này chắc chắn không tầm thường. Nếu không đã chẳng có nhiều người đến đây tranh chấp đến cỡ này. Anh nhìn phái thần châm ở trong đám người, thấy được khuôn mặt của cơ thục quyên bị miếng vải mỏng che đi, khí tức trên người cô ta có chút lạnh lùng và trong trẻo tựa như tiên nữ ở trên cung trăng dáng trần, làm cho người ta sinh ra sự kinh sợ từ tận đáy lòng. Từ ngày đó, trong lúc đường Tuấn dùng ngũ long châm pháp đã vô tình làm thức tỉnh thanh loan chi thể của cơ thục quyên, cô ta lập tức bước vào cảnh giới tông sư. Trong vòng chưa đầy hai tháng, khí tức của cô ta ngày càng lớn mạnh, thậm chí đã đạt tới tầng cảnh giới chân khí trung kỳ và được coi là một cao thủ của thế hệ trẻ. chương 835, làm sao bây giờ? giọng nói phát ra từ trong đội ngũ của nhà họ Tôn. Người nói chính là người đã từng đánh nhau với Đường Tuấn, ông cả nhà họ Tôn. Ông ta và ông hai nhà họ Tôn giống nhau, đều là những người theo đi theo bên cạnh bảo vệ Tôn Vận Kỳ từ lâu. Sắc mặt của hư tính văn khó chịu, lạnh lùng nói, ông cả nhà họ Tôn, nếu ông có bản lĩnh thật sự thì hãy đến trước mặt cha tôi nói lại những lời đó một lần nữa, hoặc là đi tìm đạo thể, cần gì nói mấy lời châm trọng ở trong đây chứ. Ông cả nhà họ Tôn nghe vậy thì cười khẩy rồi nói, "Ha ha. Đạo thể thôi mà, cũng đâu phải bất khả chiến bại. Chờ tôi lấy được linh quả, nhà họ Tôn tôi sẽ bắt đạo thể cho người trong thiên hạ nhìn xem." Khi giọng ông ta vừa dứt, sương mù màu xám nhạt vốn đang bao phủ đầm lầy bỗng nhiên bắt đầu di chuyển, chúng cùng đi về chỗ chính giữa, giống như ở đó có một cái miệng lớn đang hút lấy đám sương mù. Linh quả sắp ra đời. A Di Đà Phật. Hòa thượng phù hưng nhỏ giọng niệm một câu Phật hiệu, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng. Khí tức trên người tôn vận kỳ sông thẳng lên trời, dâu tóc dựng đứng lên hết, giống như chiến thần tái sinh. Một bà lão lưng còng vốn đang đứng bên cạnh bảo vệ cơ thục quyên bất ngờ đứng thẳng người dậy, trong đôi mắt gà nua đục ngầu phóng ra tinh quang, một thân khí tức cường đại không hề thua kém tôn vận kỳ và hòa thượng phù hưng. Nhị trưởng lão của phái thần châm, khúc tường vi, hư tĩnh văn hét toáng lên thằng quỷ nhỏ của nhà họ hư cũng có chút kiến thức đấy. Nếu là hư thiên quang thì còn có tư cách đáng ngang hàng với tôi một lần. Cậu và thằng quỷ nhỏ không chết xác chết nhà họ ngôn hãy cút ra khỏi chỗ này. Nếu không, đợt chút tôi nữa ra tay, chết thì đừng có trách. Lông mày bạc trắng của khúc tường vi khẽ nhếch lên, trong giọng nói của bà ta có sát khí lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt của hư tĩnh văn lộ ra vẻ kinh hãi. Trước khi khúc tường vi trở thành trưởng lão của phái thần châm, Tiếng tăm của bà ta trong giới võ thuật đã rất vang dội, không biết bao nhiêu nam giới tập võ bị bà ta đánh từ tàn phế cho đến chết. Bà ta được mọi người coi là nữ la sát, tuy rằng 10 năm trước Khúc Tường Vi đã đi vào phái Thần Châm làm nhị trưởng lão, được phái Thần Châm che chở, hiếm khi phải ra tay, nhưng tên tuổi của bà ta vẫn đáng sợ như cũ. "Làm sao bây giờ?" Hư Tĩnh Văn nhỏ giọng hỏi Ngôn Hòa Minh. Đôi môi mỏng của Ngôn Hòa Minh phun ra một chữ, "Giết." hai bàn tay của anh ta chuyển động như ảo ảnh, mười ngón tay co lại, trông như một đóa hoa chết chóc đang nở rộ. Đi! Ngôn Hòa Minh lại quát lên thật khẽ. Giọng nói của anh ta vừa dứt, đám người phía sau lưng đã sớm bị dỏa cho ngây người bỗng nhiên bắt đầu run dày cơ thể. Từng sợi thi khí chui ra từ đỉnh đầu của bọn họ. Mặc dù mới chỉ ẩn dưỡng chưa tới một tiếng, nhưng thi khí này đã lớn mạnh hơn gấp hai lần. Điều này cho thấy viên thuốc tránh độc trong tay ngôn hòa minh tàn nhẫn đến độ nào theo từng luồng thi khí chui ra ngoài, khuôn mặt của Đinh Thiếu Trung, Trương Văn Minh, Trần Lệ Lệ và những người khác lập tức mất đi huyết sắc giống như đang bị ốm nặng, hai chân mềm nhũn ngồi thẳng xuống đất, một số người có thể chất yếu hơn thậm chí còn ngất xỉu. Vừa rồi ngôn hòa minh ra tay rút thi khí ra, cũng đồng nghĩa với việc rút tinh hoa trong mạng sống của bọn họ, tương đương với việc đột nhiên mất đi 3 bốn năm tuổi thọ. Audio điện tử võ tấn bền chương 836, cậu ta là đạo thể. Ngô Hoàng Phi chỉ là một thanh niên nhiệt huyết, chưa từng thấy qua chuyện nào quỷ dị đến như vậy, cả người nhanh chóng lùi lại mấy bước, không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là thuốc nuôi dưỡng xác chết mà cũng dám múa dìu qua mắt thợ. Đường Tuấn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngôn hòa minh với sắc mặt lạnh như băng. Cậu là ai? Sao dám coi thường kỹ thuật nuôi dưỡng xác chết của nhà họ ngôn tôi? Sắc mặt của ngôn hòa minh hơi thay đổi, nhưng anh ta vẫn không để đường Tuấn vào trong mắt như cũ. Đường Tuấn, đúng lúc này, ông cả của nhóm người họ tôn nhìn thấy đường Tuấn bất ngờ la to. Ngôn Hòa Minh và Hư Tính Văn đồng thời thay đổi sắc mặt, la lên cậu ta là đạo thể. Một lời nói ra, toàn trường im phăng phắc. Cơ thục quyên đứng trong đám người của phái thần châm, đôi môi dưới khăn che mặt khẽ run, trong đôi mắt xuất hiện vẻ khó tin. Vẻ mặt hòa thượng phù hưng chùa bái đính nghiêm lại, khí tức trên người dao động giống như hồng trung đại lữ, khiến người ta cảm giác vị hòa thượng già này có thể tung ra một đòn cực mạnh bất cứ lúc nào. Đôi mắt của Tôn Vận Kỳ nheo lại, trong mắt có sát khí chuyển động. Ông ta đã biết về cái chết của ông ba từ miệng của Tôn Gia Minh. Trong lúc nhất thời, Đường Tuấn dường như trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, ai cũng muốn tranh giành anh. "Ha ha, là tôi." Đường Tuấn đứng với vẻ hiên ngang, cười nhếch mép và nói với Ngôn Hòa Minh, "Chẳng phải cậu muốn luyện tôi thành xác chết canh giữ cho nhà họ Ngôn à?" tôi ở ngay đây, nếu không ngại thì cậu có thể thử một lần. Ngôn Hòa Minh không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của nhà họ ngôn ở Tây Nguyên, mặc dù ra đầu anh ta tê dần vì câu nói này, anh ta trực tiếp ra tay chứ không hề nói lời vô nghĩa. Anh ta dồn sức đánh hơn mười mấy sợi thi khí giống như con rắn vào đỉnh đầu của người đàn ông trung niên phía sau lưng. Tay của anh ta làm dấu tay khống chế xác chết của nhà họ ngôn, hét lớn, đồng thể, giết cậu ta thì ra xác chết của người đàn ông trung niên này có tên là đồng thể. Khi hơn 10 sợi thi khí mới mẻ đánh vào cơ thể của đồng thể, đôi mắt vô hồn của đồng thể chợt lóe lên. Người của ông ta đúng như tên, trên người của ông ta phát ra tiếng vang trầm đục giống như tiếng công cụ bằng đồng va chạm vào nhau. Đồng thể bất ngờ tiến lên phía trước một bước, cơ thể cao gần 2 mét tạo thành một cái bóng lớn trước mặt đường tuấn. Ông ta tung ra một cú đấm giống như một người khổng lồ đang phá hủy ngọn núi, nó mang theo sức mạnh không gì địch nổi hướng về phía Đường Tuấn. Dù lá gan của Ngô Hoàng Phi có lớn cũng bị cảnh này dọa cho ngã nhào xuống đất. Anh ta ngửa đầu nhìn nấm đấm trông như ngọn núi nhỏ, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ là một cái xác bằng đồng thôi mà. Đường Tuấn cười nhạt. Đường Tuấn vung hai tay lên, trong một khoảng thời gian rất ngắn, trước người anh xuất hiện 10 tấm lá chắn nguyên khí. Lá chắn nguyên khí vô hình nhưng hiệu quả, ngay lập tức, đồng thể như rơi vào giữa vũng bùn cơ thể bị kiềm hãm, động tác trở nên chậm chạp vài phần. Phá hủy, ngôn hòa minh và đồng thể có tâm linh tương thông nên anh ta lập tức cảm giác được đồng thể đang càng ngày càng khó khăn hơn. Hai con người của anh ta sáng ngời, chân khí rót vào trong cơ thể của đồng thể giống như không cần tiền vậy. chương 837, tự tìm đường chết. Xem ra kỹ thuật nuôi dưỡng xác chết và điều khiển xác chết của nhà họ ngôn ở Tây Nguyên thật sự có chút lề lối. Đường Tuấn thầm nghĩ ở trong lòng, Cơ thể vừa chuyển động đã lao vào đánh nhau với đồng thể. Sắc mặt của Hư Tĩnh Văn khẽ thay đổi, anh ta nhìn Ngôn Hòa Minh thật chăm chú, trong đôi mắt dường như có chút kiêng dè. Anh ta luôn nghĩ mình và Ngôn Hòa Minh người tám lạng kẻ nửa cân, không ngờ đối phương còn có con át chủ bài mạnh đến cỡ này. Lúc này, Ngôn Hòa Minh đã cảm nhận được khó khăn. Vị đồng thể này lúc còn sống đã là một cao thủ tông sư trong cảnh giới chân khí. Sau khi ông ta chết lại được nhà họ Ngôn bồi dưỡng gần 10 năm, sức mạnh của ông ta hầu như ngang ngửa với đại tông sư cảnh giới chân khí hậu kỳ. Sức chịu đựng của cơ thể ông ta chỉ kém cường giả đẳng cấp như hòa thượng phù hưng một nửa. Ba tháng trước, ngôn hòa minh còn ra lệnh cho vị đồng thể này là một người tập võ cảnh giới chân khí hậu kỳ bị thương nặng. Đây cũng là lý do anh ta dám đi chung với hư tĩnh văn đến thung lũng đầm lầy. Nhưng sức mạnh cường đại của đồng thể lại chẳng thể phát huy vào lúc này. Đứng trước đạo thể có sức mạnh quét ngang tất cả, những công phu khổ luyện đều trở thành đồ bỏ đi với lại dù sao anh ta cũng chỉ ở cảnh giới chân khí sơ kỳ tuy rằng chân khí của anh ta có mạnh hơn người tập võ cùng cảnh giới vài phần nhưng vẫn không thể so được với đường tuấn ngôn hòa minh tôi và cậu hợp tác lại tiêu diệt đạo thể để báo thù cho cha tôi hư tĩnh văn khẽ quát một tiếng cơ thể vừa chuyển động đã tới giữa sân anh ta định hợp lực với đồng thể áp chế đường tuấn thấy đường tuấn và thi đồng đang đánh nhau ngang tài ngang sức anh ta nghĩ rằng chỉ cần mình ra tay sẽ tạo được hiệu quả trong lúc mấu chốt và làm đường Tuấn bị thương nặng. Hư tĩnh văn, mau quay về, ngôn hòa minh nói với giọng nghiêm trọng. Thằng nhóc nhà họ hư đúng là không biết nặng nhẹ, nếu đạo thể dễ bị đánh bại như vậy, sao hư thiên quang lại bị đánh cho trọng thương không ngồi dậy nổi. Tự tìm đường chết, đường Tuấn nổi giận khi thấy hư tĩnh văn nhào tới muốn giết mình. Vừa rồi, anh cảm thấy có chút hứng thú với kỹ thuật khống chế xác chết của nhà họ ngôn nên mới không ra tay quá nặng cút đi đường tuấn hét lên một tiếng thật lớn anh tung một cú đá cú đá này chỉ thiếu chút nữa đã vượt qua tốc độ của âm thanh sức mạnh của nó không thể tưởng tượng nổi đồng thể đưa hai tay đỡ lấy cú đá cánh tay như đồng thau lập tức vặn vẹo biến dạng cả người bị đá bay ra ngoài hư tĩnh văn thấy cảnh đó trái tim của anh ta gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng trong lòng anh ta sinh ra ý muốn rút lui mãnh liệt, nhưng đã quá muộn rồi. Tay của Đường Tuấn tạo thành bảo ấn hoa sen, anh nhẹ nhàng đẩy tay ra và nói với vẻ thản nhiên, nếu cậu tiếp được chiêu này mà không chết, tôi sẽ không giết cậu. Nhìn thấy Đường Tuấn có thể thi triển pháp ấn của Phật giáo, những người vây xem đều nhìn về phía hòa thượng Phù Hưng bằng ánh mắt kỳ quái. Nghe nói sở trường của hòa thượng Phù Hưng là ấn vô ý của Phật giáo. Không biết giữa nó và bảo ấn hoa sen thì cái nào mạnh hơn. Tôn Vận Kỳ lớn tiếng hỏi. Đôi mắt của khúc tường vi lóe sáng, bà ta cũng nhìn bằng đôi mắt trông mong, dường như rất hứng thú với chuyện này. Hòa thượng phù hưng chắp hai tay trước ngực, bình chân như vậy, trên cơ thể gầy gò của ông ta tỏa ra một ánh sáng màu vàng mờ mờ ảo ảo, trông giống đại kim cương hàng yêu trừ ma của Phật giáo giáng trần. Ông ta thản nhiên nói, kiểu ấn của thí chủ đường đã được Đức Phật thần vận, có thể bảo vệ cơ thể và trấn áp tà ma ở bên ngoài, không ngờ rằng đạo thể lại có một trái tim hướng về Phật, thiện tai thiện tai. chương 838 anh ta có còn là người không? Trong khi hai người ở bên đây đang nói chuyện thì trận chiến ở bên kia đã kết thúc. Bảo ấn hoa sen của đường Tuấn được lấy từ trong kho tàng kinh điển của đạo giáo, được phát triển từ kho tàng bí quyết của thần. Bàn về uy lực thì nó không hề thua kém bất kỳ pháp ấn nào của đạo Phật. Trước đây, một đòn dùng hết sức mạnh của hư thiên quang cũng không phá hủy được lớp phòng ngự của bảo ấn hoa sen. Cuối cùng, chỉ có thể dựa vào trùy huyền vu mới làm cho đường tuấn bị thương. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh tu vi của hư tĩnh văn, ngay cả việc liên tục chống đỡ trong một chốc cũng không thể. Bảo ấn hoa sen đánh vào ngực anh ta với tốc độ nhanh như xét đánh, có tiếng xương gãy phát ra, sức mạnh kinh khủng trực tiếp xuyên thẳng vào lồng ngực của hư tĩnh văn và làm vỡ nát trái tim của anh ta. Lạch cạch, cả cơ thể của hư tĩnh văn ngã xuống đất mà không có bất kỳ âm thanh nào. Cậu cả nhà họ hư đã bị đường tuấn dùng một ấn đánh chết. Anh ta đến với tinh thần hăng hái và chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết ở trong núi sâu rừng già này. Yên tâm đi, cậu chỉ là người đầu tiên, người nhà họ hư cũng sẽ đi xuống dưới với cậu. Đường Tuấn đứng khoanh tay, nhìn thân thể dần dần lạnh lẽo của hư tĩnh văn và nói với vẻ thản nhiên. Ngôn hòa minh giống như gặp được kẻ thù lớn, nhanh chóng triệu hồi đồng thể canh giữ ở xung quanh mình. Anh ta nhìn cánh tay vặn vẹo như bánh quai trèo của đồng thể, mí mắt giật giật hồi lâu. Cánh tay của đồng thể có thể sánh với sắt thép, vậy mà đường Tuấn mới đá một cú đã biến thành bộ dạng này, cần dùng sức mạnh khủng bố đến cỡ nào. Dáng vẻ của Đinh Thiếu Trung, Trần Lệ Lệ và vài người còn chưa ngất xỉu như nhìn thấy quỷ. Anh ta có còn là người không? Cơ thể của Ngô Hoàng Phi cũng run rẩy, suýt chút đứng không nổi. Ngôn hòa minh dẫn theo đồng thể lui về lối ra của thung lũng đầm lầy, bộ dạng như sẵn sàng chạy chối chết bất cứ lúc nào. Về phần những cao thủ nội công đi theo hư tĩnh văn đến đây, họ cũng tản ra như chim chóc, đâu còn ai dám ra tay với đường Tuấn. Ngay cả tông sư như hư tĩnh văn còn không thể đỡ được một đòn của anh, bọn họ nhào lên có khác gì tự tìm đường chết không? Cho dù là nhà họ tôn, chùa bái đính hay phái thần châm, bọn họ đều có hai ba vị tông sư và hơn mười mấy người tập võ có nội lực uyên thâm, chỉ có một mình Đường Tuấn đứng ở sát thung lũng đầm lầy vậy mà làm cho bọn họ không nói nên lời. Tuy chỉ có một người nhưng người đó lại là người giỏi nhất của gia tộc võ thuật. Đường Tuấn không có thời gian quan tâm tới bọn họ, anh đi về phía trước vài bước, nhìn về phía phái Thần Châm, cười nói, "Cô cơ, đã lâu không gặp." Không ai ở đó dám lên tiếng. Cơ thể của Khúc Tường vi căng thẳng, chân khí trong cơ thể vào trạng thái sẵn sàng tấn công. Cơ Thục Quyên cười nhẹ, Tuy khuôn mặt cô ta đã được lớp phải mỏng che lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt trần, nụ cười đó đủ để cả thành phố trao đảo. Giọng cô như âm thanh của trời xanh truyền xuống nhân gian, đã lâu không gặp, anh Đường. chương 839, Quả Xích Viêm Cũng vào lúc này, hơn phần nửa xương mù màu xám nhạt đầm lầy đã biến mất, đám xương mù màu đỏ ở giữa càng thêm dễ thấy, hiển nhiên là linh dược sắp ra đời. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt tôn ra minh lóe lên sự tinh danh, anh ta nói đường tuấn chỉ với một mình cậu sẽ không giành được linh dược trong tay ba nhà chúng tôi đâu tôi có một đề nghị hay là cậu hợp tác với nhà họ tôn đi cậu trợ giúp cho nhà họ tôn đoạt được linh dược tôi có thể thay mặt cả nhà họ tôn đồng ý việc xóa bỏ ân oán trước đây của chúng ta thậm chí có thể che chở cho nhà họ mộ dung sau khi cậu chết đi cậu thấy sao trong mắt đường tuấn xẹt qua một chút sát ý khi nghe câu đó những lời tôn gia minh nói nghe qua giống như muốn liên minh với anh nhưng trên thực tế là tiềm tàng ý uy hiếp muốn anh phải lo lắng cho nhà họ mộ dung đường tuấn nhìn lướt qua tôn gia minh và tôn vận kỳ bằng ánh mắt thâm sâu nói ha ha tôi còn chưa chết mà chẳng lẽ nhà họ tôn thật sự muốn trở mặt hay sao sắc mặt tôn gia minh thay đổi một vị đạo thể có liều mạng phóng tầm mắt khắp cả giới võ thuật việt nam sợ rằng không ai muốn trở thành kẻ địch của anh tôn gia minh chấp tay với đường tuấn trên khuôn mặt kiên cường như mũi kiếm lộ ra một chút ý cười, nói tông sư đừng cứ nói đùa. Nhà họ tôn tôi không muốn trở thành kẻ địch của cậu. Thằng bé ban nãy nói năng không cẩn thận, linh dược ngày hôm nay, dựa vào bản lãnh của mọi người đi. Phái thần châm ở giữa trận doanh. Khúc tường vi nhíu mày, đôi môi cử động, nén giọng nói thành một sợi dây nói chuyện với cơ thục quyên, cô cơ, tên đường tuấn này đang sức lực dồi dào Dựa vào vẻ đẹp của cô, chỉ cần cô mở miệng là có thể khiến cho anh ta bán mạng vì cô. Đến lúc đó, chúng ta sống chết mặc bay, tại sao không làm?" Cơ Thục Quyên khẽ lắc đầu nói, "Anh ta không phải loại người đó." Bây giờ, khí chất của Cơ Thục Quyên càng ngày càng lạnh lùng và cô độc, có một sự uy nghiêm bất khả xâm phạm, ngay cả Khúc Tường Vi cũng không dám cản dỡ quá mức trước mặt cô ta. Khúc Tường Vi trầm ngâm một chút rồi lại nói, "Cô cơ Lần này môn chủ đặc biệt yêu cầu cô mang theo 5 chiếc kim châm là để cô mang về linh dược ra đời lần này về. Căn cứ theo địa hình và khí hậu của chỗ này, trong sách cổ có viết, nếu thật sự sinh ra linh dược hệ lửa, đối với thể chất thanh loan của cô có lợi rất lớn. Đây cũng là ý của môn chủ, nếu như cô có thể đi thêm mấy trăm bước tiến vào thần hải, đối với phái thần châm tôi sẽ có trợ giúp rất lớn. Vẻ mặt của Cơ Thục Quyên có chút chán nản, lời Khúc Tường Vi nói sao Cơ Thục Quyên không biết nhưng mà cô và đường tuấn từng qua lại với nhau cô biết rõ tính cách của anh anh chắc chắn không phải người dễ dàng bị lợi dụng cuống hồ thân phận bây giờ của đường tuấn cao hơn ngày xưa rất nhiều ngay cả cô cũng phải nể nang ngay khi các đội ngũ còn đang có phỏng đoán của riêng mình sương mù trong thung lũng đầm lầy cuối cùng cũng tan biến và lộ ra hình dáng của nó một cái đầm lầy cực lớn nằm ngang trước mặt mọi người ở giữa đầm lầy có một gốc cây cành lá của nó trông như ngọn lửa đỏ rực đang lớn lên một cách thầm lặng. Những đường gân lá trên cây dường như đều có ánh lửa đỏ rực. Từ trên cây tỏa ra sức nóng khủng khiếp, ở dưới cành cây có một quả căng tròn màu đỏ đang treo lơ lửng, trên vỏ quả có ánh sáng màu hồng lưu truyền, rất giống chu quả trong truyền thuyết. Quả xích viêm, tôn vận kỳ, hòa thượng phù hưng và khúc tường vi đồng thời hét lên, sự nóng rực trong đôi mắt không hề che đậy. Sắc mặt của đường tuấn cũng hơi thay đổi, anh đã đọc hết sách cổ của dược y cốc nên biết rằng trên thế giới này có một số loài hoa và trái cây kỳ lạ. Quả xích viêm cũng là một trong số đó. Chương 840 tại sao tôi không thể giành lấy? Dù là Tôn Vận Kỳ hay Hòa Thượng Phù Hưng, lúc này bọn họ đều đã ở ngưỡng cửa của cảnh giới Thần Hải, chỉ thiếu có một cơ hội để đột phá. Đặc biệt là Hòa Thượng Phù Hưng, ông ta tu luyện phù đồ luyện thể quyết bí truyền của chùa Bái Đính nên khó đột phá hơn so với người bình thường. Nếu có quả xích viêm trợ giúp, ông ta có thể giác ngộ và bước qua ngưỡng cửa kia. Ngay cả khúc tường vi cũng hơi động tâm, bà ta muốn vứt bỏ cơ thục quyên để đoạt quả xích viêm. Nhưng một lúc sau, bà ta đã đẻ ý nghĩ này xuống. Dược lực của quả xích viêm rất mãnh liệt, cũng chỉ có một cao thủ võ thuật đang ở thời đỉnh cao như tôn vận kỳ, hoặc là cơ thể mạnh mẽ cỡ hòa thương phù hưng mới chứa nó nổi. Bà ta đã già rồi, nếu cưỡng ép dùng nó thì có nguy cơ bị nổ tan xác chết. Thay vì mạo hiểm như thế, bà ta thà dựa vào đại thụ của phái thần châm còn thực tế hơn. Thì ra là quả xích viêm, ông ta nhất định phải đoạt được nó. Tuy rằng cha đã là cao thủ cảnh giới thần hải, nhưng ông cũng đã quá giải dạ yếu, không thể bảo vệ nhà họ tôn được mấy năm nữa. Nếu ông ta có thể đột phá thần hải thông qua quả xích viêm, vậy thì nhà họ tôn tôi có tới hai thần hải, đủ để đứng vững ở vị trí gia tộc võ thuật hàng đầu hiện nay. Trong đầu tôn vận kỳ lóe lên suy nghĩ. A-di-đà-phật. Phù Hưng đọc một danh hiệu Phật, nhưng dù vậy, ông ta vẫn không thể giữ cho tâm trạng của mình thôi rung động. Trước sức hấp dẫn của việc tiến vào thần hải, dù Bồ Tát chặn đường, Phù Hưng cũng có thể nảy sinh suy nghĩ giết chết. Đùng, đùng, đùng. Ba âm thanh trầm đục đồng thời vang lên, ba người Tôn Vận Kỳ, Hòa thượng Phù Hưng và Khúc Tường Vi ra tay cùng một lúc. Hòa thượng già, nhà Phật chú trọng lục căn thanh tịnh, ông đã động lòng tham rồi, cút đi. Tôn Vận Kỳ quát lên rồi phất tay một cái, một luồng nguyên khí như biển rộng sông lớn bay về phía hòa thượng Phù Hưng. Nếu như Lão Tăng ăn được quả xích viêm rồi có thể mượn thêm 500 năm từ ông trời nữa, thì động lòng tham có sao đâu. Ngay cả Phật tổ cũng không thể ngăn cản tôi trường sinh. Đôi tay khô gầy của Hòa Thượng Phù Hưng nắm lại, ông ta chỉ dùng cơ thể là đã tiếp được một đòn của Tôn Vận Kỳ. Hai tay của ông ta giống như thân cây, tạo cho người ta cảm giác giống như gầy chưa xương nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, khiến người khác phải kinh ngạc. Chết tiệt, thân thể của hòa thượng già phù hưng này quá mạnh, dù tôi có dùng hết toàn lực, e là phải mất mấy trăm chiêu mới có thể đánh bại ông ta. Sắc mặt của tôn vận kỳ lạnh lẽo, quay sang nói với khúc tường vi, nữ la sát, bà giúp tôi đoạt được quả xích viêm, nhà họ tôn tôi sẽ bảo vệ bà, bà thấy sao? Khúc tường vi nở một nụ cười cực kỳ xấu xí, nói ha ha quả xích viêm này là linh dược có một không hai trên đời, cho các ông thì cũng đạp hư nó thôi. Chỉ có phái thần châm của tôi mới có thể phát huy hết tác dụng của nó, tôi thấy hai người nên buông tay đi. Không biết xấu hổ, Tôn Vận Kỳ và Hòa Thượng Phù Hưng cùng mắng chửi ở trong lòng. Cha, cả đường tuấn lại, vào đúng lúc này, giọng nói của Tôn Gia Minh bỗng nhiên vang lên bên tai ba người họ. Tim Tôn Vận Kỳ vừa nhảy lên, nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, ông ta chỉ thấy đường Tuấn lúc này đang đạp lên trên đầm lầy như đi trên mặt đất bằng phẳng, điệu bộ thành thơi chậm chậm đi về phía quả xích viêm, hoàn toàn không để ba người họ vào trong mắt. Đường Tuấn, cậu muốn chết hay sao mà dán tranh giành nó với tôi? Tôn Vận Kỳ gầm lên. Đường Tuấn nở nụ cười hờ hứng, nói quả xích viêm đâu phải của nhà họ tôn các người, tại sao tôi không thể giành lấy? Anh nói dứt câu, tiếp tục đi về phía trước. Audio điện tử võ tấn bền chương 841 cho dù đạo thể bị thương thì vẫn có sức mạnh vô địch. Giết, trên người hòa thượng phù hưng có ánh sáng vàng trói mắt, trông tựa như một pho tượng Phật giác vàng. Khúc tường vi xóa búi tóc ra, mái tóc dài màu trắng tung bay, sát khí trên người bà ta tuôn ra như đại dương minh mông. Dường như có thể thấy tư thế oai hùng của nữ la sát năm đó trên người bà ta. Tôn gia minh nhìn thấy cảnh này từ đằng xa, anh ta không khỏi nở nụ cười, nói nhỏ cậu không nên nghĩ tới chuyện này hôm nay, đạo thể sẽ chết trong thung lũng đầm lầy. Có thể chứng kiến đạo thể 300 năm mới ra đời bị thương, không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Tâm trạng của cơ thục quyên phức tạp, cô ta là người của phái thần chân, lúc này nên đứng ở phía khúc tường vi và hy vọng đường tuấn thất bại mới đúng. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô ta lại có một cảm xúc rất kỳ lạ, dường như cô ta không muốn nhìn thấy bóng dáng kiêu ngạo và bất khuất như vậy ngã xuống. Đùng, đùng, đùng. Ba người tôn vận kỳ, Hòa thượng Phù Hưng, Khúc Tường Vi đều là những cao thủ vô địch trong cảnh giới tông sư của giới võ thuật hiện giờ, mỗi một người đều có thể so với Phạm Nam Thiên của núi Thượng Vân trước kia. Nếu mà đạo thể của Đường Tuấn không bị tổn hại gì thì đối phó với ba người này cũng không phải là việc gì khó. Nhưng mà hôm nay vết thương do trùy huyền vu trên người anh vẫn chưa lành nên anh không dám tùy tiền sử dụng sức mạnh của đạo thể, trong phút chốc lại rơi vào cục diện bế tắc bị ba người vây giết. Trong tay tôn vận kỳ thi triển ra một loạt các kỹ xảo võ thuật, có thái cực phân thủ trí cương trí nhu, có bát cực băng quyền dũng mãnh bá đạo, còn có 13 thức hình ý hết sức duyên dáng và hấp dẫn, nếu mà có người của những môn phái này thấy cảnh tượng ấy sợ rằng sẽ vô cùng xấu hổ. Không ngờ tôn vận kỳ lại kiêm nhiều tài nghệ của trăm nhà như thế, hơn nữa đã đạt được tới tiêu chuẩn vô cùng cao. Quả nhiên là tôn vô địch. Trên mặt ngôn hòa minh đứng bên cạnh miệng thung lũng đầm lầy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tôn vận kỳ dùng võ thuật đi ngang cảnh giới tông sư ở Bắc Ninh, được mọi người gọi là tôn vô địch, lúc này mới biết được sức nặng của ba chữ này. Đồng thể như được làm bằng đồng thau đang canh giữ bên cạnh ngôn hòa minh, trong con người lóe lên ánh sáng chết chóc. Cánh tay của ông ta bị chật do so đường tuấn đạp một cái, đến bây giờ vẫn không có cách nào khôi phục lại. Trong mắt ngôn hòa minh lộ ra vẻ oán độc, nếu bây giờ đồng thể vẫn còn nguyên vẹn thì nói không chừng anh ta có thể giành được quả xích viêm rồi. Đáng tiếc là bây giờ dựa vào thực lực của anh ta thì hoàn toàn không đủ để tham gia vào cuộc chiến này. Hòa thượng Phù Hưng thì luôn hành động một mình, chiêu thức của ông ta rất đơn giản, chỉ dùng quyền và chân. Hòa thượng Phù Hưng tu luyện bí quyết luyện thể, Phù Hưng có nghĩa là tháp Phật trong kinh Phật, Hòa thượng Phù Hưng lấy đây là pháp danh, mang hàm nghĩa chân áp thế gian. Mặc dù quyền cước của ông ta đơn giản nhưng lại uy lực, mạnh mẽ, mỗi một quyền đánh ra, trong hư không phảng phất có vô số tiếng phạn vang lên, chân áp hết tất cả. Thân thể của ông ta thật sự rất mạnh, đã đạt tới đỉnh tông sư. Trong những người Đường Tuấn đã gặp thì sợ rằng chỉ có Hòa thượng Câm và Thiền sư Yên Thế mới có thể sánh ngang với ông ta về thành tựu thân thể. Mà Khúc Tường Vi cũng không thua kém chút nào, mặc dù bà ta đã già và xuống sắc nhưng mà cảnh giới của bà ta đã đạt tới đỉnh từ lâu. Bà ta tu luyện một loại công pháp kỳ lạ, chân khí cuốn qua, mang theo sự lạnh lẽo vô tận, tựa như ngay cả không khí cũng bị đông cứng. Vạt áo của Đường Tuấn đụng phải chân khí của bà ta, lập tức bị đông cứng thành băng, rồi vỡ vụn bị ba cao thủ đứng đầu tấn công cũng đủ để sánh nhanh với cao thủ cảnh giới thần hải. Đường Tuấn, trên người cậu đã có đạo thế, cần gì phải tranh quả xích viêm với chúng tôi chứ? Rời khỏi thung lũng đầm lầy, trải qua những ngày còn lại không nhiều của cậu đi. Nếu không hôm nay cậu phải bỏ mạng ở đây đấy, tôn vận kỳ đánh xuống một trường, chân khí cuồn cuộn như cơn sóng đảo ngược, chém về phần đầu của đường Tuấn. Tay đường Tuấn vươn ra, như linh dương đấu sừng, từ bên trong chặn đứng một trưởng của Tôn Vận Kỳ, khiến cho người sau cảm thấy khó chịu. Anh cười nhạt nói, bằng ba người mấy người, không làm được đâu. Lúc này, một quyền của Hòa Thượng Phù Hưng đánh đến. Đường Tuấn cũng không thèm nhìn, cũng đánh ra một quyền. Hòa Thượng Phù Hưng liền lùi lại mấy bước, mà Đường Tuấn chỉ run người thôi, sự chết lệch giữa hai người đã quá rõ ràng. Cho dù đạo thể bị thương thì vẫn có sức mạnh vô địch. A-di-đà-phật Hòa thượng phù hưng cúi đầu khẽ tụng kinh. chương 842, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Không thể đánh tiếp như vậy nữa. Nếu tiếp tục thì sợ rằng chân khí của chúng ta sẽ hao hết. Còn cậu ta thì vẫn thoải mái, vui vẻ. Đến lúc đó chúng ta đến cả sức lực để chống lại cũng không có. Một suy nghĩ cùng xuất hiện trong đầu ba người. Ba vị tông sư đứng đầu giới võ thuật hiện giờ liên thủ như vẫn bị đường tuấn đánh cho không đỡ nổi. Nếu mà bị truyền ra thì sợ rằng không biết giới võ thuật sẽ phải khiếp sợ đến nhường nào. Sắc mặt Tôn Vận Kỳ nghiêm lại một chút, trong chớp mắt khí thế ông ta liền dâng lên tới đỉnh, thậm chí còn vượt qua trước đây. Tay phải ông ta nắm thành quyền, vẽ một vòng tròn trong hư không trước mặt. Nếu mà có cao thủ cảnh giới Thần Hải ở đây thì nhất định sẽ họ sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì một quyền này của Tôn Vận Kỳ lại có thể khống chế nguyên khí đất trời trong phạm vi nhỏ, tựa như cao thủ cảnh giới Thần Hải có đất trời trong cơ thể. Hòa thượng Phù Hưng đặt một bàn tay ngang ngực, tay kết ấn Phật, trong miệng khẽ niệm kinh, tựa như Phật Thích Ca đang xả thân vì nghĩa, mang theo tinh thần không biết sợ bên trong đó. Chân khí của khúc tường vi ngưng tụ lại thành hai phiến băng mỏng, phiến băng phảng phất như có linh hồn mà bay quanh quẩn trước người bà ta. Phiến băng làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, giống như là có cắt đứt không gian vậy. Đây là một quyền mạnh nhất của cha tôi, ông nội từng nói, một quyền này của cha có thể làm thần hải bị thương. Mặt tôn gia minh hiện lên sự kinh ngạc, nhưng bỗng chợt mừng như điên, ngay cả ấn vô ý của hòa thượng phù hưng cũng bị ép ra, dù đạo thể không bị tổn hại gì, sợ rằng cũng chỉ có thể tháo chạy. Còn có hai phiến băng mỏng của nữ tu la kia, nghe nói có thể so với thần binh lợi khí, có thể vượt qua 20 mét để lấy đầu người, giống như phi kiếm trong truyền thuyết. Lấy một địch ba, đường Tuấn Anh vẫn xem trọng bản thân quá đó. Anh ta lắc đầu một cái, tựa như đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm sụp đổ của đường Tuấn trong thung lũng đầm lầy, thấp giọng nói, đạo thể cũng không phải là vô địch. Tôi đã nói với anh rồi, đáng tiếc anh không nghe lời tôi khuyên nên mới có kết quả ngày hôm nay. Gương mặt dưới vải lụa mỏng của cơ thục quyên lộ ra vẻ kinh hãi, trái tim cô ta nhói lên, lại có chút lo âu. Chỉ không biết là lo cho khúc tường vi hay là đường Tuấn, sợ rằng ngay cả chính bản thân cô ta cũng chẳng rõ có thể khiến cho ba người chúng tôi dùng hết toàn lực cũng đủ để cho Đường Tuấn cậu kiêu ngạo rồi, đúng là xứng với cái danh đạo thể." Tôn Vận Kỳ trầm giọng nói. "Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, thí chủ, rời đi đi." Trong mắt Phù Hương là vẻ từ bi, cứ như không đành lòng. Đường Tuấn lắc đầu, nói, "Già mà không chết thì làm tặc. Muốn đánh thì đánh, nói nhiều vậy làm gì?" Ba tiếng hừ lạnh vang lên cùng lúc, những lời này của Đường Tuấn có thể nói là đã chửi cả ba người vào luôn ba bóng người từ ba hướng đánh tới, mục tiêu là nhắm thẳng vào đường Tuấn. Lúc này cho dù đường Tuấn có bay lên trời thì cũng không kịp nữa. Vẻ mặt đường Tuấn ngưng trọng, ba đòn này cũng đã đạt tới tiêu chuẩn của cảnh giới thần hải. Ba người dựa vào một đòn này thì cũng có thực lực để dòm ngó ngôi vị đệ nhất tông sư bây giờ rồi. Đối mặt với ba chiêu đủ khiến cho cao thủ thần hải cũng phải thay đổi sắc mặt này, đường Tuấn chỉ làm một động tác. Anh đấm ra, liên tiếp ba quyền ba cái đám mây cuồng bạo màu trắng sữa gần như xuất hiện từ trong không gian cùng một lúc ở ba hướng bên cạnh anh tiếp đó là ba tiếng rên trầm thấp vang lên sau đó là tiếng đường tuấn ra quyền tiếng như tiếng sông ngân cuồn cuồn chảy về phía đông nặng nề cứ như ngay cả không gian cũng bị đánh cho sụp đổ veo 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 ba bóng người dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần khi nãy mà bay ngược trở về quần áo trên người tôn vận kỳ bị rách thành từng sợi mỏng có thể thấy rõ ràng mạch máu chẳng chịt trên cánh tay ông ta đang vỡ ra, máu tươi nhiễm đỏ cánh tay ông ta. Hai tay ông ta rũ xuống, dường như cả xương cũng bị bẻ gấy. Ngực của hòa thượng phù hưng bị lõm vào thành một hình dạng đáng sợ, ánh sáng trong cơ thể chạy tán loạn, đều không có cách nào bình tĩnh lại được. Khóe miệng ông ta trào máu, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, nếu cái dấu tay trên ngực mới vừa rồi sâu hơn một chút thì hôm nay ông ta đã chết rồi. chương 843, đây mới thực sự là vô địch này. Đạo thể, thật sự là vô địch, một cái suy nghĩ cùng xuất hiện trong đầu bọn họ. Ánh mắt tôn vận kỳ u ám tựa như có thể nhỏ ra nước, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào đường tuấn. Vẻ mặt của hòa thượng phó hưng và khúc tường vi cũng không tốt lành gì, ai có thể ngờ tới, ba người bọn họ liên thủ mà thậm chí ngay cả ba quyền của đường tuấn cũng không cản nổi. Ha ha ha, tôn vận kỳ bỗng cất tiếng cười to, ông ta chỉ vào Đường Tuấn nói, thì ra ba quyền vừa rồi đã vượt qua cực hạn mà cơ thể cậu có thể chịu đựng nổi. Hòa thượng Phó Hưng và khúc tường Vi nhìn lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy trong mái tóc đen của Đường Tuấn lại xuất hiện một nhúm tóc bạc. vốn chỉ là mấy sợi mà thôi, nhưng bây giờ đã nhiều hơn một nhúm, như thể đang chứng minh rằng anh đã không thể chịu nổi gánh nặng nữa. Không sai, Đường Tuấn cũng không phủ nhận, đối mặt với ba đòn vừa rồi anh chỉ có thể sử dụng sức mạnh của đạo thể liên thủ lại giết cậu ta tôn gia minh bỗng nhiên gào lên tiếng nói vừa dứt trên mặt mỗi người trong ba đội phía liền hiện lên vẻ nóng lòng muốn thử cứ như muốn liều mạng đánh một trận nhưng đường tuấn lại lắc đầu một cái nói ha ha đúng là ba quyền vừa rồi vượt khỏi khả năng chịu đựng của tôi nhưng mà trừ ba người bọn họ ra thì trong mấy người có ai đáng để tôi ra quyền à tôn gia minh cúi đầu đám hòa thượng của chùa bái đính cũng cúi đầu. Mặt của cơ thục quyên có chút mất tự nhiên. Đúng vậy, ba người mạnh nhất của phe cô ta đều bị đường tuấn đánh bị thương nặng rồi, còn có ai có thể ngăn được anh đây? Còn ai có tư cách để anh ra quyền sao? Ngô Hoàng Phi nghe mà hăng máu, lẩm bẩm nói, đây mới thực sự là vô địch này. Tôn Gia Minh không cam lòng, còn muốn nói gì thì lại bị Tôn Vận Kỳ quát bảo ngưng lại, còn muốn tinh nhuệ nhà họ Tôn chúng ta bị thiệt hại ở chỗ này sao? Tôn Gia Minh sửng sốt. Có mặt đều là tinh nhuệ nhà họ Tôn, gia chủ Tôn Vận Kỳ, hai tông sư là anh cả và anh hai, lại có thêm anh ta trụ cột tương lai của nhà họ Tôn. Mà chùa Bái Đính cũng giống như vậy. Hòa Thượng Phù Hưng là người đứng đầu viện giới luật chùa Bái Đính, bàn về sức mạnh thì có thể xếp vào vị trí thứ ba. Chớ đừng nói chi lần này những học trò trẻ tuổi của chùa Bái Đính mà ông ta dẫn theo tới, mỗi một người đều là hạt giống tông sư trong tương lai mà phái thần châm thì lại có vị thiếu môn chủ cơ thuộc quyên này. Nếu những người này đều bị thương nặng ở đây thì nhà họ Tôn, chùa Bái Đính, phái thần châm tuyệt đối sẽ bị tổn thất nặng nề, đặc biệt là nhà họ Tôn, rất có thể sẽ xuất hiện tình trạng thiếu hụt nhân lực, không có người kế vị để người khác thừa cơ mà vào. Những người khác hiển nhiên cũng nhận ra điều này, nhất thời tất cả âm thanh đột nhiên dừng lại. Chương 844, có rất nhiều cơ hội. Quyền mới vừa rồi Cậu còn có thể ra mấy lần nữa?" Tôn Vận Kỳ nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, dường như muốn nhìn ra được điều gì đó từ vẻ mặt của anh. Đường Tuấn cười nhạt nói, "Đủ để cho toàn bộ mấy người nằm lại chỗ này. Nếu không tin thì mấy người có thể đến thử một chút." Tôn Vận Kỳ lộ ra vẻ do dự, cuối cùng thở dài, trầm giọng nói, "Nhà họ Tôn chúng tôi nhận thua." Hòa thượng Phó Hưng thấy vậy, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng mà chỉ có thể nặn ra một nụ cười khó coi nói quả nhiên đạo thể có phong thái có một không hai. Nếu như có cơ hội, sư huynh của tôi là trụ trì chùa bái đính rất muốn gặp cậu. Đường Tuấn nói có rất nhiều cơ hội. Người của nhà họ tôn, chùa bái đính lần lượt rời đi, ngay cả ngôn hòa minh cũng thừa dịp hỗn loạn mà rời đi, trong phút chốc trong thung lũng đầm lầy trở nên có chút trống rỗng. Thưa cô, chúng ta đi thôi, sợ là quả xích viêm không có phần của chúng ta đâu. Khúc tường vi có chút huệ hoài, thấp giọng khuyên nhủ đôi mắt xinh đẹp của cơ thục quyên rũ xuống, nhàn nhạt nói chờ một chút đi. Đường Tuấn liếc nhìn phe cánh của phái thần châm, khẽ mỉm cười với cơ thục quyên, sau đó đi tới giữa đầm lầy, nhẹ nhàng hái quả xích viêm xuống. Trái cây hái xuống, cây quả xích viêm lập tức tự bốc cháy, sau vài giây thì chỉ còn lại một đống cho tàn. Quả xích viêm vào trong tay nóng hổi, bề ngoài vỏ quả có ánh sáng màu đỏ đang lưu chuyển, bên trong ẩn chứa nguyên khí hệ hỏa cực kỳ đậm đà nếu như người tập võ nội công ăn vào thì sợ là sẽ bị cháy đến xương cũng không còn. Đáng tiếc, mặc dù quả xích viêm này là linh quả, dược liệu chân chính nhưng mà lại không có tác dụng với mình. Đường Tuấn có chút thất vọng, vốn anh còn nghĩ nơi đây có linh dược xuất thế có thể giúp anh phục hồi tình trạng vết thương, nhưng mà sau khi biết được là quả xích viêm thì anh đã biết hy vọng này không lớn rồi. Quả xích viêm có thể rèn luyện cơ thể và tinh thần, nhưng mà Đường Tuấn là người có đạo thể, là tinh thần và thể xác mạnh nhất trên đời này, tinh thần của anh đã tới nhập thần quả xích viêm với anh mà nói là thứ vô bổ khóe miệng anh lộ ra nụ cười khổ không nghĩ tới dốc hết toàn lực đến cuối cùng thậm chí còn phải dùng lực lượng đạo thể nhưng lại có được thứ như vậy anh thấy cơ thục quyên cách đó không xa trong lòng khẽ động đi tới cậu muốn làm gì khúc tường vi đứng chắn trước người cơ thục quyên chặn đường tuấn lại lạnh lùng nói trưởng lão khúc à nếu anh ta muốn giết tôi thì bà cũng không ngăn được anh ta đâu giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của cơ thục quyên truyền tới. Vừa nói chuyện, cơ thục quyên vượt qua đám người, một đôi mắt xinh đẹp nhìn đường Tuấn, nói anh đường, không biết anh có chuyện gì không? Đường Tuấn cầm quả xích viêm trong tay nói, tôi nhớ cô là thanh loan chi thể, có lẽ quả xích viêm này sẽ có ích đối với cô. Trong mắt cơ thục quyên hiện lên sự vui mừng, giọng nói cũng xuất hiện chút không ổn định, nói anh đường bằng lòng nhượng lại quả này cho tôi sao. Đường Tuấn đưa quả xích viêm ra, nói, xem như là quả này tôi cho cô đi. Cái này, cái này quá quý rồi, cơ thục quyên có chút không dám tin. Phái thần châm mặc dù có cất giữ không ít nhưng mà có thể so với quả xích viêm chỉ có một hai loại mà thôi. chương 845 tôi không hy vọng anh sẽ chết sớm như vậy. Sao cậu lại có lòng tốt như vậy? Khúc tường vi cảnh giác nói. Đường Tuấn nói quả xích viêm này không có tác dụng với tôi. Tôi và cô cơ xem như là có duyên, quả xích viêm coi như là quả quen biết đi. Cơ thục quyên ngẩn ra, nói chẳng lẽ anh thật sự sẽ chết sao? Lời đường Tuấn mới nói vừa rồi thật sự giống như là từ giã cố nhân vậy. Đường Tuấn chỉ tóc bạc ở trên đầu, nói là người thì đều sẽ chết. Trong phút chốc cơ thục quyên không biết phải nói cái gì. Đường Tuấn nói xong liền đưa quả xích viêm đang cầm trong tay nhét vào trong tay cơ thục quyên, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, bỗng cơ thục quyên gọi, quả xích viêm này thật sự quá quý giá, tôi không thể nhận không được. Cơ thục quyên lấy ra một cái hộp nhỏ, nói trong hộp này là 5 cây kim châm cứu được lưu truyền của phái thần châm tôi, là vật quý giá của y đạo, có lẽ sẽ có thể có ích với tình trạng vết thương của anh. Lần này sư phụ tôi đặc biệt để tôi mang đi ra ngoài, xem như là quả đáp lễ của tôi đi. Thưa cô, không được đâu, khúc tường vi thất thanh nói. Sở dĩ bà ta thất thanh cũng không phải là vì sự quý giá của kim châm cứu, nếu nói về mức độ quý giá thì kim châm cứu còn không bằng quả xích viêm. Mà bởi vì hôm nay có không biết bao nhiêu người đang mong đợi đạo thể chết đi, nếu để người khác biết phái thần châm ra tay giúp đỡ đạo thể thì sợ rằng sẽ khiến rất nhiều người căm thù. Cơ thục quyên không quan tâm khúc tường vi, nói với Đường Tuấn, trên đời này người thú vị như anh không có bao nhiêu, tôi không hy vọng anh sẽ chết sớm như vậy. Vốn Đường Tuấn muốn từ chối, nghe thấy câu này, không kìm được mà cười một tiếng, nhận lấy cái hộp, Lúc này Cơ Thục Quyên mới nhoẻn miệng cười, vốn dáng vẻ của cô ta rất đẹp, nụ cười này dù có một tầng lụa mỏng kia cũng không che nổi được sức hấp dẫn của cô ta, cứ như cả đất trời đều lu mờ đi vậy. Không biết tiếp theo ngài Đường có tính toán gì không, đột nhiên Cơ Thục Quyên hỏi. Đường Tuấn nói, tôi sẽ đi một chuyến đến chùa Bái Đính. Cơ Thục Quyên nghe vậy thì trước tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ra, thấp giọng nói, Hàn Nhật Long cũng là đạo thể, có lẽ thật sự có thể giúp cho anh. Chỉ là tôi nhắc anh một câu, chùa bái đính cũng không phải nơi tốt lành gì, tốt nhất anh nên cẩn thận một chút. Đường Tuấn gật đầu, chỉ đám người Đinh Thiếu Trung và Ngô Hoàng Phi ở ngoài thung lũng đầm lầy, nói những người đó phiền cô đưa bọn họ đi ra ngoài. Cơ Thục Quyên vui vẻ đồng ý. Hai người không có nói gì nhiều, Cơ Thục Quyên đãn theo phái thần châm và đám người Ngô Hoàng Phi rời đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 846 toàn là những vị thuốc hiếm gặp. Anh vận chuyển thần tàng quyết, hấp thụ hết nguyên khí ở xung quanh, tăng cường sức mạnh của bản thân. Hai tiếng sau trong thung lũng đã không còn ánh mặt trời, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt chiếu từ trên cao vào trong thung lũng, thỉnh thoảng có những tiếng côn trùng kêu râm ran, càng khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh và yên bình hơn. Trong thung lũng đầm lầy có nhiều côn trùng có độc và con vật kỳ lạ, có rắn độc bảy màu sặc sỡ chui ra từ trong hang động, một đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm vào cơ thể Đường Tuấn, toát lên vẻ tham lam nó di chuyển trong bụi cỏ, chỉ phát ra những âm thanh bé nhỏ, đến gần đường Tuấn từng chút một, nước bọt tanh hôi nhỏ giọt từ trong miệng nó ăn mòn toàn bộ cỏ cây. Khi chỉ cách đường Tuấn chưa tới 2 mét, nó mạnh mẽ bật người lên, mở rộng miệng rắn, hai chiếc giang nọc trắng ngà to tướng hiện ra vẻ sắc lạnh dưới ánh trăng. Xúc sinh, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên trong thung lũng, không ngờ trong đôi mắt tam giác ấy của con rắn độc bảy màu sặc sỡ lại toát ra sự sợ hãi và cầu xin. Nhưng chẳng ăn thua gì, thân thể dài gần 3 mét của nó nổ tung trong không trung, hóa thành một đống máu thịt. Mà những côn trùng có độc và kỳ lạ khác nhìn thấy cảnh này thì lũ lượt chui hết vào hang động, không dám hó hé gì nữa. Đường Tuấn mở mắt ra, anh vung tay lên một cái, đập tan đống máu thịt nồng nặc mùi hôi thối kia. Thung lũng đầm lầy này đúng là một nơi rất tốt để tu luyện, đáng tiếc nó không phù hợp với mình. Đường Tuấn nhỏ giọng thì thầm, chân khí hiện tại của anh đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, trận chiến với ba người tôn vận kỳ, trừ ba quyền phá em mờ trưởng cuối cùng, thì những cái khác không khiến anh hao tổn là bao. Đáng tiếc vết thương của anh do trùy huyền vu gây nên, không phải chỉ dựa vào tu luyện là có thể chữa trị được. Ánh mắt anh liếc sang thì chợt nhìn thấy hộp kim châm ở bên cạnh, trong lòng anh hơi rung động, cầm chiếc hộp lên. Phái thần châm dùng châm pháp để lập phái, chiếc kim châm này lại là chiếc mà cơ thục quyên thường mang theo bên người, chắc chắn đây là một vật cực kỳ quý trọng trong phái thần châm. Dáng vẻ chiếc hộp cực kỳ cổ xưa, bên trên được vẽ một vài hoa văn thuốc bắc, có thanh đại, có quế, có ngải diệp. Toàn là những vị thuốc hiếm gặp. Mở chiếc hộp ra, thứ đập vào mắt chính là năm chiếc kim châm dài 15, 16 cm, kim châm khác với ngân châm bây giờ, nó càng nhỏ và dài hơn. Một mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ kim châm, chỉ ngửi thoáng qua thôi cũng khiến Đường Tuấn có cảm giác tinh thần chấn động, mùi thuốc giống như có tác dụng làm đầu óc tỉnh táo hơn vậy. Trong mắt đường Tuấn lóe lên vẻ khác lạ, anh nhặt một chiếc kim châm lên, dơ lên trước mắt nhìn thật kỹ. Anh chỉ nhìn thấy trên kim châm tựa như sợi tóc này giống như được vẽ một vài đường vân kỳ lạ, những hoa văn này rất phức tạp, dường như có thể tìm hiểu đến thời đại nghìn năm trước. Anh chợt nhớ tới một câu chuyện mà ông nội mình đường hạo từng nói đến. Từ rất lâu về trước, có một thánh thủ y đạo phát minh ra một loại kim châm. Loại kim châm này khác với kim châm và ngân châm dùng để châm cứu, kim châm này được chế tạo bởi chất liệu đặc biệt sau đó ngâm trong nước thuốc chứa đủ các dược liệu quý giá trộn lẫn với nhau sau đó từ từ đun chín cho đến khi kim châm hấp thụ toàn bộ nước thuốc vào khi chữa bệnh cho người khác chỉ cần đâm kim châm vào huyệt vị số nước thuốc ấy sẽ phát huy tác dụng có công hiệu chữa trị bách bệnh nhưng chế tạo loại kim châm này khá khó hơn nữa nước thuốc dùng để ngâm kim châm đều là các dược liệu vô cùng quý giá giá thành quá cao rất khó sử dụng phổ biến không ngờ rằng truyền thừa của phái thần châm lại là loại kim châm thượng cổ được chế tạo bí mật này, quả nhiên không hổ là môn phái y học cổ truyền được truyền thừa nghìn năm mà. Đường Tuấn cảm thán một câu. Anh trầm ngâm một hồi, rồi lấy hai chiếc kim châm ra đâm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu và thiên trì ở lồng ngực. Hai luồng khí vừa ấm vừa mát cùng tràn ta từ đỉnh đầu và ngực, hai luồng khí này mang theo sức sống mãnh liệt, dường như có thể thay đổi cả cơ thể con người vậy thậm chí đường Tuấn cảm giác cả người mình đang nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh nhắm mắt lại, bước vào trạng thái tu luyện một lần nữa. Khi tia nắng đầu tiên chiếu dọi vào trong thung lũng, đường Tuấn mới từ từ mở mắt ra. mươi 847, các cậu đã nghe gì chưa? Ở vũng bùn đầm lấy cách anh không xa, toàn là nước bùn, không có một ngọn cỏ nào. Sự sinh trưởng của quả xích viêm quá bá đạo, nó không cho phép quanh mình có bất cứ loài cây nào khác hơn nữa trận chiến giữa đường tuấn và bốn người tôn vận kỳ đã phá hủy chỗ này một lượt vốn dĩ ở đây không có bất cứ cơ hội sống nào nhưng lúc này không ngờ lại có một điểm xanh ngoi lên từ đống nước bùn càng gây chú ý một cách dị thường trong ánh mặt trời buổi sớm điểm màu xanh này chậm rãi mà cố chấp để có thể sinh trưởng mặc dù mọc ra từ trong nước bùn nhưng lá cây và thân cảnh của nó lại lộ ra cảm giác sáng long lanh lấp lánh dường như nó là vật tinh khiết nhất trên thế gian này khi đường tuấn mở mắt ra đúng lúc được chứng kiến cảnh ấy trong lòng anh bỗng nảy ra một vài suy nghĩ đôi mắt phát sáng tựa như đang nghĩ suy điều gì đó trong cõi u minh anh như đã hiểu ra được điều gì khi mặt trời lên đến đỉnh đầu đường tuấn mới thoát khỏi trạng thái đó anh đứng dậy rồi trông thấy dáng vẻ của mình từ trong dòng nước bên đầm trong ảnh ngược khuôn mặt anh vẫn như cũ nhưng dúng tóc trắng nhỏ ấy đã biến mất tóc anh lại đen như mực Dùng hết hiệu lực của thuốc từ hai chiếc kim châm cũng chỉ có thể làm giảm bớt vết thương của mình. Nếu như muốn chữa trị hoàn toàn thì chắc là phải dùng cả trăm chiếc kim châm mới được. Đường Tuấn cười khổ một tiếng, anh rút hai chiếc kim châm ra, kim châm nhạt nhòa không có chút ánh sáng nào, hiển nhiên đã hết công hiệu. Chỉ là anh cũng biết cách nghĩ này giống như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy, với sự quý giá của kim châm thượng cổ, có khi năm chiếc kim châm này chính là của cái ít ỏi của phái thần châm, có lẽ vẫn còn hàng tồn, nhưng rất ít đừng nói tới 100 chiếc, cho dù chỉ 10 chiếc, có khi phái thần châm chưa chắc đã lấy ra được. Anh duỗi lưng một cái, chóng mắt như lóe lên ánh sao. Cất chiếc hộp chứa ba chiếc kim châm vào trong túi đổ bên người, đường Tuấn quay người rời khỏi thung lũng đầm lầy. Ba chiếc kim châm còn lại có thể làm giảm bớt thương thế của anh nhưng cũng chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, không cần thiết phải lãng phí vào lúc này. Không biết có phải vì nguyên nhân từ hai chiếc kim châm không mà cơ thể anh lại tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt cơ thể thành thánh, trong đầu đường tuấn lóe lên cụm từ này. Nghe nói cao thủ võ đạo thời cổ đại rèn luyện thân thể mình tới mức cao nhất, sẽ có thể khai phá rất nhiều điều kỳ diệu trên cơ thể mình, đây chính là thứ được gọi là cơ thể thành thánh. Còn cơ thể sinh ra mùi thơm, chính là một trong những đặc điểm của điều này. Đi ra khỏi thung lũng đầm lầy, đường tuấn đi sang phía đông. Trước khi cơ thục quyên đi, đã nói cho anh biết chùa bái đính ở chỗ nào. Một mình gấp rút lên đường, không biết tốc độ của đường Tuấn nhanh hơn gấp mấy lần lúc trước khi đi vào thung lũng đầm lầy. Hơn một tiếng sau, đường Tuấn đã đi tới điểm cuối của nơi rừng sâu núi thẳm, một tòa miếu thờ hùng vĩ đồ sộ hiện ra trước mắt anh, một tấm biển hiệu phong cách cổ xưa đơn giản phóng khoáng được đặt ngay trước cửa núi, bên trên có viết ba chữ, chùa bái đính. Lúc này vài chú tiểu mặc áo áo lam như mới đánh quyền xong, đang uể oải lười biếng nói chuyện dưới tảng cây. Các cậu đã nghe gì chưa? Hôm qua phù hưng về rồi đó, hình như còn bị thương nặng nữa. Thật hay giả vậy, chưa rõ thì cậu đừng nói bừa, Phù Hưng là một trong mấy cao thủ của chùa bái đính chúng ta, không có trụ trì hay là người nào có thể sánh được. Những lời này của cậu mà bị mấy người của giới luật viện nghe thấy thì chắc chắn sẽ bị lột một lớp ra đấy. Hừ, những điều này đều được truyền ra từ miệng sư huynh ở giới luật viện đấy. Sao tôi dám nói bừa được chứ, nghe nói là đạo thể làm Phù Hưng bị thương nặng đấy. Đạo thể, chương 848 vì muốn nói dối cũng tìm cái gì nó logic tí. Hừ, theo tôi cũng chưa chắc đâu, đại sư Huynh Luân Châu của chúng ta chắc chắn cũng chẳng kém cạnh gì. Hai năm trước, nghe nói đại sư Huynh đã đánh một trận với Phù Hưng, trận chiến ấy Phù Hưng bị đánh cho hộc máu. Khi đó, Phù Hưng đã nói, đại sư Huynh Luân Châu chính là cao thủ đứng thứ hai của chùa bái đính chúng ta sau trụ trì. Đúng thế, chùa bái đính chúng ta còn có đại sư Huynh Luân Châu. Bên ngoài đều đồn gì mà núi Yên Tử có Trương Tĩnh Hòa, cổ Hồng Lĩnh có Mục Phương, còn có Hòa Thượng Câm nào đó mạnh như nào như nào. Theo tôi thấy, bọn họ đều thua xa Đại Sư Huynh. Nếu Đại Sư Huynh vào đời, chắc chắn có thể đánh cho họ tè ra quần. Hai, chỉ là không biết chủ trì nghĩ gì mà vẫn cấm không cho Đại Sư Huynh ra ngoài. Đến giờ, e rằng ngoài đời đã quên mất tiếng tăm của chùa bái đính chúng ta. Nhớ lại thời đại của Tổ sư Hàn Nhật Long vào 300 năm trước mà giờ vẫn cảm thấy phấn khích. Vừa nói xong, cả đám chú tiểu đều lộ ra vẻ mặt hướng tới. Có tiếng bước chân truyền đến từ bên cạnh, đám chú tiểu vừa luyện ra nội công tức thì giật mình, đồng loạt nhìn sang. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ cảnh giác, trầm giọng hỏi, anh là ai? Sao lại đi đến chùa bái đính của chúng tôi? Đường Tuấn nhìn mấy chú tiểu kia, khẽ cười nói, tôi là đạo thể mà mấy người vừa nói đến đám chú tiểu ngây ra như phỗng rồi chợt cười ầm lên chỉ với cái cơ thể gầy gò đó của anh mà cũng dám tự xưng là đạo thể á muốn nói dối cũng tìm cái gì nó logic tí đi mau đi chùa bái đính chúng tôi không tiếp loại người thường như anh đường tuấn cũng không so đo với đám chú tiểu kia anh chỉ bước lên phía trước sau đó lớn tiếng nói với ngôi chùa cổ có lịch sử mấy trăm năm này đường tuấn đến thăm hỏi chùa bái đính giọng nói như sấm rền không ngừng vang vọng tuy đường tuấn không lớn lắm, nhưng khi vừa ra khỏi miệng lại như được khuếch đại mấy lần, thoáng chốc vang khắp chùa. Ngay cả những chú chim đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong núi sâu cũng bị hoảng sợ đập cánh bay lên. Lập tức mấy chú tiểu kia bị giọng nói ấy dọa cho chân liên tục lùi về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đạo, đạo thể đến đây thật rồi. Có người run giọng nói, định chạy vào chùa, nhưng đôi chân lại như nhũn ra, ngã lăn ra đất. Lúc này, cũng không có ai dám nghi ngờ về thân phận của đường Tuấn nữa. Trong ngọn núi phía sau chùa Bái Đính, nơi này là giới luật viện của chùa, bình thường ngoài một số học trò của giới đi lại ra thì không có ai sẽ đến nơi đây. Mà lúc này, nơi đây lại càng yên tĩnh, trong điện thờ rộng lớn chỉ có ba người đang ngồi. Mà một người trong đó rõ ràng là Phù Hưng, giờ đây, sắc mặt ông ta tái nhợt, cả người có chút huệ hoài. Hai người khác, một người còn già hơn cả Phù Hưng, khuôn mặt tiều tụy, để tròm dâu trắng bóc, tay cầm một chuỗi tràng hạt. Người còn lại là một hòa thượng trẻ tuổi, trông anh ta khoảng 30 tuổi. Tuy cạo đầu bóng lưỡng, nhưng ánh mắt và gương mặt lại lộ ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, giống như không có thứ gì có thể khiến anh ta để ý tới. Ngay cả hai vị hòa thượng đức cao vọng trọng của chùa bái đính bên cạnh cũng bị anh ta chẳng coi ra gì. Nhưng hai người lại không chút để ý như đã tập mãi thành quen. Chủ trì sư huynh, đệ đã thua, không thể giành được quả xích viêm, Quả thật thẹn với chùa Bái Đính. Phù Hưng cúi đầu, mặt mày áy náy nói: "Vị hòa thượng kia thế mà lại là trụ trì của chùa Bái Đính pháp Mờ đại sư." Chương 849, suy cho cùng, con cũng không phải đạo thể thật sự. Pháp Mờ khứ cười nói: "Điều này cũng không trách đệ. Ai mà ngờ được đạo thể lại xuất hiện cơ chứ? Nay cậu ta chưa chết, lại vô địch trong cùng cảnh giới, đệ thua cũng không oan." Vị hòa thượng trẻ tuổi bên cạnh bỗng nhiên sen mồm nói, thưa thầy, vậy dứt khoát để con vào đời, trực tiếp đánh chết anh ta là được rồi. Chỉ là một tên đạo thể bị thương thôi, người khác sợ anh ta, nhưng con lại không. Giọng điệu của hòa thượng trẻ ấy vô cùng kiêu căng, vừa nói mấy câu đã đòi đánh chết đạo thể. Nhưng bất kể là trụ trì Pháp M Đại sư hay Phù Hưng cũng không để bụng, giống như lời anh ta nói là thật vậy. Pháp M nói, Luân Châu, bây giờ còn chưa phải lúc để con vào đời con là hy vọng của chùa bái đính ta, chùa ta có thể lặp lại thời đại của Hàn Nhật Long vào 300 năm trước hay không đều dựa vào con. Chỉ khi con bước vào cảnh giới thần hải mới có thể đi ngang thời đại. Đến lúc đó, sẽ không ai có thể ngăn cản con. Chỉ một tên đạo thể mà thôi, vẫn chưa đáng để chùa bái đính chúng ta ra tay. Hòa thượng trẻ tuổi kia chính là đại sư Huynh Luân Châu trong miệng đám chú tiểu. Luân Châu bĩu môi, mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Mạnh như Hàn Nhật Long ở 300 năm trước cũng không thể đối đầu với cả thế giới, dù anh ta có ngông cuồng đến mấy thì cũng không dám nói có thể vượt mặt Hàn Nhật Long. Đợi mình bước vào thần hải, Hàn Nhật Long có sống lại thì cũng phải cúi đầu trước mặt mình. Luân Châu siết chặt nắm tay, nghĩ thầm. Đường Tuấn đến thăm hỏi chùa Bái Đính, đúng lúc này, một tiếng nói như sấm rền chợt vang lên. Vừa dứt lời, toàn bộ điện thờ đều im phăng phắc. Phù Hưng run rẩy đôi môi, nói cậu cậu ta thế mà thật sự dám đến trong con người pháp em mờ chợt lóe lên một vệt sáng cả người rung lên điện thờ bèn vang lên từng tiếng sấm rền còn luân châu thì bật người lên lớn tiếng nói hay can đảm đấy vừa khéo để con làm thịt anh ta dùng máu thịt của anh ta đúc lại cơ thể mình pháp em mờ chậm rãi đứng dậy nói phù hưng sư đệ đệ theo ta ra ngoài xem sao luân châu con chờ ở đây trước đã Luân Châu hơi khó chịu hỏi, thưa thầy, tại sao chứ? Pháp M nhàn nhạt, nhạt nói, suy cho cùng, con cũng không phải đạo thể thật sự. Vừa nói xong, Pháp M bèn đi ra khỏi giới luật viện với Phù Hưng, chỉ để lại một mình Luân Châu. Luân Châu xứng sở tại chỗ, ngẫm nghĩ câu đó. Một lát sau, anh ta nổi điên đứng dậy, đập vỡ hết tất cả mọi thứ nhìn thấy, giống như thú giữ gầm gừ trong giới luật viện. Pháp M và Phù Hưng đi đến trước cổng chùa bèn thấy được đường tuấn đang bị mười mấy hòa thượng cầm côn dài bao vây và mấy chú tiểu núp sau bóng cây run bần bật. Dừng tay, Pháp M quát bảo đám hòa thượng đang định ra tay ngừng lại. Đám hòa thượng nhường ra một con đường để Pháp M và Phù Hưng đi đến trước mặt Đường Tuấn. Chương 850, tôi không có nói đùa. Không biết lần này thí chủ đến đây là có chuyện gì? Pháp M bình tĩnh hỏi Phù Hưng thì lại cảnh giác nhìn Đường Tuấn, dường như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ông ta nhìn tóc của Đường Tuấn đã từ đầu bạc biến thành màu đen, lẽ nào vết thương của cậu ta đã khỏi rồi. Ánh mắt Đường Tuấn liếc nhìn mười mấy tên hòa thượng trước mặt, sắc mặt hơi thay đổi. Mười mấy người này vậy mà đều là cao thủ cảnh giới chân khí, để ở ngoài ai ai cũng là nhân vật cảnh giới tông sư trông giữ một phương. Nhưng lúc này, chùa bái đính lại lấy ra hơn 10 người, so với nhà họ Tôn và nhà họ Hư còn đáng sợ hơn xứng đáng là môn phái võ đạo lớn đã từng huy hoàng một thời. Đường Tuấn mỉm cười, đáp tôi muốn muốn mượn hàn nhật long của 300 năm trước xem thử. Câu ấy vừa nói ra, mọi người trong chùa bái đính đều im lặng, một bầu không khí ngột ngạt chợt bao phủ nơi đây. Đặc biệt là những hòa thượng trẻ kia, đều lộ ra vẻ mặt căm thù, chân khí không ngừng tràn ra, bất cứ lúc nào cũng có thể liều chết một trận. Hàn Nhật Long là niềm kiêu hãnh của chùa Bái Đính, dù cuối cùng ông ta cũng không thể đột phá, nhưng vẫn chẳng thể giao động địa vị ông ta trong lòng họ. Nhưng giờ Đường Tuấn vừa đến đã há miệng nói muốn quan sát di hài của Hàn Nhật Long. Chuyện này quả thật chẳng khác gì đào bới phần mộ tổ tiên của người ta. Pháp M cũng lạnh mặt, giọng điều đầy sát khí nói, thí chủ đang nói đùa đấy à. Đối mặt với khí thế kinh người từ mọi người trong chùa bái đính, đường Tuấn phảng phất như không thấy, nói tôi không có nói đùa. Anh có thể cảm nhận được Pháp âm có cảnh giới thần hải, có sức mạnh chẳng kém cạnh gì trương tiến chiết sát khí càng trở nên nồng nặc hơn khi câu đó vừa nói ra đám hòa thượng chùa bái đính cầm côn nhìn về phía pháp âm chỉ cần pháp âm nói một câu thôi là bọn họ sẽ ra tay chiến đấu quên mình trong đôi mắt của phù hưng tràn ngập sự giận dữ lồng ngực phập phồng không ngừng tiếng hít thở ồ ồ như tiếng quạt gió trông như lực sĩ kim cang đang nổi giận ánh mắt pháp âm đầy vẻ nghiêm túc trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh pháp âm im lặng một lát rồi nhìn đường tuấn nói cậu cũng biết ý nghĩa của tổ sư hàn nhật long đối với chùa bái đính chúng tôi ngay cả khi ông ta đã chết nhưng vẫn không thể khinh nhờn tôi biết cậu nghĩ gì chỉ là người đời đều biết hồi đó tổ sư hàn nhật long vẫn chưa bước ra khỏi cảnh giới kia dù cậu có xem cũng chẳng có tác dụng gì đường tuấn nói tôi biết thế nhưng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy đều là đạo thể nên đương nhiên mọi thứ của hàn nhật long vẫn có chỗ có thể kích thích đến đường tuấn đây có thể là hy vọng cuối cùng của Đường Tuấn vậy thì sao anh có thể từ bỏ chỉ với một câu của pháp âm được pháp em mời im lặng hơn 10 giây sau mới nói chuyện này rất quan trọng một mình tôi không thể quyết định được mời thí chủ ở lại nghỉ ngơi trong chùa bái đính một đêm ngày mai tôi sẽ cho câu một câu trả lời thuyết phục được Đường Tuấn gật đầu đồng ý dù sao chùa bái đính cũng từng huy hoàng một thời có thực lực bỏ xa đông đảo các gia tộc võ thuật khác nếu như không phải bắt buộc Đường Tuấn thật sự không muốn sử dụng sức mạnh. Sư Huynh, Huynh, Phù Hưng thấy giọng điệu pháp âm bình tĩnh lại, có ý định đồng ý với Đường Tuấn, không khỏi nghẹn ngào nói. Pháp âm âm trầm liếc ông ta một cái, sau đó nói với đám hòa thượng cầm côn và chúng chú tiểu, giải tán đi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 850